Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1656, Đạp Tuyết Tiễn Cố Nhân. Khi Lô Khuê Hiền cảm thấy hối hận, hắn có liên lạc với người chú của mình, ngày hôm qua có gọi điện thoại đến người chú kia. Tuy một thời gian dài hai bên không liên hệ với nhau, thế nhưng khi Lô Khuê Hiền gọi điện thoại cho chú mình, hắn giống như một người tìm được tổ chức của riêng mình. Khi Lô Khuê Hiền nói ra cảnh ngộ của mình với chú, ông chú dùng giọng thân thiết an ủi hai câu, cũng nói là chủ tịch Cố rất tán thưởng hắn, muốn đưa hắn sang công tác ở ban số 3 văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy bây giờ hắn còn chưa thể làm thư ký cho chủ tịch Cố, thế nhưng cũng không phải không có hy vọng. Đợi đến khi thư ký của chủ tịch Cố xuống tuyến dưới rèn luyện, hắn có thể được dùng. Lô Khuê Hiền bây giờ chỉ là một cán bộ phó khoa, nếu như có thể làm thư ký của chủ tịch Cố, trên cơ bản sẽ nắm vị trí trưởng ban số 3. Hắn cực kỳ kích động, chỉ cần nghĩ đến những câu trò chuyện hôm qua thì đã kích động. Có một số việc trong quan trường thường là như vậy, nếu một người không tìm ra cho mình một võ đài để thể hiện, giống như một người không nắm bắt được hướng gió, chỉ cần vài năm nữa sẽ uổng phí tất cả thời gian. Tuy chú của Lô Khuê Hiền không còn là thư ký trưởng thế nhưng vẫn còn quan hệ với chủ tịch Cố, chỉ cần có thể nói vài lời, như vậy chủ tịch Cố sẽ không từ chối. Chủ tịch Cố bây giờ dù có vị trí đáng xấu hổ ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng tình hình này đối với một quan viên hạt vừng như Lô Khuê Hiền thì lại quá nhỏ nhặt. Dù sao nếu được một vị lãnh đạo là thường ủy tỉnh ủy chiếu cố thì sẽ có một cảnh tượng hoàn toàn khác. Sau khi chú của Lô Khuê Hiền tính toán tương lai thì giao ra một nhiệm vụ, đó là yêu cầu người này chú ý đến tình huống của Bí Thư Vi, bất cứ lúc nào cũng phải nhắn tin thông báo. Lô Khuê Hiền có nghe tin Vi Yến Quy sẽ phải rời đi. Thế nhưng đối với một nhân viên bị cho ra rìa như hắn, căn bản không có hứng thú với chuyện này. Cho dù Vi Yến Quy cảm thán lòng người dễ thay đổi cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, chính hắn không thể nào quan tâm được, chỉ có thể đứng nhìn náo nhiệt mà thôi. Lô Khuê Hiền không hiểu vì sao chú mình lại chú ý đến hướng đi của Vi Yến Quy, thế nhưng hắn vẫn chứng thực chỉ thị của chú mình. Sáng sớm hôm nay hắn đến tìm một người bạn trong văn phòng tỉnh ủy, muốn chính mình được điều động đi làm việc vặt. Thư ký Lô, anh rõ ràng là đang lao động nghĩa vụ, lát nữa xong hội nghị thì cùng nhau đi ăn cơm. Một nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy có quan hệ không tệ với Lô Khuê Hiền cười ha hả nói. Lô Khuê Hiền cười cười nói, không có vấn đề, tôi tạm thời bị trưởng ban Triệu của các anh bắt lính, lát nữa phải làm cho trưởng ban các anh xuất huyết mới được. Không có vấn đề, nhân viên công tác kia nói xong thì dịch chuyển một cái ghế trong tay sang vị trí khác. Lô Khuê Hiền dùng khăn lau mặt bàn, sau đó lấy điện thoại ra gửi đi một cái tin nhắn. Hắn biết rõ chú mình sẽ không cho ra hồi âm, vì vậy trực tiếp đóng điện thoại, sau đó tiếp tục bận rộn với vài vị nhân viên công tác khác. Con bà nó, cuối cùng cũng xong. Một nhân viên công tác trẻ tuổi quăng khăn ra khỏi tay rồi thở ra một hơi nói. Tiểu Hà, cậu phải công tác đàng hoàng một chút, cậu nhìn mà xem, cái bàn này còn chưa được lau sạch. Một nhân viên công tác hơn 30 tuổi đeo kính ở bên cạnh dùng giọng không vui nói. Tiểu Hà cười cười, anh Mã, anh cần gì phải như vậy? Lần này không có lãnh đạo nào đi đến đây, chỉ là chủ nhiệm Dương mà thôi, hội nghị này cũng không quá lâu, dù cái bàn có sạch như mặt xương thì cũng có mấy ai quan tâm. Anh Mã có chút sững sốt, sau đó đặt vài văn kiện cần thiết lên mặt bàn rồi nói, hừ, được rồi. Bí thư Vi lần này một đi không quay lại. Nói ra thì Bí Thư Vi cũng là người tốt, nhưng anh ta đắc tội Chủ tịch Vương. Bây giờ với uy thế của Chủ tịch Vương trong tỉnh Mật Đông, căn bản không ai dám đắc tội. Chuyện này vốn là Bí Thư Sầm chủ trì, thế nhưng cậu xem Bí Thư Sầm liệu có dấu hiệu tham gia không? Anh Mã châm một điếu thuốc rồi dùng giọng cảm khái nói. Tiểu Hà cười hì hì nói, Bí Thư Sầm sao? Anh Mã, anh nhìn mà xem, ngay cả thư ký trưởng còn không có thì nói gì đến Bí Thư Sầm. Điều này tôi thấy cũng là bình thường, ai cũng không dám vì một người ra đi mà đắc tội với lãnh đạo ở lại. Ôi, không biết Bí Thư Vi thấy tình cảnh này sẽ sinh ra cảm nhận gì. Tiểu Hà cảm thấy chướng mắt với thái độ quan tâm của anh Mã, hắn cười hì hì nói, còn có cảm nhận gì nữa chứ? Khi làm lãnh đạo thì cực kỳ có cảnh tượng, bây giờ thì giống như bị ướp lạnh vậy. Tôi tin tưởng dù Bí Thư Vi có không thoải mái thế nào cũng phải kiên trì cho xong. Hai người trò chuyện với nhau, nội dung rơi vào trong tai của Lô Khuê Hiền,
mà chính Lô Khuê Hiền cũng thấy như vậy là hợp lý. Trước kia Bí Thư Vi là người cao cao tại thượng, bây giờ chịu chút ghẻ lạnh rồi xong cũng không là vấn đề. Cuộc trò chuyện kéo dài được một lúc thì không thể không kết thúc, khi thời gian càng đến gần thì càng có người đi vào trong phòng. Tuy nói đám nhân viên nơi đây cực kỳ thả lỏng, thế nhưng trước mặt lãnh đạo thì bọn họ cũng không dám làm gì quá mức. 9 giờ sẽ bắt đầu hội nghị, 8 giờ 50 thì Vi Yến Quy đã được nhóm chủ nhiệm Dương bao quanh đi từ bên ngoài vào trong phòng. Lúc này Vi Yến Quy nhìn qua giống như một người coi trọng sự kiện lần này, gương mặt treo nụ cười sáng lạn. Khi thấy Vi Yến Quy ngồi xuống thì Lô Khuê Hiền vội vàng gửi đi một tin nhắn, nội dung đơn giản, chính là người đi bên cạnh Vi Yến Quy. Khi Lô Khuê Hiền gửi tin nhắn đi, lúc này trên đường cao tốc về thành phố rừng mật, một chiếc xe đang chạy đi như bay. Cố Tắc Phiêm ngồi trên xe khẽ nhắm mắt lại, trong lòng thầm suy tư về những gì mình chuẩn bị nói với Vi Yến Quy. Cố Tắc Phiêm biết rõ Vi Yến Quy không phải là người dễ lừa gạt, đối phương sẽ nhận ra dấu hiệu ở hành vi này của mình, thế nhưng hắn cũng biết đối phương sẽ không cho ra ý kiến phản đối. Dù sao thì bọn họ có cùng kẻ địch là Vương Tử Quân, hơn nữa bây giờ mình nóng lòng chạy về tiễn chân Vi Yến Quy, người ta còn không hài lòng cái gì nữa. Cố Tắc Phiêm có chút đắc ý, bây giờ điều cần quan tâm chính là mình phải biểu hiện là một người trọng tình trọng nghĩa, mình nên nói với Vi Yến Quy câu đầu tiên như thế nào đây? Chủ tịch Cố, giống như những gì được dự đoán trước đó, tiệc tiễn chân Bí Thư Vi hôm nay căn bản được chủ nhiệm Dương chủ trì, cực kỳ thê lương. Đừng nói là lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy, ngay cả các vị lãnh đạo cấp phó tỉnh cũng không đến. Lý Hành Dư ngồi bên cạnh Cố Tắc Phiêm rồi cười hì hì nói. Cố Tắc Phiêm gật đầu nói, ôi, anh Vi bây giờ ngồi trên ghế sẽ cảm thấy thê lương thế nào đây? Chủ tịch Cố, tôi tin tưởng sau khi anh đến thì Bí Thư Vi sẽ cực kỳ vui mừng. Lý Hành Dư cười cười, căn bản không quan tâm đến sự thê lương của Vi Yến Quy. Dù sao thì hắn cũng không có tình cảm với Vi Yến Quy, vì năm xưa người này cũng chưa từng nói lời tốt đề bạt mình. Cố Tắc Phiêm cười cười, hắn nằm trên mặt ghế rồi khẽ nhắm mắt lại nói, hy vọng lúc tôi rời đi cũng không rơi vào cảnh tượng như của Bí Thư Vi. Bí Thư Vi sao có thể so với ngài được? Ngài là người thế nào? Bí Thư Vi là hạng người gì? Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Lý Hành Dư vội vàng cười tươi nói. Cố Tắc Phiêm khẽ gật đầu, không biết có phải vì lời nói của Lý Hành Dư hay không, hắn giống như có được lời khuyên rất tốt. Lý Hành Dư thấy Cố Tắc Phiêm không có hào hứng nhưng vẫn cười nói, chủ tịch Cố, tôi tin tưởng còn chưa qua ngày hôm nay thì thông tin ngài vội vàng chạy từ thành phố Kim Hà về tiễn chân Bí Thư Vi sẽ truyền ra khắp tỉnh. Tuy ngài đắc tội với Vương Tử Quân, thế nhưng cán bộ trong tỉnh sẽ giơ ngón tay cái với ngài. Chủ tịch Cố, tuyết rơi rồi. Đột nhiên lái xe quay đầu nói với Cố Tắc Phiêm. Tuyết rơi, Cố Tắc Phiêm và Lý Hành Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy bông tuyết bay đầy trời. Tuy đường cao tốc còn chưa kết băng, thế nhưng tuyết vẫn đang liên tục quét lên cây cối hai bên đường. Tuyết rơi, rất tốt, chủ tịch Cố, lúc này ông trời thật sự giúp ngài. Ngài nghĩ lại mà xem, tình cảnh đạp tuyết đi tiễn chân cố nhân, như vậy không phải càng có ý thơ sao? Lý Hành Dư vỗ tay dùng giọng vui vẻ nói. Đạp tuyết tiễn chân cố nhân, rất hay, Cố Tắc Phiêm nhìn bông tuyết ngoài trời mà không khỏi khẽ gật đầu. Chương 1657, một vượt sóng gió tiến về phía trước. Lúc này Lô Khuê Hiền đã ngồi xuống. Đáng lý ra nhân viên công tác không được ngồi, vì chỗ ngồi còn trống thế nên những nhân viên công tác có trong hội trường đều đã ngồi xuống. Quy mô hội nghị tiến chân này là không lớn, nếu như các đồng chí trong văn phòng đều đi đến, như vậy có thể làm cho phòng họp đầy người. Vấn đề là bây giờ các vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy lại không đến. Lúc này một vài vị trưởng ban hay trưởng phòng đi đến khá thưa thớt, giống như nếu đi đến sẽ kéo dài khoảng cách với chủ tịch Vương. Lô Khuê Hiền mặc dù đến vì có nhiệm vụ, thế nhưng khi nhìn thấy Vi Yến Quy ngồi trên đài mà bên dưới khá trống, hắn cảm thấy trường hợp như vậy đối với một người gần đất xa trời căn bản là có hơi chút quá đáng. Khi Lô Khuê Hiền còn đang khá đồng tình với Vi Yến Quy, chợt nghe thấy vị chủ nhiệm Dương khẽ ho một tiếng, sau đó trầm giọng nói, thưa các đồng chí. Bây giờ bắt đầu họp, chủ đề của hội nghị hôm nay. Chủ nhiệm Dương vừa nói được nửa lời thì chợt dừng lại, điều này làm cho Lô Khuê Hiền ngồi trong phòng có chút sững sốt, thầm than trình độ của chủ nhiệm Dương cũng quá kém, không phải chỉ là một hội nghị tiễn chân sao.
chẳng lẽ không có bản thảo thì không nói được. Khi Lô Khuê Hiền đang thầm suy nghĩ, hắn chợt thấy đám người trên đài chủ tịch đã đứng lên, ngoài Vi Yến Quy thì hầu như người nào cũng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lô Khuê Hiền có chút sợ hãi, hắn không nhịn được phải nhìn về phía sau. Khi hắn nghiêng đầu thì có người đi từ phía sau lên trước. Lô Khuê Hiền khá quen thuộc người này, dù hắn chưa từng được nói chuyện với người ta ở khoảng cách gần, thế nhưng gương mặt kia căn bản không chút lạ lẫm. Chủ tịch Vương, sao anh ta lại đến rồi? Lô Khuê Hiền cảm thấy rất kinh hãi, lúc này Vương Tử Quân đã tiến lên trước đài chủ tịch, hắn ngồi xuống bên cạnh với Vi Yến Quy rồi cười nói, Bí thư Yến Quy, tôi đến hơi chậm, vốn định đến sớm một chút, thế nhưng có chút trễ nải, thật sự có lỗi. Vi Yến Quy nhìn Vương Tử Quân mà có chút sững sốt, nhưng lão vẫn phải có phong độ của mình. Vương Tử Quân xuất phát từ mục đích gì mà đến tiễn chân mình? Xem như cũng cho mình chút thể diện, vì vậy hắn cười nói, Chủ tịch Tử Quân, ngài sao lại đến đây rồi? Vi Yến Quy bắt tay với Vương Tử Quân, vừa định cho Vương Tử Quân ngồi vào bên trong, chợt nghe thấy Vương Tử Quân cười cười nói, Bí thư Yến Quy, ngài cứ ngồi đấy, hôm nay ngài là nhân vật chính. Lúc này chủ nhiệm Dương chủ trì hội nghị thật sự không biết phải làm sao, tình cảnh thế này hình như mình không còn phù hợp ở trên đài chủ tịch được nữa. Vì vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi đi xuống, những vị lãnh đạo nhỏ của văn phòng đi lên ngồi ở bên cạnh Vi Yến Quy cũng giống như đứng đống lửa ngồi đông than, lúc này ai cũng cuống quyết đi xuống. Lúc này trên đài chủ tịch căn bản chỉ còn lại một mình Vương Tử Quân và Vi Yến Quy. Vương Tử Quân và Vi Yến Quy nói chuyện với nhau. Nội dung căn bản không có gì quá tương quan, căn bản chỉ là việc nhà, thế nhưng những lời trò chuyện như vậy lại phụ trợ cho bầu không khí trong phòng hội nghị. Hai người thi thoảng to nhỏ vài câu làm cho bầu không khí càng thêm đầm ấm. Ha ha ha, Chủ tịch Vương, anh đến sớm, tôi vừa rồi còn định tìm anh cùng đến. Khi hai người Vương Tử Quân và Vi Yến Quy đang trò chuyện với nhau, lúc này Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Kiến Trương cũng đi đến. Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân vừa nói với Vi Yến Quy, Bí thư Yến Quy, lão lãnh đạo anh rời đi làm cho chúng tôi cảm thấy không nỡ, tối nay không say không về. Hà Kiến Trương đến làm cho Vi Yến Quy cảm thấy có chút thương cảm. Lão biết rõ nếu như Vương Tử Quân không đến, Hà Kiến Trương tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Lúc này Hà Kiến Trương đến chỉ là vì nể mặt Vương Tử Quân mà thôi. Cũng may Vi Yến Quy là cao thủ khống chế tâm tình. Lão nhìn Hà Kiến Trương rồi cười nói, anh Hà, anh là cao thủ uống rượu, tôi cũng khó gánh được, chỉ sợ say rồi bêu xấu thôi. Tôi cũng nghĩ là chủ tịch Hà uống quá tốt sẽ ép lão lãnh đạo khốn khổ, thế nên có gọi bí thư Khang đến giám sát anh ấy. Trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh và bí thư ủy ban kỷ luật Khang Tắc Chính một trước một sau đi vào trong phòng, vừa vào cửa thì Uông Thanh Minh đã lớn tiếng nói. Ha ha, tôi tán thành điều này, bí thư Khang thiết diện vô tư. Tuyệt đối sẽ không để cho Chủ tịch Hà làm loạn kỷ cương. Vương Tử Quân nhìn về phía hai người Uông Thanh Minh rồi dùng giọng trêu chọc nói. Khang Tắc Chính cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Vi Yến Quy, hắn cười nói, chỉ cần Chủ tịch Vương trao quyền, tôi tuyệt đối sẽ làm tốt công tác giám sát Chủ tịch Hà. Lô Khuê Hiền nhìn thấy có nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đi đến, hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Xem ra hội nghị tiễn chân hôm nay đã tìm được đúng cấp bậc của nó. Khi Lô Khuê Hiền cúi đầu gửi tin nhắn, chợt cảm thấy có người khẽ vỗ vai mình. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, chợt thấy có người cười ha hả nhìn mình. Hắn rất quen thuộc gương mặt người này, đó chính là vị trưởng ban của hắn, bình thường tuy không quá quan tâm đến hắn, thế nhưng cũng không làm khó gì hắn. Lô Khuê Hiền vẫn có chút kính sợ vị lãnh đạo của mình, khi hắn thấy mặt đối phương thì khẽ nói, trưởng ban, ngài. Tiểu Lô, cậu ở đây thật sự rất tốt. Cậu đi làm công tác phục vụ đi, chỗ này giao cho tôi. Trưởng phòng cười tủm tủm vỗ vỗ vai Lô Khuê Hiền, sau đó khẽ nói. Trưởng ban căn bản không đến tham gia hội nghị tiễn chân này, nhưng bây giờ xem ra trưởng ban lại theo sát tiến độ của Chủ tịch Vương, lúc này Chủ tịch Vương đến thì trưởng ban cũng đi theo. Lô Khuê Hiền thầm căm hận, thế nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn giao vị trí của mình ra cho trưởng ban. Hắn mới đi ra phòng họp. Chợt thấy Tiểu Hà và anh Mã đang đứng quy củ bên ngoài, bộ dạng giống như khá khẩn cấp. Ha ha, Tiểu Lô, cậu cũng phải đi ra sao? Trưởng ban của chúng tôi giống như không tìm được vị trí, đành phải đuổi tôi ra ngoài. Cái quái gì vậy chứ?
bắt đầu thì nói có việc không chịu đến tham gia, bây giờ ai cũng điên khùng chạy đến, còn nhanh hơn cháu nội đến gặp ông bà. Tiểu Hà vẫn là người trẻ tuổi, căn bản mở miệng không thèm che đậy. Anh Mã ổn định hơn nhiều so với Tiểu Hà, hắn bị dọa cho sợ xanh mặt, không khỏi khoát tay với Tiểu Hà, tiểu tử cậu cũng không nhìn xem đây là nơi nào, dám nói bậy bạ, cậu ăn gan báo sao. Cẩn thận kẻo trưởng ban Trần cho cậu biết tay. Trưởng ban Trần chính là dượng của Tiểu Hà, sở dĩ Tiểu Hà hoành hành ngang ngược không sợ hãi vì có chỗ dựa là trưởng ban Trần. Nói đến người khác thì Tiểu Hà sẽ không chịu phục, thế nhưng nói đến chỗ dựa của mình thì hắn không dám lên tiếng. Nhìn kia, bí thư Sầm đến. Khi đám người đang cảm thấy quá nhàn rỗi thì Tiểu Hà chợt giật mình nói. Nhóm nhân viên công tác ngẩng đầu lên thì thấy Sầm Vật Cương đi đến rất nhanh, sau lưng Sầm Vật Cương chính là thư ký trưởng Phương Anh Hồ cùng với trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa. Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị tiễn chân để cùng tiễn đồng chí bí thư Yến Quy. Lúc này tôi đại biểu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân chân thành cảm tạ đồng chí Vi Yến Quy đã cần cù lao động, vất vả trả giá, cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Mật Đông. Bí thư Yến Quy trước nay luôn một lòng nghĩ cho tỉnh Mật Đông, luôn dùng tất cả lực lượng của mình cống hiến cho sự phát triển hài hòa nhanh chóng của Mật Đông. Tôi tin tưởng bí thư Yến Quy đi về phía cương vị công tác mới nhất định sẽ ngày càng ra sức, sẽ cho ra những vầng thơ hoa mỹ nhất trong sự nghiệp và cuộc sống của mình. Giọng nói khá lớn của Vương Tử Quân vang lên trong phòng họp. Chương 1657, 2, vượt sóng gió tiến về phía trước. Lần này Vương Tử Quân đọc diễn văn cực kỳ đường hoàng, cực kỳ có ý nghĩa. Vì Yến Quy ngồi trên đài cảm thấy những lời này làm cho chính mình sinh ra cộng hưởng, thế cho nên không khỏi cảm thấy hai mắt có hơi ươn ướt. Lúc này Vương Tử Quân trẻ tuổi ngồi trên đài chủ tịch, đang hát bài ca tụng công đức của mình với đám người bên dưới, mặc dù có vài lời nghe qua có hơi chói tai, thế nhưng không thể không thừa nhận Vương Tử Quân đứng trên vị trí chủ tịch tỉnh, góc nhìn đại cục, căn bản cho ra sự đánh giá cao độ về mình. Điều này căn bản là quá bi ai, chính mình là người chìm đắm quan trường lâu năm, trước kia sao không nghĩ đến lai lịch của người này là không nhỏ, trình độ rất cao, sao lại cứ chọc vào. Chóc quan trường xưa nay đẳng cấp luôn nghiêm khắc, mỗi một đẳng cấp đều có một kết cấu thứ tự, ước định mà thành, không thể sinh loạn. Dù bất kỳ một hành vi nào muốn phá hư kết cấu này cũng không được xã hội cho phép. Giống như có một số người động một chút lại bất mãn với thượng cấp của mình, thậm chí đối nghịch với thượng cấp, đây căn bản là hành vi nhược trí, là hành vi phản lại thứ tự xã hội. Nếu như anh không nhìn rõ đại thế, sao anh có thể tìm được không gian sinh tồn trong thể chế? Vì Yến Quy ngồi trên đài nhìn Vương Tử Quân ở bên cạnh mình, lão chợt thấu hiểu nhiều vấn đề. Tiểu Hà đi vào trong phòng châm nước, sau đó hắn đi ra thì thầm với anh Mã, bây giờ người đến khá đông đủ, thế nhưng đôi khi căn bản không thể tin cậy vào anh em của mình được. Ví dụ như hội nghị tiễn chân bí thư Vi hôm nay, lần này tôi thấy ngay cả thường ủy Tần chính ủy phân khu cũng có mặt, thế nhưng lại không thấy mặt chủ tịch Cố. Hi hi. Bình thường thì chủ tịch Cố chính là người đi gần ngay bên cạnh bí thư Vi. Lô Khuê Hiền nghe Tiểu Hà và anh Mã bàn tán với nhau, gương mặt không khỏi có vài phần run rẩy. Hắn vô thức cho rằng mình sẽ là người đứng gần bên Cố Tắc Phiêm, bây giờ nghe lời nghị luận của Tiểu Hà thì không khỏi có chút lo lắng cho chủ tịch Cố, lúc này chủ tịch Cố có đến cũng muộn rồi. Thật ra lúc này Cố Tắc Phiêm đang nóng lòng chạy về trên đường cao tốc, tuyết rơi càng lớn thì đường càng khó đi. Hắn lo lắng đường cao tốc sẽ bị đóng cửa, thế nên gương mặt luôn rất âm trầm. Lý Hanh Dư cầm điện thoại mà không dám chọc vào Cố Tắc Phiêm, dù sao thì hắn cũng là người cho ra ý nghĩ này, không ngờ biến hay thành dở, vô tình sinh ra cảm giác lạnh sống lưng. Không ngờ Vương Tử Quân lại đến tiễn chân Vi Yến Quy, hành động này giống như hiệu ứng cánh bướm, những người khác cũng chen chân chạy đến, làm cho Cố Tắc Phiêm rơi vào hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Cố Tắc Phiêm lúc này thật sự không thể yên lòng, Lý Hanh Dư đã ý thức được Vương Tử Quân đắc ý tiến lên căn bản đã làm cho vở kịch hắn làm chủ đạo hôm nay căn bản là hỏng bét. Chủ tịch Cố, tôi cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển theo hướng như vậy. Lý Hanh Dư do dự giây lát rồi dùng giọng thành khẩn nhận kiểm điểm với Cố Tắc Phiêm. Cố Tắc Phiêm khoát tay áo rồi trầm giọng nói, đừng nói nữa, không trách anh được. Cố Tắc Phiêm nói xong thì phân phó với lái xe, chạy nhanh lên một chút. Lúc này lái xe đổ mồ hôi khắp toàn thân, tuy xe có thể tăng tốc, thế nhưng bây giờ tuyết đang rơi,
hắn cần phải đảm bảo sự an toàn của lãnh đạo. Nhưng Cố Tắc Phiêm thúc giục nhiều lần, lúc này hắn đành phải tăng tốc. Cố Tắc Phiêm nhìn trời tuyết bay tán loạn bên ngoài, tâm tình hạ xuống cực điểm. Trận tuyến này quá lớn, có lẽ sự kiện Vương Tử Quân xuất hiện sẽ là mùa xuân cho Vi Yến Quy. Chủ tịch Cố, nếu không chúng ta chạy chậm một chút, dù sao thì cũng không thể nào đúng giờ được nữa. Lý Hanh Dư trầm ngâm giây lát rồi khẽ đề nghị. Cố Tắc Phiêm thiếu chút nữa thì giận tím mặt, nếu như không phải Lý Hanh Dư anh cho ra ý tưởng khốn nạn này, tôi sao có thể luống cuống tay chân, nguy hiểm tính mạng chạy về dưới trời đầy tuyết thế này. Cố Tắc Phiêm nghĩ đến đây thì cảm thấy rất bực mình, hắn dùng giọng âm trầm phân phó, chậm cũng phải đi, nếu không đi thì người ta sẽ nói tôi thế nào đây. Lý Hanh Dư không nói gì thêm, hắn biết rõ cảm thụ của Cố Tắc Phiêm, dù sao thì năm xưa Cố Tắc Phiêm vẫn có quan hệ không tệ với Vi Yến Quy, bây giờ nếu không đến thì sẽ bị người ta mắng vào mặt. Hắn thầm cảm khái, thầm than sự việc đến mức độ này xem như là ông trời cố ý trêu đùa Cố Tắc Phiêm. Ly biệt luôn làm cho người ta cảm thấy khó chịu, lúc này Bí Thư Yến Quy đi về phía vị trí công tác mới, nhưng tôi tin tưởng anh ấy sẽ luôn cùng lòng với Mật Đông. Hoan nghênh Bí Thư Yến Quy trở lại Mật Đông, trở lại mái nhà mà anh ấy đã cùng chung cố gắng với mọi người. Vương Tử Quân là người chủ trì, hắn nói cực kỳ nhiệt tình, mà giọng nói của hắn vang lên càng làm bùng phát những tiếng vỗ tay dữ dội. Nếu như là người không biết chân tướng, thật sự cho rằng Vi Yến Quy được thăng chức, thực tế là tình huống như thế nào thì đám người Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Hội nghị tiễn chân tuy không quá dài nhưng lại là một tình huống tiễn chân vui vẻ quan trọng và cấp bậc cao nhất chưa từng có ở Mật Đông. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy cũng có vài lời phát biểu. Sau đó Vi Yến Quy lên tiếng, cảm ơn các đồng chí đã cố gắng giúp đỡ mình công tác bao năm qua, sau đó khiêm tốn nói về những lời đánh giá của Chủ tịch Vương. Còn nói rằng sau này sự phát triển của Mật Đông còn nhờ vào các vị lãnh đạo nơi đây, tôi sẽ rất nhớ mọi người. Sau khi Vương Tử Quân tuyên bố kết thúc hội nghị, Sầm Vật Cương đi chính giữa, hai bên là Vương Tử Quân cùng Vi Yến Quy một trái một phải ra khỏi cửa chính phòng họp. Sau lưng bọn họ chính là nhóm người Khang Tắc Chính, Uông Thanh Minh. Gió tuyết thổi tung bay, bầu trời trắng xóa. Tình cảnh như thế này không khỏi làm cho đám nhân viên công tác lấy máy ra chụp ảnh. Đám người trong văn phòng thầm nghĩ một tấm ảnh như vậy căn bản có thể hé mở năng lượng của tỉnh Mật Đông, sự phát triển của Mật Đông dưới sự lãnh đạo của ban ngành tỉnh ủy sẽ ngày càng vượt sóng tiến về phía trước. Bí thư Sầm, Bí thư Vi, tôi đã đến chậm. Cố Tắc Phiêm sải bước đi đến, khi thấy mọi người ra khỏi phòng họp thì lau mồ hôi trán rồi lớn tiếng nói. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu với Cố Tắc Phiêm, Vi Yến Quy lại dùng giọng không quan tâm nói, không muộn. Chủ tịch Cố phải đi xuống tuyến dưới kiểm tra công tác, dù sao thì công tác cũng quan trọng hơn. Lúc này Cố Tắc Phiêm chợt sinh ra cảm giác đứng ngoài ngàn dặm, dù sao hắn và Vi Yến Quy cũng là chiến hữu cùng chiến hào, bây giờ mọi người đến tiễn chân Vi Yến Quy, mình lại đến kiểm tra công tác của thành phố Kim Hà, chỉ sợ sau này mình sẽ là người cô đơn trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu như không có ai đến đưa tiễn, như vậy Cố Tắc Phiêm sẽ là người vượt sương gió mưa tuyết để đến tiễn chân cố nhân. Nhưng bây giờ mọi người đều đã đến, mọi người nhìn rõ lúc đầu hắn vì tránh né nên tìm việc chạy đi, đến khi phát hiện mọi người đến tiễn chân Vi Yến Quy thì cuống quýt chạy về, căn bản chỉ là cố ý nịnh nọt, là hạng tiểu nhân bạc tình bạc nghĩa. Tiệc tiễn chân được mở ra vào thời điểm trời tối, hôm nay Vi Yến Quy uống thêm vài ly, căn bản là say sưa. Có một người cùng uống rượu với lão, chính là Cố Tắc Phiêm. Thật ra Cố Tắc Phiêm cũng không phải uống quá nhiều, chỉ là vì nhất túy giải thiên sầu mà thôi. Chương 1658, một tôi đến mưa móc vùng khô hạn. Năm mới gần đến, tỉnh Mật Đông tiến vào giai đoạn tổng kết và kết thúc các công tác. Đáng lý ra đến cuối năm thì có rất nhiều tiếp đãi, thế nhưng khi Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu và kiểm tra chống xa hoa lãng phí cực kỳ nghiêm túc thì hiện tượng vui chơi giải trí ngày càng ít đi. Có người không chiếm được tiện nghi thì nói này nọ, nói nhiều nhất là bàn tay của Vương Tử Quân quá dài, căn bản quản quá rộng, vì cố ý ra vẻ mà mặc kệ thiên hạ chết sống. Chỉ muốn ánh nắng và mưa móc cho mình, cán bộ bình thường thì không biết đến năm nào mới có được. Nhưng câu nói thế này giống như rất có thị trường, căn bản lan tràn trong một vài phần cán bộ cấp sở. Khi những tin đồn này được phổ biến tràn lan thì vài tờ báo cấp quốc gia có đăng tin cán bộ thượng cấp cho ra chỉ thị.
yêu cầu phê bình các hành vi phô trương lãng phí, thậm chí còn điểm danh phê bình các tình huống kêu gọi đầu tư xa hoa. Khi bài báo này được đăng, không ít địa phương có hành vi kêu gọi đầu tư xa hoa lãng phí phải tự phê bình kiểm điểm, tỉnh Mật Đông đi đầu trong công tác này, căn bản được lãnh đạo Trung ương khen ngợi. Sau sự kiện này thì những nghi vấn về hành vi của Vương Tử Quân căn bản tan biến khá nhiều. Hơn nữa có không ít người bắt đầu suy đoán, có phải là vì hành động của Chủ tịch Vương mà ảnh hưởng đến quyết sách của tuyến trên hay không? Một số người nói đến vấn đề này thì tỏ ra cực kỳ kính ngưỡng Chủ tịch Vương. Sầm Vật Cương tuy không đến mức nghĩ như vậy, thế nhưng cũng không khỏi lau mắt mà nhìn với Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương không phải là người thường, lão biết Vương Tử Quân sở dĩ cố gắng tỏ ra yếu kém, tất nhiên là nghênh đón tâm tư của lãnh đạo, cố gắng đồng bộ với thượng cấp. Xem ra ở phương diện này mình vẫn còn kém Vương Tử Quân vài phần. Những ngày qua Sầm Vật Cương có nhiều chuyện phiền lòng, trong đó phiền phức nhất chính là vị trí phó bí thư tỉnh ủy chưa được xác định. Lần trước đề nghị của lão được thông qua ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, Vương Tử Quân căn bản không cho ra lực cản quá lớn, Khang Tắc Chính được đề cử lên. Sau khi tiến hành khai báo thì thượng cấp mãi không có động tĩnh, hơn 2 tuần rồi nhưng một người là bí thư tỉnh ủy như Sầm Vật Cương còn chưa nhận được tin đồn gì. Chẳng lẽ cuối năm nay thượng cấp không có thời gian nghiên cứu chuyện này? Sầm Vật Cương thật sự rất chờ đợi kết quả tốt, nhưng thượng cấp lại không có thời gian nghiên cứu chuyện này. Như vậy có thể thấy Khang Tắc Chính không được thông qua. Nếu như Khang Tắc Chính không được làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ làm tăng thêm khả năng mất đi lực kiểm soát của Sầm Vật Cương ở Mật Đông, nếu đổi là người khác, như vậy sẽ không biết còn bao nhiêu vấn đề cần quan tâm. Sầm Vật Cương căn bản phiền não bất an vì chuyện này, thế nhưng trước mặt Khang Tắc Chính thì luôn bày ra bộ dạng như đã tính trước, căn bản cố ý tạo niềm tin cho Khang Tắc Chính. Sầm Vật Cương lật qua sổ điện thoại trên bàn làm việc, tâm tư liên tục chuyển động. Lão nghĩ mình có nên gọi cuộc điện thoại này hay không? Mặc dù mình và đối phương khá quen thuộc, thế nhưng khi động đến vấn đề nhân sự, người ta sẽ nói cho mình bao nhiêu thông tin? Nếu như làm cho đối phương mất kiên nhẫn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Sầm Vật Cương cân nhắc giây lát rồi cầm điện thoại lên. Sau khi nối thông điện thoại thì chợt nghe một giọng ôn hòa vang lên. Sầm Vật Cương cười nói, chào trưởng ban lý, tôi là Sầm Vật Cương của Mật Đông. Ha ha ha, tôi biết ngay là anh Sầm. Năm nay anh ăn Tết ở đâu? Nếu đến thủ đô thì tôi mời anh uống rượu. Đầu bên kia vang lên giọng nói rất trầm bổng, có vài phần nhiệt tình. Sầm Vật Cương căn bản không dám coi thường trưởng ban lý, mặc dù đối phương chỉ là phó trưởng ban mà thôi, nhưng lão biết rõ tương lai người này rất rộng lớn. Biết đâu sau này xuống tuyến dưới rèn luyện sẽ là lãnh đạo một địa phương. Có quan hệ tốt với một người có thực quyền như thế này căn bản là giúp đỡ rất lớn cho bản thân mình. Sau khi cười cười thì Sầm Vật Cương nói, tôi không có khả năng đến thủ đô ăn Tết, anh cũng biết rồi đấy, tôi ở cơ sở không thể so sánh với anh ở trên Hoàng Cung, càng đến Tết càng không dám bỏ đi. Sau khi hàn huyên vài câu thì Sầm Vật Cương cười nói, trưởng ban lý, tôi muốn hỏi ngài một chút. Về chuyện vị trí phó bí thư của tỉnh Mật Đông, lúc này tuyến trên đã có chỉ thị gì chưa? Đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói, bí thư Sầm, cho dù anh không gọi điện thoại thì tôi cũng sẽ liên lạc với anh. Tôi vừa đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng ban Dương, anh ấy có nói đến chuyện này. Những năm qua anh tọa trấn Mật Đông, có thể nói là Mật Đông đang liên tục phát triển, lãnh đạo cũng nhìn thấy rõ ràng, khẳng định công tác của bí thư Sầm. Vì vậy mà tuyến trên chuẩn bị đẩy mạnh giúp đỡ công tác ở Mật Đông, chuẩn bị phái tinh binh cường tướng đến tham gia vào đội ngũ của anh. Đầu óc Sầm Vật Cương chợt nổ ầm một tiếng, lão biết rõ kế hoạch của mình có khả năng bị hớ. Mặc dù không có tiếng pháo nhưng không khí Tết vẫn ngập tràn ở thủ đô, Vương Tử Quân lười biếng nằm trên giường, hai mắt nhìn chăm chú về phía chiếc TV cách đó không xa. Trên màn hình TV đang phát vài bài hát mùa xuân. Vẫn là những lời tâm tình của các cặp tình nhân, Vương Tử Quân nghe mà cảm thấy có hơi chán, thế là trong đầu chợt nghĩ đến những chuyện xảy ra vài ngày qua. Ngày đầu năm Vương Tử Quân phải ở lại Mật Đông, hắn phải xuống cơ sở, thăm hỏi quần chúng, cố gắng kiếm lấy thanh danh chủ tịch bình dân. Đến ngày mùng 2 hắn mới về thủ đô, vài ngày về nhà thì công tác chủ yếu là chúc Tết, tuy Mạc lão gia tử đã khuất, thế nhưng vẫn còn thân thích ở lại, trình tự chúc Tết là không thể thiếu đi được. Vất vả lắm Vương Tử Quân mới đi thăm hết nhà người thân,
xem như mới yên bình được một chút. Phía Mật Đông bên kia cũng không có chuyện gì, khá là bình tĩnh. Nhưng Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh sang năm mới, mình và Sầm Vật Cương thời gian qua luôn cố gắng cân đối, thế nhưng cán cân này căn bản có dấu hiệu bị gãy. Vương Tử Quân cũng không có gì phản cảm với Sầm Vật Cương, nhưng hắn cảm thấy Sầm Vật Cương có yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế quá cao, điều này làm cho hắn cảm thấy nên trò chuyện với Bí Thư Sầm. Mật Đông cần phát triển, điều này căn bản không thể nghi ngờ, thế nhưng phương pháp phát triển không nên như vậy. Mật Đông cần phát triển kinh tế, cần phải đi theo hướng lâu dài, thâm canh, như vậy mới có thể làm cho hình thức cũ có chuyển biến, phát triển lý tính, phát triển hài hòa. Nhưng Sầm Vật Cương căn bản không phải là người dễ thuyết phục, nhìn từ phương diện công tác thì đây là một kiện tướng, nhưng ở các phương diện khác thì cố chấp kinh người. Cố chấp thường đại biểu cho tự tin, mà người tự tin chỉ cần nhìn vào một mục tiêu, căn bản sẽ khó thể nào vì lời nói của người khác mà bỏ qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1658, hai tôi đến mưa móc vùng khô hạn. Nhưng cũng may cục diện chính trị của Mật Đông sắp có phát sinh vài chuyển biến, Vương Tử Quân nghĩ đến những tin tức mình vừa nhận được, thế là ý nghĩ lan tràn. Bố, chúng ta ra ngoài mua đường hồ lô đi. Tiểu Bảo Nhi mặc áo lông màu xanh nhạt chạy đến, không biết có phải vì chạy quá nhanh hay không, trên trán đầy mồ hôi. Vương Tử Quân ôm con vào lòng rồi cười ha hả nói, mẹ con đâu rồi? Mẹ đi ra ngoài với bà ngoại, nói là có chuyện không thể đưa con theo, con chỉ có thể ở nhà mà thôi. Khi tuổi tác ngày càng tăng thì Tiểu Bảo Nhi căn bản không còn muốn bị bố ôm vào lòng như một món đồ chơi, thế nên bây giờ bị Vương Tử Quân ôm vào lòng thì vểnh miệng lên giãy giụa. Bố, con đã là người lớn, hoàn toàn có thể tự cố gắng, bố đừng ôm con mãi như vậy. Tiểu Bảo Nhi sau khi đi học tiểu học thì tiếp thu được nhiều thứ, thỉnh thoảng nói ra vài câu tục ngữ, mặc dù có vài phương diện chưa diễn đạt tốt, thế nhưng cả nhà vẫn buồn cười vì một Tiểu Bảo Nhi học thức uyên bác như vậy. Vương Tử Quân nhìn con trai đang trang nghiêm giáo dục mình, hắn không khỏi bật cười, sau đó hôn con một cái, lại dùng giọng vui sướng nói, được, bố đưa con ra ngoài mau quà, nhưng chúng ta đi đâu mua đây? Hôm qua con có đi với anh nhà bác. Anh ấy nói cung dung thần bên kia rất vui, nơi đó nhất định sẽ có bán đủ mọi thứ. Tiểu Bảo Nhi bày ra bộ dạng cực kỳ thèm thuồng, thế nên không khỏi xung phong dẫn đường cho bố. Vương Tử Quân khẽ véo lên gương mặt đỏ bừng của Tiểu Bảo Nhi, sau đó hắn cố ý đeo kính râm, kéo Tiểu Bảo Nhi ra khỏi nhà. Hôm nay hắn khó có được cơ hội đi chơi với con trai, thế nên quyết định đi bộ. Lúc này là ngày Tết nên xe taxi ít hơn ngày thường. Hơn nữa Vương Tử Quân đứng chờ chỗ khuất, mãi mà không có xe taxi, đứng trong gió rét chờ taxi mãi cũng không hay. Bố, con đã bảo bố lái xe đi mà không chịu, bố thấy chưa, không nghe lời nhắc nhở của con là có hại rồi. Tiểu Bảo Nhi đưa bàn tay nhỏ của mình vào túi áo rồi ngửa đầu oán trách bố mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ hồng vì lạnh của con trai, hắn có chút không đành lòng, thế là ngồi xổm xuống nói, hay là chúng ta về nhà lấy xe. Khi hai cha con đang trò chuyện với nhau, một chiếc taxi dừng lại cách đó không xa, có một người khách đi từ trong xe ra ngoài. Khi thấy có xe thì Tiểu Bảo Nhi tỏ ra cực kỳ hưng phấn, nó kéo bố mình chạy về phía bên kia. Nhưng khi Vương Tử Quân mở cửa xe, lại phát hiện cũng không phải một mình chờ xe. Một cô gái trẻ mặc áo lông màu hồng hơn 20 tuổi đang trừng mắt lên lườm mình. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị nhường cho người ta, lúc này Tiểu Bảo Nhi đi theo cùng hắn đã lớn tiếng nói với cô gái bên kia, chị gái, chúng tôi đến trước nhé. Cô gái nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi, nàng chợt nở nụ cười. Tuy cô gái mặc áo lông dày làm cho cơ thể có vài phần mập mạp, thế nhưng nhìn qua cũng rất đáng yêu, cho người ta sinh ra cảm giác dễ gần. Này em trai, chúng ta cùng nhau mở cửa xe, sao cậu lại nói mình đến trước được? Hôm qua em đi chúc Tết ông bà người thân. Mọi người thường nói cho ngồi bên trái, em có hỏi ông vì sao lại như vậy, ông nói quốc gia chúng ta người đi đầu thường ở bên trái. À, chị thật sự cùng chờ xe với bố con em, thế nhưng theo như lời của ông nội em mở cửa bên trái, thế nên phải là người được đi trước. Tiểu Bảo Nhi vuốt tóc của mình dùng giọng nghiêm túc nói. Tiểu Bảo Nhi lúc này cực kỳ đáng yêu, Vương Tử Quân nghe lời nói ngụy biện của con trai mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Không chờ hắn cười thì cô bé kia đã cười khúc khích.
Này em trai, em có biết là không nên suy luận như vậy hay không? Cô gái nói rồi đưa tay sờ mặt Tiểu Bảo Nhi. Nhưng hành vi của cô gái cũng không được như ước nguyện, nhiều năm qua có rất nhiều người sờ mặt Tiểu Bảo Nhi, nó đã luyện được công phu tránh né, thế nên chỉ cần dùng chút lực đã tránh được bàn tay của cô gái kia. Phải nói từ nhỏ Tiểu Bảo Nhi đã được hưởng cuộc sống nhung lụa sung sướng, hơn nữa còn được Tiểu Bảo Nhi cưng chiều hết mực, thế nhưng hắn cảm thấy vui mừng là Mạc Tiểu Bắc vẫn dạy con cách đối nhân xử thế theo truyền thống, đó là nhân nghĩa lễ tín, ôn hòa lương thiện cung kính và tiết kiệm. Vì vậy Tiểu Bảo Nhi tuy lanh mồm lanh miệng thế nhưng căn bản là rất có phong thái, nó nói với cô gái bên kia chị, em chỉ muốn đi mua đường hồ lô, căn bản là đã thèm chảy cả nước miếng, nhưng em tình nguyện nhường cho chị đi đi. Hai vị cũng không cần phải gấp, các người muốn đi đâu. Nếu cùng một hướng thì tôi có thể mời hai vị cùng đi, chỉ thu tiền một người thôi. Tài xế taxi thấy Tiểu Bảo Nhi dễ thương như vậy thì không khỏi chủ động nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn còn chưa tỏ thái độ thì Tiểu Bảo Nhi đã lớn tiếng nói, chúng tôi đi cung Dung Thần, chị này đi đâu đấy? Chị cũng đến cung Dung Thần. Cô gái nghe thấy vậy thì tỏ ra rất vui, khi Vương Tử Quân và Tiểu Bảo Nhi ngồi vào trong xe, cô gái kia liên tục trêu chọc Tiểu Bảo Nhi, bầu không khí rất vui vẻ. Tết ở thủ đô cũng không kẹt xe như ngày thường, hơn 20 phút sau thì đám người Vương Tử Quân đã đi đến cung Dung Thần. Vương Tử Quân định trả tiền thì lại bị cô gái kia cướp đoạt mất. Này cậu bé, chị thích cậu, cậu làm cho chị cười đau cả bụng, sau này nếu có thời gian thì chị tìm cậu chơi đùa được chứ? Cô gái vân vê gương mặt của Tiểu Bảo Nhi rồi lưu luyến nói lời chào tạm biệt. Tiểu Bảo Nhi bị cô gái vuốt mặt một chút tuy cũng không muốn nhưng đành nói, chào tạm biệt chị. Vương Tử Quân kéo Tiểu Bảo Nhi đi trên đường cái náo nhiệt. Người tới lui chỗ này khá đông thế nhưng không thấy được đường hồ lô cho Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân cùng Tiểu Bảo Nhi tham gia vài trò chơi, lại mua vài món đồ, lúc này Tiểu Bảo Nhi căn bản khá hào hứng. Bố, ngài nói xem chị kia có phải là hàng xóm của chúng ta không? Tiểu Bảo Nhi cầm một vài món đồ trong tay, nó chợt ngẩng cao đầu nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng đã quên người chị trong câu hỏi của Tiểu Bảo Nhi, hắn có chút sững sốt. Sau đó mới cười nói, có thể lắm. À, Tiểu Bảo Nhi ăn món bánh trong tay của mình rất ngon lành, sau đó cố sức chạy đến ném vỏ hộp vào thùng rác, lại vỗ vỗ bàn tay mập mạp của mình, sau đó lệch đầu ra hỏi Vương Tử Quân, bố, có phải bố sắp đi làm rồi không? Vương Tử Quân biết rõ con trai còn chưa muốn mình đi, thế nhưng hắn vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, căn bản nói thật với con, đúng vậy, hai ngày nữa bố sẽ về Mật Đông. Con và mẹ ở lại thủ đô chơi vài ngày nữa được không? À, con định khi nào chuẩn bị đi học thì về. Tiểu Bảo Nhi căn bản cũng có chủ kiến của mình, nó gật đầu hiểu biết nói, chúng ta đi mua vài món đồ, khi được nghỉ Tết thì con có nói sẽ mua vài món lễ vật ở thủ đô cho bạn học cùng bàn, bố đưa con đi mua nhé. Chương 1659, lời cảm ơn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn kéo Tiểu Bảo Nhi đến một địa điểm chuyên bán quà cho trẻ em. Chỗ này căn bản hấp dẫn không biết bao nhiêu gia trưởng đưa con đến mua đồ chơi. Tiểu Bảo Nhi sờ cái này đùa với cái kia, sau đó mua một bọc đồ chơi. Khi nó đang loay hoay món đồ trong tay mình, chợt có người mở miệng chào hỏi, này cậu, cậu cũng đến đây mua đồ chơi sao? Tiểu Bảo Nhi nghe thấy có người chào hỏi mình thì ngẩng đầu lên, sau đó dùng giọng vui vẻ nói, chào chị. Vương Tử Quân cũng khẽ gật đầu với cô gái được Tiểu Bảo Nhi gọi là chị, là cô gái hai bố con gặp trước đó. Tuy lúc trước cô gái đi taxi một mình, thế nhưng bây giờ bên cạnh lại có một người khác, đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc hoa râm, hắn không khỏi đưa mắt nhìn người này. Khi Vương Tử Quân nhìn người kia, đúng lúc đối phương cũng nhìn về phía hắn. Trong cặp mắt của người đàn ông trung niên bên kia có chút biến chuyển, ngay sau có cảm giác nghi hoặc biến thành xác định. Hai ngày qua luôn muốn tìm thời gian gặp ngài, không ngờ bây giờ lại gặp ngài ở chỗ này, căn bản là rất có duyên, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Người đàn ông kia trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn người kia rồi gật đầu nói, vậy thì chúng ta tìm chỗ nào trò chuyện một chút. Quán trà bên kia khá yên tĩnh, không bằng chúng ta sang đó trò chuyện được không? Người đàn ông chỉ về phía một quán trà rồi y cười ha hả nói. Văn Ngư Nhi đi bên cạnh bố,
nàng nhìn bố mình trò chuyện với người đàn ông trẻ tuổi trước đó đi cùng xe taxi với mình, trong lòng không khỏi suy đoán về lai lịch của người này. Tuy vừa mới nhận công tác thế nhưng Văn Ngư Nhi biết rõ địa vị và tính tình của bố mình. Bố nàng căn bản luôn khách khí với người khác, thế nhưng lại có một cảm giác kiêu ngạo, rất nhiều người tỏ ra cung kính với bố mình. Hôm nay làm sao vậy? Sao lại khách khí với một người không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu như vậy? Thậm chí Văn Ngư Nhi chính mình cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng vừa rồi nàng cảm thấy bố mình có biểu hiện rất thật thà, thậm chí nàng còn cho rằng người bố luôn tỏ ra kiêu ngạo này lại lên tiếng có chút nịnh nọt. Quán trà bên kia cũng không lớn nhưng khá sạch sẽ, sau khi đi vào trong phòng thì làm cho người ta sinh ra cảm giác thả lỏng thoải mái, giống như dòng người hối hả bên ngoài căn bản không liên quan đến nơi đây. Chủ tịch Vương, đây là con gái Văn Ngư Nhi của tôi. Hôm nay cả nhà tôi đến đây dạo chơi, không ngờ gặp được ngài. Văn Thành Đồ ngồi xuống rồi khẽ giới thiệu Văn Ngư Nhi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lúc này Văn Thành Đồ đã cười nói với Văn Ngư Nhi, vị này là chủ tịch Vương của tỉnh Mật Đông, còn phải gọi là chú Vương. Vương Tử Quân, người này là Vương Tử Quân ở tỉnh Mật Đông. Tin tức xuống Mật Đông nhận chức của bố hầu như là chủ đề của những ngày Tết vừa qua trong gia đình. Không ít người dùng chuyện này để nói lời nịnh nọt với bố của Văn Ngư Nhi, nói là bố nàng xuống Mật Đông như rồng vào biển, tương lai sau này là vô hạn. Văn Ngư Nhi đã nghe qua không ít những lời như vậy, thế nhưng nàng căn bản không quan tâm. Điều làm cho nàng nhớ rõ nhất chính là tối hôm trước khi uống rượu thì bố từng nói một câu, đi đến Mật Đông công tác bên cạnh Vương Tử Quân cũng không phải là chuyện gì tốt. Bố trong mắt Văn Ngư Nhi căn bản là một người không sợ trời sợ đất. Nhưng khi ông nói ra những lời kia thì cực kỳ cố kỵ, điều này không khỏi làm cho Văn Ngư Nhi cực kỳ lưu tâm đến Vương Tử Quân. Tuy Văn Ngư Nhi biết Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi lãnh đạo một tỉnh, thế nhưng nàng không ngờ Vương Tử Quân lại trẻ như vậy, tuổi thọ của người này vượt ra ngoài dự đoán của nàng. Chào chú Vương, Văn Ngư Nhi có chút kháng cự với câu xưng hô chú Vương với Vương Tử Quân, thế nhưng nàng vẫn cố gắng lên tiếng chào hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, chào Ngư Nhi, tôi nhìn qua thì thấy hình như cô đã tham gia công tác, sau này nên công tác cho tốt. Tuy Vương Tử Quân nói những lời này căn bản không có gì quá hay, thế nhưng Văn Ngư Nhi vẫn phải thành thật lắng nghe. Vương Tử Quân lúc này không đặt tâm tư lên người Văn Ngư Nhi, đối với hắn thì người cần quan sát phải là Văn Thành Đồ. Hắn đã xem qua kinh nghiệm và lý lịch của Văn Thành Đồ, người này dù chưa từng công tác ở cơ sở, thế nhưng lại chủ trì vài hạng mục quan trọng trong bộ và ủy ban trung ương, cũng được nhiều lãnh đạo khen ngợi. Nếu như không phải năm trước người này phí chút thời gian, chỉ sợ bây giờ đã ngồi trên vị trí phụ trách đơn vị trung ương. Một người như Văn Thành Đồ đi đến Mật Đông, căn bản làm tăng thêm điều xấu cho thế cục hiện tại. Sau khi trà được dâng lên, Văn Thành Đồ cho nhân viên phục vụ lui ra, sau đó rót trà cho Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch Vương, chúc mừng năm mới. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà rồi cười nói, tôi cũng chúc Bí Thư Văn năm mới vui vẻ thắng lợi. Tuy chỉ là câu chúc phúc đầu năm thế nhưng hai người Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ không khỏi cười lên ha hả, vì tiếng cười này mà bầu không khí trong phòng càng thêm thoải mái. Văn Thành Đồ nhìn Tiểu Bảo Nhi chơi đùa bên cạnh rồi cười hỏi, Tiểu Bảo Nhi, cháu đã học lớp mấy rồi? Báo cáo bác, cháu học lớp 1 rồi. Tiểu Bảo Nhi nhìn Văn Thành Đồ rồi dùng giọng vui vẻ nói. Ôi, tiểu tử này quá đáng yêu, đã học lớp 1 rồi sao? Căn bản không giống như những cậu bé lớp 1, Văn Thành Đồ nói rồi đưa tay vào túi, cuối cùng thì nói, vốn cho rằng có mang theo phong bao lì xì, không ngờ đã phát hết rồi. Thế này đi, bác thiếu cháu một món lễ vật, sau này sẽ bù lại nhé. Tiểu Bảo Nhi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, khi thấy bố mình giống như không có ý kiến gì với vấn đề này, thế là mới cười nói cảm ơn bác. Văn Thành Đồ cười cười hai câu, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, tôi thật sự hâm mộ anh, Tiểu Bảo Nhi quá đáng yêu, còn không biết mỗi ngày làm cho gia đình vui cười thoải mái thế nào. Đây là lần đầu tiên gặp mặt nên Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ chỉ nói đến những chuyện bình thường. Văn Ngư Nhi và Tiểu Bảo Nhi lại căn bản không kiên nhẫn nghe hai người trò chuyện, thế cho nên đi sang một phòng khác đánh cờ. Chủ tịch Vương, dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Văn Thành Đồ tiếp tục châm trà, sau khi rót đầy ly thì nâng ly lên dùng giọng nghiêm túc nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân không nói gì nhưng cũng nâng ly lên cùng với Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ cũng không nói cảm tạ vì phương diện gì, Vương Tử Quân cũng không trả lời, thế nhưng hai người cũng ly căn bản kéo quan hệ lại một chút. Vì lần đầu tiên gặp mặt nên Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ cũng không trò chuyện quá lâu. Khi hai người kết thúc trò chuyện thì Tiểu Bảo Nhi và Văn Ngư Nhi cũng đã đánh cờ xong. Tiểu Bảo Nhi, đánh cờ thế nào rồi? Văn Thành Đồ nhìn Tiểu Bảo Nhi rồi cười ha hả nói. Chị Ngư Nhi đánh rất hay. Tiểu Bảo Nhi quy củ đi đến bên cạnh Văn Thành Đồ rồi nói. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua con gái rồi nói, con đúng là không biết nhường em. Con có làm gì đâu, con đánh 7 ván thua cả 7, thế mà Tiểu Bảo Nhi còn khen con đánh hay cơ đấy. Văn Ngư Nhi cảm thấy lời nói của bố làm mình dở khóc dở cười, chính mình căn bản là quá oan ức. Nàng vốn định đánh cờ để trêu chọc Tiểu Bảo Nhi, không ngờ đối phương đánh cờ quá lợi hại. Nói một cách tổng thể thì Văn Ngư Nhi căn bản đã dùng hết thủ đoạn, thế nhưng vẫn chỉ là một chữ thua, dù có đánh thêm thì vẫn thua mà thôi, vì trình độ của mình và Tiểu Bảo Nhi có chênh lệch không nhỏ. Chương 1660, một mỗi bước chân đều phải chuẩn. Vương Tử Quân biết rõ trình độ đánh cờ của Tiểu Bảo Nhi nhà mình, đây chính là thừa hưởng khả năng tính toán thiên tài của Mạc Tiểu Bắc mà ra. Văn Ngư Nhi tuy có chút thông minh, thế nhưng khó thể là đối thủ của con mình. Văn Ngư Nhi nhìn Tiểu Bảo Nhi đang nháy mắt mỉm cười ra hiệu với mình, sau đó Tiểu Bảo Nhi dùng giọng nghiêm trang nói chị, em với chị chơi cờ thật sự rất vui. Văn Ngư Nhi cúi người xoa đầu Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng lưu luyến nói, Tiểu Bảo Nhi, chị rất thích em. Văn Thành Đồ thấy thế thì mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, sau đó mới chậm rãi kéo Văn Ngư Nhi bỏ đi. Vương Tử Quân đã có nghe nói về Văn Thành Đồ, bây giờ gặp mặt đã cho đối phương đánh giá không thấp. Hai người nhìn như không bàn bất kỳ vấn đề gì khác, thế nhưng lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác kiến thức nửa vời. Nếu so với tính cách cường thế của Sầm Vật Cương, Văn Thành Đồ có vẻ ôn hòa hơn, nhưng nhìn từ phong cách trò chuyện, Vương Tử Quân cảm thấy đây là người làm việc quả quyết. Một người như thế này đến Mật Đông rốt cuộc là phúc hay họa cho cục diện hiện tại. Hơn nữa người này còn biết rõ khi thượng cấp trưng cầu ý kiến thì mình có thái độ gì, căn bản là không đơn giản. Đối với phương diện chọn người cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy Mật Đông, khi đó thượng cấp có trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, tất nhiên ý nghĩ của Vương Tử Quân là rất rõ ràng, đó là tất cả phải vì sự phát triển của Mật Đông. Những lời này nghe qua giống như không có ý nghĩa gì khác, thế nhưng thượng cấp thấy rõ tình thế của Mật Đông, vì vậy mới phái Văn Thành Đồ đến để tiến hành cân đối giữa hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Hy vọng Văn Thành Đồ đến có thể giúp cho Mật Đông thêm cân đối. Sáng mùng năm, bầu không khí tỉnh Mật Đông vẫn đầy hương vị đầu xuân, mọi người gặp mặt nhau trong khu văn phòng tỉnh ủy, ai cũng nói những lời chúc mừng. Vương Tử Quân đưa theo nhóm lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đi một vòng thăm hỏi chúc Tết các đơn vị trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù hành trình này có vài phần lập trình hóa, thế nhưng đối với bầu không khí vui vẻ đầu năm, vị cán bộ nào cũng cảm thấy công tác của mình được lãnh đạo cổ vũ. Vương Tử Quân đi được một vòng thì nhận được điện thoại của Sầm Vật Cương, mời Vương Tử Quân đến phòng làm việc một chuyến. Vương Tử Quân biết rõ lúc này Sầm Vật Cương có nhiều ý nghĩ cần trao đổi ý kiến với mình, phương diện có khả năng nhất chính là Văn Thành Đồ đến Mật Đông. Vương Tử Quân còn chưa đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn đi trên hành lang gặp mặt Uông Thanh Minh đi ra khỏi phòng làm việc của Bí Thư Sầm. Khi Vương Tử Quân mở miệng chúc mừng năm mới, lúc này Uông Thanh Minh mới có phản ứng, hắn đỏ mặt tía tai nói câu chúc mừng Vương Tử Quân. Sau đó hai người dừng lại một chút. Uông Thanh Minh nói, Chủ tịch, tối nay ngài có thời gian không? Tôi muốn chúc ngài vài ly. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, xem như đồng ý lời mời của Uông Thanh Minh. Hắn nhìn vào vẻ mặt của trưởng phòng Uông, có lẽ đã biết được tin tức thượng cấp bổ nhiệm Văn Thành Đồ, nếu không thì cũng chẳng suy sụp tinh thần như vậy. Uông Thanh Minh là một chính khách có tư cách lão thành ở Mật Đông, đã ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức nhiều năm, căn bản không còn nhiều hy vọng. Lần này cạnh tranh giành lấy vị trí phó bí thư tỉnh ủy, nếu như có thể vượt qua điểm mấu chốt này, như vậy con đường làm quan của hắn sẽ mở ra một chân trời mới. Tính mạng con người là có hạn, con đường làm quan mỗi bước cần vào thật sự chuẩn, nếu như không chuẩn, cơ hội tiến lên sau này sẽ là cực kỳ xa vời. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không có chút áy náy với Uông Thanh Minh,
nhìn từ phương diện năng lực công tác thì Uông Thanh Minh có thể tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng người này có tính ỷ lại quá lớn vào Sầm Vật Cương. Nếu như mình và Sầm Vật Cương bảo trì trạng thái hiện tại, như vậy Uông Thanh Minh cũng không phải không được làm phó bí thư tỉnh ủy. Nếu mình và Sầm Vật Cương xuất hiện tình huống mất cân đối và đối đầu, như vậy Uông Thanh Minh sẽ không bao giờ chịu công tác công bằng, chắc chắn sẽ dịch chuyển sang vị trí gần bên cạnh Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân vì vấn đề công tác của mình sau này, thế cho nên chỉ có thể suy xét cho mình. Hắn không cho phép tư tâm nổi lên, không cho phép chọn sai người. Vương Tử Quân đẩy cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang nhàn nhã cất bước trong phòng. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, lão cười nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Tử Quân, nhân tuyển cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy của Mật Đông đã được xác định. Vương Tử Quân gật đầu nói, Bí thư Sầm, tôi có nghe nói về chuyện này trong Tết. Tuy thượng cấp không phê chuẩn yêu cầu của chúng ta, thế nhưng lại phái đến cho chúng ta một thành viên có khả năng. Đồng chí Văn Thành Đồ có kinh nghiệm công tác phong phú, năng lực cũng rất mạnh, tôi cảm thấy anh ấy đến là sự coi trọng của thượng cấp với tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Hai người hàn huyên hai ba câu về Văn Thành Đồ, sau đó Sầm Vật Cương thay đổi chủ đề, sau đó nói sang phương diện phát triển kinh tế, tốc độ phát triển trong năm qua của tỉnh Mật Đông là rất khả quan, thế nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ với các tỉnh thành khác, đặc biệt là các tỉnh Chiết Giang. Anh đã xem qua số liệu của bọn họ chưa? Tôi đã xem qua, các đồng chí Chiết Giang thật sự có nhiều điểm mà chúng ta cần học tập, đặc biệt là phương diện xúc tiến kinh tế, chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm của bọn họ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn khẽ nói với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó lão đứng lên khỏi ghế nói, kinh tế phát triển đều có ưu thế riêng, Mật Đông chúng ta là một tỉnh đất liền, căn bản không có ưu thế giống như những tỉnh ven biển. Nhưng tôi tin tưởng câu nói việc do người làm, chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý về một phía, cùng dùng lực thúc đẩy, như vậy nhất định sẽ có thể đẩy kinh tế tiến lên một bậc thang mới. Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, trong lòng thầm suy đoán ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Khi hắn trầm ngâm giây lát, chợt nghe thấy Sầm Vật Cương nói tiếp, không có ưu thế quá lớn thì chúng ta phải dùng hành động của mình để đền bù, tôi tin tưởng chỉ cần tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tôi tin tưởng thành tích năm nay nhất định sẽ được đề cao. Vương Tử Quân gật đầu nói, Bí thư Sầm, tôi đồng ý đẩy mạnh tiến độ phát triển kinh tế. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời cũng không nên bỏ qua nhân tố phát triển hài hòa. Chỉ khi nào xử lý tốt những yếu tố này, như vậy mới có thể thực hiện được phương án phát triển toàn diện Mật Đông. Sầm Vật Cương uống một hớp nước, hai hàng chân mày khẽ nhăn lại. Lão biết rõ Vương Tử Quân nói đến hai chữ hài hòa có nghĩa là gì. Chính mình xem ra vừa rồi nói ra những lời kia là vô ích. Chủ tịch Tử Quân, ý kiến của anh là rất tốt, tôi hoàn toàn đồng ý, thế nhưng có một số vấn đề khi cần được xử lý thì nhất định phải nắm vững mức độ, tuyệt đối không nên truy cứu oan uổng, làm ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí. Sầm Vật Cương lên tiếng, rõ ràng đã châm trước phải nói làm sao để Vương Tử Quân có thể tiếp nhận được. Vương Tử Quân căn bản cũng không có gì phản cảm với những lời này của Sầm Vật Cương, hắn cười nói, Bí thư nói rất đúng, sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý phương diện này khi công tác. Chương 1662, mỗi bước chân đều phải chuẩn. À, sắp tới tôi định mở hội nghị phát triển kinh tế ở thành phố Linh Long. Lúc này thành phố Linh Long không những đi đầu cả tỉnh, còn có xu thế dẫn đầu cả nước. Chúng ta nên ban thưởng mạnh tay với những thành phố điển hình thúc đẩy kinh tế cả tỉnh, dùng tấm gương nơi này để kéo các thành phố nơi khác phát triển. Sầm Vật Cương càng nói càng ôn hòa, mỉm cười nhìn Vương Tử Quân. Mở hội nghị phát triển kinh tế ở Linh Long. Vương Tử Quân chợt nghĩ đến tình hình ở Linh Long, tuy hiện tại tình hình phát triển kinh tế ở Linh Long là rất tốt, thế nhưng Linh Long lại chủ yếu dựa vào sản nghiệp bất động sản, điều này làm cho hắn cảm thấy tính nguy hiểm là quá lớn. Sầm Vật Cương cực kỳ ưa thích thành phố Linh Long, tuy lão bây giờ cũng không phải là lần đầu tiên nhắc đến thành phố này, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến điều này. Bí thư Sầm, mọi người đều biết rõ sự phát triển của thành phố Linh Long là thế nào, mở hội nghị phát triển kinh tế ở nơi đây cũng không có gì không ổn. Thế nhưng thành phố Linh Long lại dùng sản nghiệp bất động sản làm trọng điểm phát triển kinh tế, tôi cảm thấy tình huống như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Nếu một khi có chuyển biến chính sách,
như vậy kinh tế của thành phố Linh Long sẽ bị tác động cực mạnh. Tuy Vương Tử Quân nói ra những lời này luôn châm trước ý nghĩ của mình, thế nhưng Sầm Vật Cương nghe vào tai vẫn cảm thấy không thoải mái. Sự phát triển của thành phố Linh Long được xác lập theo ý nghĩ của lão, Vương Tử Quân anh mới đến vài ngày mà dám động vào sao? Dám khoa chân múa tay cho ra lời nghi vấn với sự phát triển của Linh Long sao? Anh có ý gì? Đây rõ ràng là nói Sầm Vật Cương tôi chỉ là người thường thôi sao? Nếu như những lời này được người khác nói ra, Sầm Vật Cương nhất định sẽ nổi giận. Thế nhưng Vương Tử Quân không giống với người thường, trên rất nhiều vấn đề chính lão căn bản không dám buông tay buông chân đi làm. Vì vậy lão trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói, Chủ tịch Tử Quân, lo lắng của anh cũng có đạo lý, tôi sẽ nhắc nhở nhóm đồ phấn đấu một chút. À, tốt nhất nên để bọn họ chuyển rời phương hướng phát triển kinh tế, đặc biệt là đào sâu trụ cột phát triển kinh tế. Vương Tử Quân mặc dù biết Sầm Vật Cương đang nói qua loa cho xong, thế nhưng vẫn không nhịn được phải khuyên nhủ. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, thế nhưng lão cũng không lên tiếng. Biểu hiện này của lão làm cho bầu không khí trong phòng có chút đè nén. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, tâm tình cũng có chút đè nén. Mình và Sầm Vật Cương gặp mặt lần này cũng coi như là hai người có quan điểm bất đồng va chạm với nhau. Nói thật thì Vương Tử Quân thật sự rất muốn duy trì sự uy nghiêm của Sầm Vật Cương, thế nhưng có một số việc hắn không thể làm được. Vương Tử Quân đã ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông, hắn không thể không thực hiện chức trách của mình. Thành phố Linh Long dù là mảnh đất của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn không thể để cho thành phố Linh Long càng chạy càng xa, càng gần nguy hiểm. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, hắn uống một ly trà, sau đó gọi Trương Tề Bảo vào trong phòng làm việc của mình. Thư ký trưởng, tình hình các khu quy hoạch trong tỉnh bây giờ thế nào rồi? Đã có bản sơ thảo. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng có vài phần chú ý. Khi mà uy nghiêm của Vương Tử Quân ngày càng nặng, hắn đứng trước mặt Vương Tử Quân càng sinh ra cảm giác sợ hãi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Tề Bảo, hắn chợt cười nói, anh lấy bản thảo ra đây tôi xem qua một chút, đúng rồi, tình huống ra sao? Chủ tịch Vương, theo điều tra thì tất cả các khu quy hoạch vẫn có phát huy tác dụng, phương diện tồn tại chính là các khu quy hoạch nhỏ và vừa, trong đó có một khu quy hoạch kém nhất mới kêu gọi được một xí nghiệp vào đầu tư mà thôi. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng đau lòng nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nên hủy bỏ những khu quy hoạch không phát huy được tác dụng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn rụi tàn thuốc, trong đầu lại nghĩ đến lời nói của Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, anh báo cáo sự việc này cho Chủ tịch Hà, để anh ấy liên lạc với các ban ngành tương quan cho ra một phương án tiêu chuẩn, tiến hành sáp nhập hoặc xóa bỏ các khu quy hoạch không phù hợp điều kiện. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi đồng ý một tiếng, sau đó nói tiếp, Chủ tịch, thúc đẩy xây dựng và đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu quy hoạch chính là nội dung bài phát biểu của Bí thư Sầm trong hội nghị cán bộ toàn tỉnh những người trước, nếu như hủy bỏ những khu quy hoạch không có tương lai. Như vậy có nên trưng cầu ý kiến của Bí thư Sầm hay không? Tôi đã báo cáo qua với Bí thư Sầm về phương diện thúc đẩy và xóa bỏ những khu quy hoạch không phù hợp điều kiện, hai bên cũng không có mâu thuẫn. Chúng ta hủy bỏ những khu quy hoạch không phù hợp điều kiện để tiến thêm một bước phát triển các khu quy hoạch có tương lai khác. Trương Tề Bảo nghe xong lời nói của Vương Tử Quân thì căn bản không nói gì thêm, tuy hắn cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân không có gì là không đúng. Thế nhưng có một điều mà hắn hiểu rất rõ, chỉ sợ tinh thần chỉ thị của Chủ tịch Vương Tử Quân và Bí thư Sầm Vật Cương là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng Vương Tử Quân là người chọn Trương Tề Bảo làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, những gì Vương Tử Quân đã quyết định thì Trương Tề Bảo phải thực hiện theo đúng tiến độ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Trương Tề Bảo vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Người gọi đến là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phương Anh Hồ. Khi mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương liên tục biến hóa, mối quan hệ giữa hai vị thư ký trưởng cũng hài hòa hơn. Lãnh đạo, ngài gọi điện thoại có chỉ thị gì sao? Tuy có chút lo lắng nhưng Trương Tề Bảo vẫn cười hì hì nói với người đầu dây bên kia. Được rồi, đừng gọi tôi là lãnh đạo, tỉnh Mật Đông có hai vị thư ký trưởng, anh nói như vậy không phải cố ý làm tổn hại tôi sao? Phương Anh Hồ cũng nói rất vui vẻ trong điện thoại. Phương Anh Hồ nói những lời này tất nhiên là khách khí,
Trương Tề Bảo mặc dù là thư ký trưởng thế nhưng dù sao cũng là cán bộ cấp giám đốc sở, còn Phương Anh Hồ thì lại khác, người ta đường đường là thường ủy tỉnh ủy, dù là đứng ở bên cạnh một vị phó chủ tịch tỉnh bình thường cũng là lãnh đạo. Trương Tề Bảo cười cười nói vài câu khách sáo với Phương Anh Hồ, sau đó mới được nghe chuyện chính sự. Thì ra là vì phương diện nghênh đón phó bí thư mới đến nhận chức nên Phương Anh Hồ phải liên lạc trao đổi vài thông tin tiếp đãi với mình. Thật ra chuyện này chỉ cần Phương Anh Hồ tự tay sắp xếp là được, đối phương gọi điện thoại như vậy căn bản là biểu hiện sự tôn trọng với Trương Tề Bảo. Loại tôn trọng của Phương Anh Hồ thế này chính là tôn trọng Vương Tử Quân. Trương Tề Bảo cũng không phải là người không có chừng mực, vì vậy cũng tỏ thái độ rõ ràng, tất cả nghe theo sự sắp xếp của thư ký trưởng. Hai người cười hi hi ha ha vài câu trong điện thoại, sau đó mới cúp điện thoại. Cú điện thoại của Phương Anh Hồ làm cho Trương Tề Bảo có chút cảm khái, nhưng dù cảm khái thì hắn vẫn phải làm việc của mình, có những thứ không thể không ngăn đón. Phó Bí thư tỉnh ủy Văn Thành Đồ chính thức đến tỉnh Mật Đông nhận chức vào Tết Nguyên Tiêu, đưa Văn Thành Đồ đến nhận chức là một vị phó trưởng ban tổ chức trung ương, cấp bậc căn bản là không thấp. Nhưng Văn Thành Đồ đọc diễn văn nhận chức lại rất an phận, xưng mình chỉ là một người lính mới, hy vọng có thể nhận được sự chỉ điểm và trợ giúp của các vị lãnh đạo trong công tác tương lai. Bản thân cũng sẽ cố gắng phối hợp công tác với Bí thư Sầm và Chủ tịch Phương. Bữa tiệc nghênh đón Văn Thành Đồ cũng được tiến hành hòa hợp êm thấm vào tối hôm đó. Không biết có phải là vì có mặt vị phó trưởng ban tổ chức trung ương ở đây hay không mà hôm nay Sầm Vật Cương uống khá nhiều. Chương 1661, tôi muốn ngọn núi không có dấu hiệu tuyết lở. Lúc này là đầu xuân, thời tiết đã ấm lên còn có chút hơi lạnh. Sáng sớm Vương Tử Quân thức dậy chạy bộ một vòng, sau đó chuẩn bị đi về nhà dùng cơm. Khi Vương Tử Quân chạy vào một khúc quanh, một hình bóng chạy vội đến, hắn vội vàng lách người, hai bên mới không va chạm vào nhau. Chủ tịch Vương, chào ngài, thật xin lỗi. Người kia khi thấy Vương Tử Quân thì vội vàng nói, Vương Tử Quân nhìn kỹ thì phát hiện người đến là ai, sau đó chợt cười nói, Ngư Nhi à, cô đến khi nào vậy? Cháu đến hôm trước, cháu vốn thực tập xong ở thủ đô, mẹ cháu nói nếu công tác ở thủ đô thì không ai quan tâm chăm sóc được, thế nên trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo của cháu, chuyển công tác của cháu đến Mật Đông. Văn Ngư Nhi thở hồng hộc, nói mà nước mắt sắp rơi xuống đến nơi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi, hắn cười cười nói, bố mẹ cho cháu đến Mật Đông, nhất định là coi cháu như bảo bối của mình. Cháu nên hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ, đồng thời chất lượng bầu không khí ở Mật Đông tốt hơn thủ đô rất nhiều. Vâng, đến Mật Đông cũng không phải là vấn đề là bố mẹ không thèm thương lượng với cháu, trực tiếp điều chuyển công tác mà không hỏi cháu có tình nguyện hay không. Vẻ mặt Văn Ngư Nhi có chút u buồn. Rõ ràng là điều này làm cho nàng cảm thấy cong hài lòng. Khư Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi thì Văn Ngư Nhi chợt nói, Tiểu Bảo Nhi không có ở nhà sao? Vì sao cháu đến đây mà chưa gặp mặt? Có phải là học tập có nhiều bài tập lắm không? Có lẽ nó còn chưa biết cháu tới. Vương Tử Quân cười cười khoát tay với Văn Ngư Nhi, chú đi ăn cơm đây, nếu có thời gian thì tiếp tục trò chuyện sau. Văn Ngư Nhi cũng không quá dây dưa với Vương Tử Quân. Nàng chỉ lớn tiếng nói, chú nói với Tiểu Bảo Nhi, nói là cháu có mang đến không ít đồ chơi, để nó tìm cháu chơi cho vui. Vương Tử Quân nhìn cô gái đầy thanh xuân mà không khỏi nở nụ cười. Hắn chậm rãi đi về phía nhà mình thế nhưng trong đầu lại nghĩ về những biểu hiện của Văn Thành Đồ trong những ngày qua. Nhìn từ tổng thể thì Văn Thành Đồ có biểu hiện không có gì là không thích hợp, nói tóm lại thì người này rất khiêm tốn, giống như khi nói chuyện với người nào cũng mang theo nụ cười. Vài ngày trước khi tham gia một hội nghị thì người này chỉ phát biểu một nửa lời theo bản thảo, nửa tiếp theo tự mình phát huy, nói ra những câu cực kỳ dễ hiểu, không những làm cho người ta vui vẻ tiếp nhận, ngược lại còn làm cho người ta sinh ra cảm giác khôi hài. Lúc này Văn Thành Đồ chỉ dùng mắt và tai xem xét nghe ngóng những chuyện xảy ra ở Mật Đông, căn bản cũng không mở miệng tỏ thái độ. Người này định vị chính mình thật sự rất tốt, căn bản làm cho người khác không dám coi thường ý kiến của mình. Dù sao thì hắn cũng ngồi lên vị trí thứ ba trong tỉnh. Khi Vương Tử Quân cúi đầu đi đường, chợt phát hiện trước mặt có người, hắn vô thức nhìn qua, thấy người kia đi từ đằng xa đến. Hai người căn bản không xa lạ gì nhau, đi trước chính là Bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương, theo sau chính là Văn Thành Đồ mà Vương Tử Quân vừa mới nghĩ đến.
hai người kia không biết nói gì mà có vẻ rất đầu cơ, khi Vương Tử Quân thấy hai người bọn họ cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Văn Thành Đồ mở miệng chào hỏi đầu tiên, Chủ tịch Vương, ngài cũng rèn luyện thể dục buổi sáng sao? Tôi phát hiện mình và Bí Thư Sầm có sở thích chơi cầu lông, không bằng Chủ tịch Vương cũng gia nhập cho vui. Vương Tử Quân cười cười nói, tốt lắm, tôi cũng có mua một bộ vợt, coi như có dịp thỉnh giáo hai vị bí thư. Sầm Vật Cương nói chuyện thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó ba người chia tay. Vì vấn đề liên quan đến nơi ở, thế cho nên Sầm Vật Cương và Văn Thành Đồ đi cùng đường với nhau. Chủ nhiệm phòng Trấn Hiếu của ban nghiên cứu chính sách tỉnh ngồi đối diện với Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác như kiến bò chảo nóng, lão không dám đưa tay lau mồ hôi trên trán của mình. Phòng Trấn Hiếu là chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách của tỉnh, trước kia vì không có được sự coi trọng của Đường Trấn Huy, bản thân cũng vì tuổi tác đã lớn không có tâm tư cầu tiến, thế cho nên công tác không quá nghiêm. Sau khi Vương Tử Quân tiến lên làm chủ tịch tỉnh, sự vụ của Vương Tử Quân đều do người văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý, thế nên một vị chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách như lão căn bản cũng ít khi được dùng. Lúc này Vương Tử Quân đang cười tươi hớn hở thế nhưng lại đang cho ra những lời phê bình với công tác của ban nghiên cứu chính sách. Đặc biệt là trong thời gian một năm qua ban nghiên cứu chính sách căn bản không cho ra bất kỳ bài viết nào có giá trị tham khảo, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không hài lòng. Vẻ mặt nhàn nhạt của Vương Tử Quân làm cho phòng Trấn Hiếu sinh ra cảm giác tai vạ đến nơi. Tuy chức vụ của lão không quan trọng, thế nhưng chỉ cần lão còn tại vị, như vậy người ta phải có vài phần tôn trọng. Nếu lão rời khỏi vị trí của mình, sau này vị thế ở Mật Đông sẽ càng giảm đi vài phần. Người trong quan trường một khi còn giữ được mũ quan thì căn bản là khá uy nghiêm khí thế, bây giờ Vương Tử Quân gọi phòng Trấn Hiếu đến tự mình trò chuyện, có phải là có ý nghĩ sâu sắc gì không? Chẳng lẽ muốn treo vị trí của mình lên? Phòng Trấn Hiếu nghĩ vậy mà sinh ra cảm giác đau nhức trong lòng. Vì vậy khi đối mặt với những lời phê bình của Vương Tử Quân, phòng Trấn Hiếu dùng giọng kiểm điểm nói, Chủ tịch Vương, thời gian qua chúng tôi khá thả lỏng yêu cầu công tác của mình, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi chuẩn bị quay về nhất định sẽ chấn chỉnh bầu không khí hiện tại của ban nghiên cứu chính sách tỉnh, sẽ cố gắng hiến kế cho sự phát triển kinh tế trong tỉnh. Vương Tử Quân cười cười nói, chủ nhiệm phòng, anh có tâm tư như vậy là được. Tôi đã quan sát qua, phát hiện ra anh là một cây bút nổi danh trong tỉnh, có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, rất nhiều vấn đề có suy nghĩ độc đáo của mình, căn bản là một nhân tài quý giá với tỉnh Mật Đông. Tôi cực kỳ cảm kích những lời bảo vệ của Chủ tịch Vương, sau này tôi công tác sẽ cố gắng trăm lần để báo đáp sự coi trọng của Chủ tịch Vương. Phòng Trấn Hiếu cố gắng bày ra bộ dạng cảm kích rơi nước mắt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp, Trấn Hiếu, anh có tâm tư như vậy thì nhất định có thể làm tốt công tác của mình. Vương Tử Quân nói rồi đưa một phần tài liệu cho Phòng Trấn Hiếu, Trấn Hiếu, anh xem qua văn kiện này đi. Phòng Trấn Hiếu tiếp nhận văn kiện xem qua mà không khỏi cảm thấy run cả người. Thật ra lão đã xem qua văn kiện này, chính là điều tra tình huống của các khu quy hoạch trong tỉnh. Tuy các khu quy hoạch trong tỉnh đều đang phát triển thúc đẩy kinh tế phát triển, thế nhưng cũng có một vài quận huyện đang công tác ô ọt cách mù quáng, thế nên khu quy hoạch kinh tế mọc lên như nấm, như ong vỡ tổ, không ít địa phương xuất hiện tình huống lập quy hoạch rồi để đó. Nhưng nếu so sánh với tình huống này thì Phòng Trấn Hiếu càng chú ý đến thái độ của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Tuy chuyện này người biết cũng không quá nhiều, thế nhưng lại truyền đi quá sinh động, thậm chí có người nói Chủ tịch Vương đã đỏ mặt tranh cãi với Bí thư Sầm ở phương diện này. Hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh có ý kiến bất đồng với nhau, Phòng Trấn Hiếu cảm thấy đây là điều quá bình thường. Hai con người bình thường còn có khi có ý kiến bất đồng, huống hồ là hai vị lãnh đạo này là những người cực kỳ có tính cách. Phòng Trấn Hiếu run rẩy lật văn kiện xem xét một lượt, lão cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Lão suy đoán ý nghĩ của Vương Tử Quân, sau đó mới khẽ nói, Chủ tịch, có một vài khu quy hoạch nên bị xử lý thật tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Phản ứng của Phòng Trấn Hiếu làm cho hắn cảm thấy vị chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách tỉnh này vẫn coi như hợp cách, chủ nhiệm phòng, thật sự bây giờ có một vài khu quy hoạch không cần phải tiếp tục được duy trì, có câu tập trung lực lượng để xử lý, tôi muốn cho anh đi đầu, chuyện này anh phụ trách là người cho ra báo cáo điều tra, anh cảm thấy thế nào? Phòng Trấn Hiếu đã sớm đoán được nhiệm vụ của mình, thế nên Vương Tử Quân nói ra làm cho lão không khỏi có chút run rẩy.
Lão biết rõ nếu mình tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy sau này sẽ là người trên cùng chiếc xe chiến đấu với Chủ tịch Vương. Nhưng Phòng Trấn Hiếu có lựa chọn nào khác sao? Đây vốn là công tác của lão, lão căn bản không có thể từ chối, trừ khi lão quyết định bỏ qua vị trí của mình. Mong Chủ tịch Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cho ra báo cáo. Chương 1662, một giết trăm hoa. Sau khi thảo luận một lúc lâu với Phòng Trấn Hiếu về vấn đề này, Vương Tử Quân cho Phòng Trấn Hiếu rời khỏi phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa phòng lại thì Vương Tử Quân cảm thấy cơ thể khá mỏi mệt. Tuy Vương Tử Quân còn cố gắng thúc đẩy chỉnh đốn và cải cách khu quy hoạch trong tỉnh, thế nhưng mới bắt đầu đã có cản trở quá lớn. Tuy lực cản không quá mạnh, thế nhưng từng chiếc đũa kết hợp thành một bó dù có lực lượng thế nào cũng khó bẻ gãy được. Tuy Sầm Vật Cương không tỏ thái độ phản đối, thế nhưng tuyệt đối là không giúp đỡ, hơn nữa những vị thường ủy tỉnh ủy khác lại tỏ thái độ hàm hồ. Vương Tử Quân biết có thể thông qua lực lượng của mình để lấy được sự tán thành của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng nếu muốn thông qua Hội nghị Thường ủy thì không dễ dàng như vậy. Vương Tử Quân vuốt đầu và nghĩ đến Phó Bí Thư Văn Thành Đồ. Vị Phó Bí Thư này tuy vẫn không phát biểu ý kiến gì, thế nhưng lại đang không ngừng tiếp xúc, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đối phương căn bản là người mạnh vì gạo bạo vì tiền. Nhưng có một số việc Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm thì phải tìm biện pháp thực hiện, con đường phía trước dù nhấp nhô gập ghềnh, không phải thông thoáng rộng rãi, thế nhưng khi cần vượt thì vẫn phải vượt qua. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Hiểu Bạch đi vào. Triệu Hiểu Bạch khẽ đặt một phần văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch Vương, đây là bản thảo bài phát biểu của ngài trong Hội nghị Phát triển Kinh tế ngày mai ở thành phố Linh Long, ngài nhìn qua xem có gì cần sửa chữa hay không. Vương Tử Quân tiếp nhận bản thảo, hắn cũng không nhìn qua mà cười hỏi Triệu Hiểu Bạch, Hiểu Bạch, nghe nói cậu sắp đính hôn sao? Điều này, bố mẹ cô ấy nói hai người chúng tôi nên đính hôn trước. Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân nhìn mình thì cảm thấy có chút khó xử. Vương Tử Quân cười ha hả nói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng thì có vấn đề gì mà ngại. Khi nào cậu đính hôn, tôi sẽ đến tặng lễ vật. Triệu Hiểu Bạch căn bản có chút do dự không biết có nên mời Chủ tịch Vương đến tham gia lễ đính hôn của mình hay không. Nếu như mời, hắn sợ Chủ tịch Vương không đồng ý, không ngờ Chủ tịch Vương không cần mời mà đến, điều này làm cho hắn có chút cảm động. Hiểu Bạch, cậu chờ chút, tôi có chuyện cần nhờ cậu xử lý. Có thể làm việc cho Vương Tử Quân chính là công tác cần kíp nhất của Triệu Hiểu Bạch, thế nên hắn vội vàng cung kính nghe lời phân phó của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ xoa thái dương rồi nói, tôi có một vị lãnh đạo sắp đến rừng mật, cậu giúp tôi mở tiệc đứng tiếp đãi, tôi định đi một mình, thế nên tạm thời có hội nghị không thể thoát được. Lãnh đạo của Chủ tịch Vương, Triệu Hiểu Bạch thầm giật mình, phải biết rằng với vị trí của Chủ tịch Vương hiện tại, có thể được gọi là lãnh đạo sẽ là ai? Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Triệu Hiểu Bạch, hắn biết thư ký của mình đang nghĩ gì, thế nên nói, không phải giống như ý nghĩ của cậu. Đó là lãnh đạo cũ của tôi khi công tác ở huyện Lô Bắc. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, hắn căn bản hiểu rõ về lý lịch lãnh đạo của mình. Hắn biết năm xưa Vương Tử Quân từng là chủ tịch huyện Lô Bắc, có lẽ lão lãnh đạo kia là một vị cán bộ cấp huyện. Cán bộ cấp huyện bình thường căn bản không được lọt vào mắt của Triệu Hiểu Bạch, lúc này hắn là cán bộ cấp chính cục, những người xưng anh em với hắn căn bản đều là lãnh đạo đứng đầu một thành phố. Tuy hắn làm người cực kỳ khiêm tốn, cực kỳ an phận, thế nhưng vị trí đặc thù của hắn lại làm cho người ta không dám coi thường. Chủ tịch Vương là người cực kỳ nhớ tình bạn cũ, những người có quan hệ không tệ với Chủ tịch Vương, chính mình nên dùng thiện ý tốt nhất để đối đãi. Vì vậy mà Triệu Hiểu Bạch cực kỳ quan tâm đến điều này, sau khi biết được giờ xuống xe lửa của lãnh đạo từ miệng Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp công tác tiếp đãi. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch rời đi rồi tựa lưng lên ghế. Ngày hôm qua hắn cũng có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại gọi đến, mặc dù những ngày Tết Vương Tử Quân cũng có gửi tin nhắn chúc phúc với Triệu Quân Huy, thế nhưng không ngờ Triệu Quân Huy lại đến Mật Đông tìm mình. Trước kia khi Vương Tử Quân rời khỏi huyện Lô Bắc thì Triệu Quân Huy là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện ủy, nói ra thì khi đó Vương Tử Quân chỉ có quan hệ tốt với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tằng Nhất Khả, nhưng cũng có vài phần quan hệ với Triệu Quân Huy. Nếu vị lãnh đạo kia có gì khó khăn thì mình nhất định sẽ ra tay giải quyết. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm như vậy,
sau đó không nhìn được có chút buồn cười, tình cảnh năm xưa công tác ở huyện Lô Bắc chợt lóe lên trong lòng. Tuy bây giờ Vương Tử Quân căn bản không còn công tác ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở Sơn Nam vẫn cực mạnh. Khi thành phố La Nam không ngừng phát triển, cán bộ từ thành phố La Nam đi ra ngày càng nhiều, thậm chí có người dùng ba chữ phái La Nam để nói về cán bộ La Nam. Vương Tử Quân căn bản không thích cách gọi như vậy, hắn đã rời khỏi Sơn Nam, thế nên cũng không quản được nhiều như thế. Triệu Quân Huy sau khi về hưu thì không biết có bộ dạng gì. Sau khi vị Yến Quy rời đi thì nhà cửa trong khu thường ủy tỉnh ủy cũng được thu dọn, vì vậy sau khi Văn Thành Đồ đến thì đơn giản bố trí sắp xếp một chút đã có thể vào ở trong nhà trước kia vốn là của vị Yến Quy. Hôm nay là một ngày chủ nhật nhàn nhã khó có được, Văn Thành Đồ đứng bên cạnh ban công nhà mình, hắn vừa lẳng lặng hút thuốc, vừa thưởng thức màu xanh nhạt bắt đầu xuất hiện trong hoa viên. Mặc dù có nhân viên phụ trách công tác dọn cỏ trong các căn nhà thuộc khu thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn lại tự cho mình quyền tự dọn dẹp hoa viên nhà mình. Tuy hoa viên này không lớn nhưng lại được Văn Thành Đồ cực kỳ ưa thích, hầu như chiều nào đi làm về cũng phải bỏ ra 10 phút chăm sóc cây hoa. Dựa theo lời của con gái Văn Ngư Nhi, hắn rõ ràng có tay nghề chăm sóc cây cảnh hơn. Chăm sóc cây cảnh sao? Tôi hái hoa nở, giết trăm hoa. Văn Thành Đồ chợt nhớ đến câu thơ như vậy, thế nhưng tuy thích như thế nhưng làm lại rất khó khăn. Bố, ngài đang nhìn gì vậy? Văn Ngư Nhi mặc một đồ ngủ theo phong cách Disneyland, nàng hấp tấp chạy đến nói. Văn Thành Đồ rất ưa thích bộ dạng này của con gái. Hắn giả vờ cả giận nói, tiểu Ngư Nhi, con đã lớn rồi mà còn ăn mặc thế này, còn ra thể thống gì nữa. Snow ở trong nhà thì ăn mặc nghiêm túc cho ai xem. Ôi, bố này, bí thư Văn, ngài đừng bày ra gương mặt nghiêm túc như vậy có được không, còn nhìn vào mà cũng cảm thấy sợ hãi. Văn Ngư Nhi vừa nghịch ngợm nhăm mặt vừa lấy ra một bộ quần áo cho Văn Thành Đồ xem, bố, ngài xem bộ này có đẹp không. Chương 1662, 2, giết trăm hoa. Đối với phương diện mua quần áo thì con gái thường trưng cầu ý kiến của mình, mà không trưng cầu ý kiến của mẹ. Mặc dù vợ của Văn Thành Đồ đã phản đối vài lần, thế nhưng con gái vẫn làm theo ý mình, xưa nay không tham khảo ý kiến của mẹ. Theo lời của Văn Ngư Nhi thì ánh mắt của bố có vẻ tốt hơn. À, rất đẹp, nhưng con tham gia công tác cũng không nên ăn mặc như vậy. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng nhướng mày của con gái, hắn mặc dù không muốn dội gáo nước lạnh lên người con, thế nhưng vẫn phải dùng giọng thật tình nói. Được rồi, bố cũng đừng rông dài như vậy, lát nữa con mặc bộ quần áo này đi chơi với Tiểu Bảo Nhi, con rất thích Tiểu Bảo Nhi, cậu bé rất thú vị. Văn Ngư Nhi xoay một vòng rồi dùng giọng tràn đầy thanh xuân nói. Văn Thành Đồ cười cười. Sau đó nói có chú trách cứ, nhà đầu này lớn như vậy sao lại đi chơi với một đứa bé chứ? Sao vậy? Không thể sao? Văn Ngư Nhi nói rồi cầm văn kiện trên bàn làm việc của Văn Thành Đồ lên xem. Bố, văn kiện này rất đúng, con cũng thấy cho ra nhiều khu quy hoạch như vậy không bằng tập trung tinh lực vào những điểm cần phát lực, chỉnh hợp những khu quy hoạch không hợp cách, thực hiện chỉnh hợp tài nguyên, không phải sẽ tốt sao? Vừa rồi Văn Ngư Nhi dù dùng giọng tùy tiện có vài phần trẻ con, thế nhưng bây giờ mở miệng lại khá bài bản. Văn Thành Đồ căn bản rất vui vì con gái nhìn xa trông rộng, dù sao thì đây cũng là gen di truyền từ mình. Hắn cười cười rồi nói với con gái, phóng viên của tôi ơi, bố hỏi con cảm thấy có thể chấp hành theo phương án này được không? Đây là chuyện tốt, có gì mà không thể chấp hành? Văn Ngư Nhi trừng mắt nhìn Văn Thành Đồ rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Văn Thành Đồ nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái, hắn thầm nghĩ, tuổi trẻ thật sự rất tốt, người trẻ tuổi làm việc thường không nghĩ đến nhiều thứ, không quan tâm đến những đoạn mấp mô lục đục với nhau. Vì bây giờ nó còn chưa phải khốn đốn trong nhiều tình huống xấu, đời không như mơ. Văn Thành Đồ nghĩ đến đây mà chỉ mỉm cười không nói gì. Hắn là người cha, hắn không muốn cho con gái mình tiếp xúc với bầu không khí không lành mạnh trong xã hội này quá sớm. Nhưng Văn Thành Đồ trầm mặc không nói lại làm cho Văn Ngư Nhi hiểu ra được vấn đề. Chợt nghe Văn Ngư Nhi nói, bố, có phải đây là kế hoạch của bố không? Thế nào, gặp phải lực cản sao? Nếu thật sự là như vậy, có cần con gái ra tay giúp đỡ làm một người thuyết khách hay không, nhất định sẽ thuyết phục được bố của Tiểu Bảo Nhi. Nhà đầu này nói hưu nói vượn gì đấy, đây là phương án của Chủ tịch Vương, con đi chơi đi.
Văn Thành Đồ không hiểu vì nguyên nhân gì mà nghe con gái nói về bố của Tiểu Bảo Nhi, chợt cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Văn Ngư Nhi cho đến lúc này đã hiểu vì sao lại như vậy, nàng nghe lời trách cứ của bố mà không khỏi cười ha hả nói, ôi, bố, con biết bố cũng không cho ra một bài viết lớn như vậy, thì ra đó là thành tích của bố Tiểu Bảo Nhi. Văn Ngư Nhi không chờ Văn Thành Đồ trách mắng mà nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi giống như một con cá nhỏ chui vào sâu trong dòng nước. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng con gái rời đi mà không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nhà đầu này đúng là làm cho người ta cảm thấy không thể bớt việc. Văn Thành Đồ cầm lấy tài liệu trong tay lật qua vài trang, vài ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Thông qua bài viết kiểm tra báo cáo này, hắn căn bản có ý nghĩ tương đồng với Vương Tử Quân. Sở dĩ văn kiện này còn chưa được thông qua là vì bí thư Sầm còn chỗ dựa khác. Sầm Vật Cương căn bản cực kỳ coi trọng đến phương diện tốc độ phát triển kinh tế, thậm chí ở một số việc nhỏ không tuân theo quy định, Văn Thành Đồ có thể coi như không nhìn thấy. Thế nhưng hành vi thiết lập cải tạo lại các khu quy hoạch của Vương Tử Quân căn bản là chống đánh xuôi kèn thổi ngược với Sầm Vật Cương. Văn Thành Đồ tuy đi tương đối gần với Sầm Vật Cương, thế nhưng trong lòng lại có khuynh hướng về phía Vương Tử Quân. Sau khi đi vào mật đông thì hắn không muốn cứ mãi đứng giữa hai bên Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân, hắn muốn đi vào bên cạnh Vương Tử Quân hoặc là Sầm Vật Cương, thế nhưng mãi bị bao phủ trong bóng tối của hai người này. Lúc này Văn Thành Đồ nếu muốn phát triển sinh động thì phải liên thủ với một người, nhưng vấn đề bây giờ là hắn nên lựa chọn Vương Tử Quân hay là Sầm Vật Cương. Văn Thành Đồ từng có ý nghĩ liên thủ với Sầm Vật Cương, thế nhưng cuối cùng lại chối bỏ ý nghĩ này. Dù sao thì Sầm Vật Cương là người thâm căn cố đế ở mật đông, bây giờ mình đi vào chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Bây giờ nhìn qua giống như lực lượng của Vương Tử Quân tương đương với Sầm Vật Cương, thế nhưng thực tế thì có chênh lệch không nhỏ. Nếu bây giờ Văn Thành Đồ liên hợp với Vương Tử Quân, như vậy là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Văn Thành Đồ không chủ động liên lạc với Vương Tử Quân, hắn muốn Vương Tử Quân chủ động liên lạc với mình. Chỉ như vậy hắn mới có thể nắm thế chủ động trong sự kiện này. Lúc này hội nghị thường ủy còn chưa được mở, thế nhưng đã có nhiều nghi vấn về quyết sách sáp nhập và thậm chí là xóa tên vài khu quy hoạch. Những âm thanh phản đối này không nhất định là giúp đỡ Sầm Vật Cương, nhưng áp lực của Vương Tử Quân chắc chắn là không nhỏ. Người này nên tìm đến mình rồi mới phải, Văn Thành Đồ nâng ly lên uống một ngụm rồi thầm nghĩ như vậy. Vương Tử Quân cũng không có ý nghĩ đến tìm gặp như những gì Văn Thành Đồ đang suy nghĩ, lúc này hắn đang ở trong một khách sạn không xa khu nhà thường ủy tỉnh ủy, đang dùng cơm với Triệu Quân Huy. Lần cuối cùng Vương Tử Quân gặp mặt Triệu Quân Huy là khi công tác ở thành phố La Nam. Tuy Vương Tử Quân rất muốn tụ tập bạn bè cũ lại ôn chuyện, thế nhưng thời gian là thứ quá xa xỉ với hắn, căn bản là không rút được thời gian. Lúc này mái tóc của Triệu Quân Huy có hơn phân nửa đã bạc thế nhưng phương diện tinh thần lại rất mạnh mẽ, lão uống một hớp canh thịt bò rồi cười nói, Chủ tịch Tử Quân, năm xưa khi anh công tác ở huyện Lô Bắc, tôi biết ao nhỏ huyện Lô Bắc không thể nuôi được rồng lớn như anh, mà vị trí hiện tại của anh cũng làm cho tôi cảm thấy không tưởng. Vương Tử Quân cười cười, hắn gắp cho Triệu Quân Huy một cái bánh bao hấp rồi nói, Chủ tịch Triệu của tôi, anh rõ ràng là đang nói vui, chúng ta cũng đừng nói đến điều này. Ăn cơm trước đi. Hôm nay Triệu Quân Huy đến vào buổi xế chiều, nhưng Vương Tử Quân thật sự không có thời gian, thế cho nên mãi đến sáng hôm sau mới có thể gặp mặt Triệu Quân Huy. Triệu Quân Huy có thể hiểu được sự bận rộn của Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân lại quan tâm đến mình như thế, không khỏi làm cho lão cảm thấy cực kỳ có thể diện. Lão đã rời khỏi cương vị công tác, hơn nữa đã đi qua độ tuổi năm xưa, thế nên lời nói cũng ít đi vài phần cố kỵ. Chương 1663, một mọc lên như nấm không bằng trọng điểm trồng dưa. Chủ tịch Vương, khi nào ngài có thời gian mời đến thăm huyện Lô Bắc, vì cơ sở năm xưa của ngài mà bây giờ huyện Lô Bắc chính là ngọn cờ phát triển trọng điểm của thành phố An Dịch đấy. Vài ngày trước tôi còn cùng Tăng Nhất Khả đi xem xét những địa điểm mà năm xưa Dương Quân Tài bôi nước sơn, bây giờ đã phát triển rất tốt. Triệu Quân Huy nói đến đây thì thở hắt ra, tên tiểu tử họ Dương kia năm xưa đúng là quá hồ đồ. Vương Tử Quân cười ha hả nói, khi nào có thời gian tôi nhất định sẽ đến huyện Lô Bắc thăm hỏi các vị lãnh đạo. Vương Tử Quân nghe lời nói của Triệu Quân Huy mà không khỏi nghĩ đến tranh đấu năm xưa của mình và Dương Quân Tài, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác như bộ phim chiếu trong đầu mình.
Lúc này hắn nghĩ lại tình cảnh khi đó, với tâm tính của mình hiện tại, có nên chọn lựa hành động như vậy không? Năm xưa mình căn bản là chưa quá trưởng thành, nhưng đây chỉ là những lời cảm khái của Vương Tử Quân. Dương Quân Tài dù có dấu hiệu phát triển, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì đó chỉ là quá khứ, lâu lâu nhớ lại một chút mà thôi. Vương Tử Quân cùng ăn sáng với Triệu Quân Huy và cảm thấy rất vui vẻ. Khi hắn đi ra khỏi khách sạn với Triệu Quân Huy, có một người trẻ tuổi tiến lên. Hắn nhìn qua gương mặt của người thanh niên này, rõ ràng là sinh viên còn chưa tốt nghiệp. Ông nội, bố cho con đến hỏi xem ngài đã dùng điểm tâm xong chưa? Người trẻ tuổi kia vừa đến cũng không biết ông mình vừa ăn cơm với ai, khi thấy Vương Tử Quân thì có chút quen mặt, thế nhưng cũng không nhớ đã gặp qua ở nơi nào. Triệu Quân Huy căn bản tìm mọi cách bảo vệ cháu mình, khi thấy cháu nội đi đến thì khẽ giới thiệu với Vương Tử Quân, Tử Quân, đây là cháu nội Thắng Hạo của tôi. Triệu Quân Huy nói rồi quay sang đứa cháu Triệu Thắng Hạo của mình nói, Thắng Hạo, chào ông Vương đi. Vương Tử Quân nghe lời nói của Triệu Quân Huy mà thiếu chút nữa đã gục xuống, lúc này hắn có chút buồn cười, một tiểu tử lớn như vậy mà phải gọi mình bằng ông. Vương Tử Quân nhìn thấy gương mặt xấu hổ khó xử của Triệu Thắng Hạo, hắn cảm thấy Triệu Thắng Hạo giống như những sinh viên sắp tốt nghiệp, cảm thấy đối phương khó thể nào gọi mình bằng ông được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xấu hổ của Triệu Thắng Hạo, hắn căn bản khoát tay với Triệu Quân Huy, lão lãnh đạo, chúng ta cũng không nên như vậy. Để cậu ấy gọi tôi là chú được rồi. Vương Tử Quân nói làm cho Triệu Thắng Hạo có thể tiếp nhận, không ngờ Triệu Quân Huy không nói hai lời mà vung tay lên, cậu Tử Quân, như vậy sao được? Giao tình của chúng ta sao có thể để tiểu tử này làm ảnh hưởng chứ? Triệu Quân Huy nói rồi dùng giọng trang nghiêm lên tiếng, chào ông đi. Triệu Thắng Hạo lúc này chỉ có thể dùng giọng lúng túng chào ông Vương. Vương Tử Quân bị Triệu Thắng Hạo xưng hô như vậy mà sinh ra cảm giác dở khóc dở cười, hắn đành phải nói với Triệu Thắng Hạo, chào Thắng Hạo. Dựa theo tập tục của người trong nước, khi ông gặp cháu thì phải nói ra những lời yêu cầu cố gắng học tập cho tốt, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân không đi theo con đường kia, hắn chỉ chào bắt chuyện Triệu Thắng Hạo mà thôi. Tút tút tút, chuông điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Triệu Hiểu Bạch gọi đến. Hắn cũng không tiếp điện thoại mà cười nói với Triệu Quân Huy, lão lãnh đạo, tối nay tôi mời cả nhà anh đi dùng cơm. Được, tối nay chúng tôi chờ ngài. Triệu Quân Huy cũng không nói hai lời mà cười lớn đồng ý. Triệu Thắng Hạo lại có chút sốt ruột, cũng không dám nói lung tung. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì hắn mới nói với ông mình, ông nội, tối nay nhà Tiểu Linh mời chúng ta đi dùng cơm, ngài sao lại quên mất rồi. Không thể đi dùng cơm với nhà Tiểu Linh được, nhưng lời mời của Vương Tử Quân thì căn bản không thể nào không đi. Triệu Quân Huy nhìn Triệu Thắng Hạo nghiêng đầu sang một bên không chú ý đến mình, lão vỗ vai của cháu trai rồi nói, tiểu tử, ông không nói không không với cháu làm gì, sau này cháu sẽ hiểu. Tuy Triệu Quân Huy đã lui ra thế nhưng đầu óc vẫn rất linh hoạt. Năm xưa tuy lão có chút tình cảm với Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc, thế nhưng phần tình cảm kia cũng đã dần phai nhạt theo thời gian. Chưa nói đến Vương Tử Quân đang đi trên con đường thông thiên tương lai vô hạn, sau này không biết sẽ còn bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ cần là con người thì tinh lực và trí nhớ cũng có hạn, chính mình nếu không đi đến Mật Đông một chuyến để tiếp xúc với Vương Tử Quân, không biết Vương Tử Quân còn nhớ đến con cháu của mình không. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân vẫn căn bản giống như xưa, điều này làm cho lão nghĩ rằng Vương Tử Quân chắc chắn còn chưa quên. Triệu Thắng Hạo dù từ nhỏ đã sùng bái ông mình, thế nhưng bây giờ sắp tốt nghiệp đại học, hơn nữa nhà bạn gái rất giàu có thể nói là cực kỳ tốt đẹp. Thế cho nên bây giờ hắn cũng không còn quá tôn trọng ông mình như năm xưa. Ông dù lợi hại thế nào cũng chỉ là một cán bộ cấp huyện, hơn nữa bây giờ đã về hưu, bác của Tiểu Linh căn bản không bình thường. Tuy thành phố Thanh Chuyên có địa vị không lớn ở tỉnh Mật Đông, lại có hơi nghèo nàn thế nhưng cũng là một thành phố, cậu của Tiểu Linh làm chủ tịch thành phố, căn bản cũng là một nhân vật lớn. Ông, cậu của Tiểu Linh nói tối nay mời gia đình chúng ta dùng cơm, ngài. Ngài nếu đã tiếp nhận lời mời của người ta thì cũng nên đi, thế nhưng ngài đi một mình thôi, cháu và bố mẹ cũng không đi. Triệu Thắng Hạo nói rồi cũng không quan tâm đến phản ứng của ông mình, hắn nổi giận đùng đùng bỏ đi. Triệu Quân Huy nhìn bộ dạng thở phì phì của cháu trai mà chợt sinh ra cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng thầm nghĩ đứa bé này càng lớn càng dễ nổi nóng.
Nhưng bộ dạng của nó như vậy sau này cưới vợ chẳng phải bị nhà người ta ép đến mức xít sao à? Không được, bố của nó không giúp được nó, như vậy mình phải làm sao cho tình hình khả quan hơn? Triệu Quân Huy căn bản rất sốt ruột vì chuyện của cháu trai, thế nên thầm nghĩ càng phải làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đi làm thì tham gia hai hội nghị, sau đó đến một công trình kiểm tra công tác an toàn lao động. Buổi chiều đi làm chưa được nửa giờ thì Triệu Hiểu Bạch đến báo cáo, nói là Chủ tịch Phùng Vũ Trách của thành phố Thanh Chuyên đang chờ trong phòng. Ấn tượng của Vương Tử Quân về Chủ tịch Phùng Vũ Trách thành phố Thanh Chuyên căn bản là không tệ. Trước đó hắn có đến thành phố Thanh Chuyên kiểm tra công tác, tuy kinh tế Thanh Chuyên không có trọng điểm phát triển, thế nhưng thành tích công tác của Phùng Vũ Trách là đáng khẳng định. Ấn tượng sâu sắc nhất dành cho Vương Tử Quân, chính là bữa tiếp đãi giữa trưa khi đó Phùng Vũ Trách lại đưa mình lên núi, ăn những món ăn thôn dã của nhân dân trên núi. Phong cảnh núi non cực kỳ đẹp đẽ, đám người đi với Vương Tử Quân cũng ít khi được ăn món thôn dã, thế cho nên một bữa cơm vui vẻ và rất ngon miệng. Lẽ ra đây là một bước cờ hiểm, vì có vị lãnh đạo nào đi đến vị trí quan trọng mà không thích tiền hô hậu ủng, tiếp đãi long trọng. Phùng Vũ Trách dám làm như vậy cũng nói rằng chính mình là người thông minh. Hắn biết rõ Vương Tử Quân là người cho ra yêu cầu nghiêm khắc tiết kiệm chống xa hoa lãng phí, thế nên ai có thể phủ nhận tính tích cực của hắn trong sự kiện mời Chủ tịch Vương dùng cơm thôn dã cho được. Chương 1663, 2, mọc lên như nấm không bằng trọng điểm trồng dưa. Phùng Vũ Trách lần này đến gặp Vương Tử Quân thông qua con đường của Trương Tề Bảo. Gặp mặt Chủ tịch Vương là quá khó khăn, nhất định phải được sắp xếp theo trình tự, bình thường phải thông qua văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chờ một tuần được gặp mặt lãnh đạo đã là quá tốt rồi. Trừ khi anh có lý do đầy đủ, nếu không anh cũng không có được cơ hội như vậy. Nhưng thông qua con đường khác lại có kết quả khác, Phùng Vũ Trách bây giờ muốn chen ngang, hắn cảm thấy Trương Tề Bảo quá thẳng thính. Thế nên chuyển mục tiêu sang Trương Tề Bảo. Mỗi lần về tỉnh công tác thì Phùng Vũ Trách luôn dùng trăm phương ngàn kế để tìm gặp Trương Tề Bảo, thỉnh thoảng cũng không quên liên lạc cảm tình, cố gắng tạo điều kiện tốt để sau này được gặp mặt lãnh đạo. Thậm chí hắn còn phải dùng chút kỹ xảo nhỏ, tận dụng tất cả mọi thứ, cuối cùng mới được như ước nguyện ngày hôm nay. Chủ tịch Vương, Phùng Vũ Trách là một người chưa đến 50, nhưng gương mặt chữ điền lại có nếp nhăn. Làm cho người ta nhìn qua và cảm thấy cơ thể đầy lực lượng khó tả. Phùng Vũ Trách là một vị chủ tịch thành phố nghèo nàn nhất tỉnh Mật Đông, hắn ăn mặc giống như thân phận của mình, mặc dù là Tây Trang thế nhưng có vài phần quê mùa. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế nói, Chủ tịch Vũ Trách đến đấy à, mời anh ngồi. Khi thấy Vương Tử Quân đứng lên bắt tay với mình thì Phùng Vũ Trách tỏ ra có vài phần kích động. Sau khi bắt tay Vương Tử Quân thì hắn đặt nửa mông ngồi xuống ghế salon. Nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể nhận chỉ thị từ lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân cười cười nói khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Phùng Vũ Trách, Chủ tịch Vũ Trách, vài ngày không gặp anh, hôm nay có vẻ rất tinh thần. Chủ tịch Vương, nếu nói có tinh thần thì căn bản còn kém ngài. Ví dụ như bộ Tây Trang này, người ta mặc lên người thì căn bản rất trang nhã, thế nhưng tôi thì không. Còn ngài mặc Tây Trang lại làm tôi sinh ra cảm giác như gặp ngôi sao điện ảnh. Lời nịnh nọt của Phùng Vũ Trách làm cho Vương Tử Quân cười ha hả, hắn hỏi vài câu về tình hình gia đình của Phùng Vũ Trách, đặc biệt là ân cần hỏi thăm bệnh tình của mẹ Chủ tịch Phùng. Trước đó vài ngày Vương Tử Quân có đi đến thành phố Thanh Chuyên, nghe nói mẹ của Phùng Vũ Trách đang nằm viện. Nếu như vừa rồi Vương Tử Quân chủ động đứng lên bắt tay với mình thì Phùng Vũ Trách còn giả mù sa mưa, thế nhưng bây giờ hắn thật sự có chút kích động. Chủ tịch Vương là người bận rộn công tác. Thế nhưng lại nhớ chuyện nhà mình, điều này làm cho hắn cảm thấy mình được coi trọng. Cảm ơn Chủ tịch Vương quan tâm, lúc này mẹ của tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Vương Tử Quân sở dĩ nhớ rõ điều này là vì trí nhớ vừa dùng vào việc công tác, vừa cố gắng lưu ý đến việc gia đình của nhân viên công tác bên cạnh mình. Tuy phương pháp tiếp xúc này không có thể làm tăng tiến cảm tình khá mạnh, thế nhưng cũng có thể làm cho mối quan hệ tăng lên một chút. Sức quyến rũ về nhân cách đôi khi phát ra từ những việc nhỏ nhặt thế này. Sau khi hai bên trò chuyện vài câu về gia đình, Vương Tử Quân bắt đầu nói về tình hình công tác ở thành phố Thanh Chuyên. Vương Tử Quân vẫn tương đối thỏa mãn về điều này, vì thành phố Thanh Chuyên không có nhiều nội lực, là một địa phương xung quanh là núi, dân chúng địa phương vui đùa là thành phố mình như chậu châu báu, thế nhưng giao thông nơi này không được tốt, nhiều quan viên làm lãnh đạo Thanh Chuyên đã cố gắng nghĩ cách để phát triển.
thế nhưng căn bản không có được hiệu quả lớn, khó xoay chuyển được tình thế khốn khó. Sau khi báo cáo công tác thì Phùng Vũ Trạch xoa xoa tay nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy phương diện quyết sách phát triển kinh tế của tỉnh cũng nên có hơi nghiêng cho những địa phương kém như chúng tôi, để chúng tôi có được cơ hội phát triển. Vương Tử Quân gật đầu nói, điều này là tất nhiên, trong tỉnh sẽ đẩy mạnh giúp đỡ các địa phương đang kém phát triển. Anh có ý kiến gì thì cứ nói, đừng ấp úng, đừng đi đường vòng với tôi. Phùng Vũ Trạch nhìn bộ dạng mỉm cười thản nhiên của Vương Tử Quân, sau đó mới nói, Chủ tịch Vương, thành phố chúng tôi sở dĩ kém phát triển, theo tôi thấy phương diện lớn nhất là không có đường cao tốc. Mặc dù cầu đường đến Thanh Chuyên là không tồi, thế nhưng nếu không có đường cao tốc, như vậy thương nhân đến thành phố chúng tôi khảo sát, thấy giao thông không thuận tiện thì đã bỏ cuộc nửa chừng rồi. Ngài nói xem như vậy thì tôi sao có thể kêu gọi đầu tư được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tình hình khi đến thành phố Thanh Chuyên vẫn nằm trong đầu hắn, khi đó đi xe hơn 5 giờ mới đến nơi, đến tận tối hôm sau mới quay về thành phố rừng mật. Thành phố Thanh Chuyên cũng không cách quá xa rừng mật, nhưng xây dựng đường cao tốc ở khu vực núi non cũng không đơn giản. Khi Sầm Vật Cương vừa mới nhân chức cũng có ý nghĩ thay đổi hiện trạng phát triển hiện tại của Thanh Chuyên, thế nhưng sau khi có được kết quả báo cáo về tình hình tài chính khi xây dựng đường cao tốc Thanh Chuyên, bí thư Sầm ăn bản bỏ qua phương án này. Chúng tôi nhìn thấy rõ ràng tình hình cụ thể của thành phố Thanh Chuyên, đường cao tốc là nhất định phải làm, nhưng trước khi xây dựng đường cao tốc thì chúng ta phải làm tốt công tác quy hoạch. Vương Tử Quân khẽ vuốt tóc rồi trầm giọng nói, tốt nhất là có thể ném phương án này vào quy hoạch xây dựng đường cao tốc của quốc gia. Phùng Vũ Trạch thấy Vương Tử Quân cũng không chặn tất cả đường đi của mình, hắn lập tức có vài phần tin tưởng. Sau đó mới dùng giọng sắt son đảm bảo, Chủ tịch Vương, hôm nay tôi xin bày tỏ thái độ với ngài, chỉ cần tỉnh xây dựng đường cao tốc cho Thanh Chuyên, chúng tôi cũng không cần ngài quan tâm đến bất kỳ công tác cơ sở nào khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu xem như đồng ý. Phùng Vũ Trạch nhìn thái độ của Vương Tử Quân, trong lòng thầm mừng rỡ. Lần này hắn đến tìm Vương Tử Quân chỉ là vì hạng mục khác, nói về đường cao tốc chỉ là khóc than mà thôi, nếu lãnh đạo không thông qua hạng mục đường cao tốc, như vậy sẽ quan tâm đến những thứ khác. Không ngờ Vương Tử Quân thật sự có ý xây dựng đường cao tốc, điều này làm cho Phùng Vũ Trạch cảm thấy quá mức vui mừng. Nếu như không phải Vương Tử Quân đã nhìn đồng hồ, hắn thiếu chút nữa đã quên đi phương diện báo cáo hạng mục khác. Phùng Vũ Trạch báo cáo thêm nửa giờ, sau đó xem như nhận được câu trả lời thuyết phục viên mãn của Vương Tử Quân. Khi hắn hoàn thành báo cáo thì Vương Tử Quân trầm giọng nói với Phùng Vũ Trạch, Chủ tịch Vũ Trạch, anh có ý nghĩ thế nào về phương diện xây dựng quá nhiều khu quy hoạch, có nhiều khu quy hoạch căn bản không phát huy được tác dụng xứng đáng của mình, lại tạo nên hiện tượng nắm giữ đất đai không hiệu quả như vậy. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy điều này thật sự đang tồn tại, tôi cảm thấy chúng ta nên xuất phát từ tình hình thực tế, phải giải quyết cụ thể những tồn tại thế này. Phùng Vũ Trạch tuy ở thành phố Thanh Chuyên nơi xa, thế nhưng căn bản cũng hiểu tình huống trong tỉnh. Lúc này Mật Đông có quá nhiều khu quy hoạch cấp thành phố thì cũng đỡ, có thể phát huy được tác dụng của nó. Nhưng cũng có nhiều quận huyện đẩy mạnh xây dựng khu quy hoạch, dù sao thì nhiều người sẽ có nhiều cạnh tranh, điều kiện cũng có tốt có xấu. Thế nên những khu quy hoạch có điều kiện kém căn bản không có được vài xí nghiệp đầu tư, căn bản không có tác dụng thúc đẩy kinh tế địa phương. Phùng Vũ Trạch tuy hiểu thế nhưng lại không muốn làm chim đầu đàn. Dù sao thì chuyện này liên quan đến thành tích cá nhân, kiệu hoa cần nhiều người khiêng, cần người hát hò kèn trống, có người nào tự nhiên đứng ra gây khó dễ làm gì. Nếu như Chủ tịch Vương gióng trống khua chiêng uốn nắn tình huống các khu quy hoạch được thiết lập tràn lan, dù Bí Thư Sầm có trở mặt với Vương Tử Quân hay không, có một điều có thể khẳng định chính là tình hình chính trị tốt đẹp hiện tại ở Mật Đông sẽ không còn, sẽ bị phá hoại. Sầm Vật Cương đang cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế, lúc này Vương Tử Quân không chịu phối hợp nên sinh ra ngăn trở nặng nề, kết quả sẽ là gì? Mật Đông sẽ sinh họa, kiếp sống chính trị của hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương sẽ sinh họa. Vì sao hai bên không chạy song song với nhau? Vì sao cứ phải rơi vào tình huống chống đánh xuôi kèn thổi ngược? Chương 1664, một khai phá tài nguyên cho tôi sử dụng. Vương Tử Quân cũng không tức giận vì câu trả lời không rõ ràng của Phùng Vũ Trạch, hắn có thể hiểu được tâm tình của người này, thế nên chỉ cười nhàn nhạt mà không dây dưa đến vấn đề này nữa. Chủ tịch Vương, buổi tối ngài có thời gian không?
tôi muốn đại biểu cho ban ngành thanh chuyên cảm ơn sự giúp đỡ của ngài với công tác của chúng tôi. Lúc rời đi thì Phùng Vũ Trách cố gắng lấy dũng khí mời cơm Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, hôm nay thật sự không đúng lúc, tôi có hẹn với một vị lãnh đạo đến từ bên nơi khác, vài ngày nữa tôi sẽ đến thanh chuyên kiểm tra công tác, còn nhiều cơ hội. Chúng tôi thật sự trông mong Chủ tịch Vương có thể đến thanh chuyên kiểm tra chỉ đạo công tác. Phùng Vũ Trách dù không tìm được câu trả lời xác định của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn được Vương Tử Quân đồng ý như vậy cũng đã cực kỳ vui vẻ. Dù sao thì Chủ tịch Vương có thể đến cũng đại biểu cho phương diện coi trọng thanh chuyên. Phùng Vũ Trách ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với nụ cười trên môi, hôm nay hiệu quả gặp mặt Chủ tịch Vương thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn không ngờ Chủ tịch Vương có thể đồng ý sảng khoái về hạng mục xây dựng đường cao tốc như vậy. Tuy đó chỉ là một lời hứa hẹn của Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn vào những biểu hiện của Chủ tịch Vương sau khi đến Mật Đông, tuyệt đối là một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh. Không phải phương diện chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao thiếu nhiều tài chính đã được Chủ tịch Vương nói là làm cho xong sao? Phùng Vũ Trách nghĩ đến điều này mà không khỏi cảm thấy bước chân nhanh nhạy hơn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Phùng Vũ Trách lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện đó là điện thoại của em gái mình. Khi hắn chuẩn bị nghe máy thì Trương Tề Bảo đã đi đến, hắn nhanh chóng tiến lên nói, thư ký trưởng Trương, ngài nên bỏ nhiều thời gian xâm nhập cơ sở, nên đến thành phố Thanh Chuyên chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Trương Tề Bảo vừa bắt tay Phùng Vũ Trách vừa cười nói, này Chủ tịch Phùng, hai chữ lãnh đạo thì tôi không dám nhận, thế nhưng một thời gian ngắn sau đó Chủ tịch Vương sẽ đến kiểm tra công tác của thành phố Thanh Chuyên. Khi đó Chủ tịch Phùng Anh nên dùng loại dao nào đó thật sắc mới chặt được củi tốt, cũng đừng nên làm cho lãnh đạo thất vọng. Cảm ơn thư ký trưởng đã quan tâm, tôi căn bản cảm kích ngài trong tận đáy lòng. Phùng Vũ Trách nghe Trương Tề Bảo nói như vậy thì tranh thủ mở miệng cảm tạ. Trương Tề Bảo hiểu rõ mọi chuyện, không hổ là cán bộ tâm phúc của Chủ tịch Vương. Phùng Vũ Trách bắt tay từ biệt Trương Tề Bảo, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho em gái. Sau khi điện thoại nối thông thì chợt nghe giọng nói hấp tấp của em gái Phùng Vũ Mẫn, anh đang ở đâu vậy? Anh mới ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Vương, vừa rồi anh đến báo cáo công tác cho Chủ tịch Vương. Phùng Vũ Trách xưa nay không thích bàn công tác trước mặt em gái, thế nhưng hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra mà lại nói ra sự việc liên quan đến Chủ tịch Vương. Giọng nói tùy tiện của Phùng Vũ Mẫn nhanh chóng trở nên cẩn thận hơn, ôi, anh, em không quấy rầy anh đấy chứ? Không có việc gì, Chủ tịch Vương cũng không phải là người ngoài. Phùng Vũ Trách nói rồi lại hỏi, có chuyện gì vậy? Anh, hôm qua em đã nói với anh rồi, sự kiện hôm nay anh phải tham gia mới được. Phùng Vũ Mẫn nói rồi dùng giọng oán hận nói, nhà đầu tiểu Linh kia đúng là quá cứng, học đại học yêu đương thế nào thì em cũng không quan tâm, thế nhưng cũng không nên tìm người yêu sống trong huyện thành nhỏ. Em cảm thấy rất bực bội, thế nhưng em không dám lên tiếng. Chỉ sợ con bé nổi nón đứng lên bỏ đi thì càng không có đường lui. Phùng Vũ Trách căn bản hiểu rõ tính cách của em gái mình, cô nàng này giỏi ăn nói, lực tương tác khá mạnh, thật ra lại có một cảm giác ưu việt từ sâu trong người. Vì vậy luôn cho rằng mình sinh trưởng ở thành phố, căn bản là hình tượng của một thị dân điển hình, chỉ chú ý đến tuyết trước nhà mình mà không nhìn lên sương trên mái nhà người khác. Nếu người ta tốt hơn mình thì tỏ ra căm giận ghen ghét. Nếu người ta kém hơn mình thì hai mắt chợt nhìn lên trời. Những năm qua khi mà địa vị của mình ngày càng cao thì việc lớn hay nhỏ em gái cũng tìm mình thương lượng, nghiễm nhiên biến hắn thành hình tượng một người anh như cha. Phùng Vũ Trách mỉm cười lắc đầu rồi an ủi em gái, đó là chuyện của bọn thanh niên, em cũng đừng nên lẫn vào làm gì, cứng rắn không phù hợp, cứ nên để mặc bọn nó. Hơn nữa anh nghe nói điều kiện của gia đình cậu kia là không tồi, hình như ông nội là lãnh đạo một huyện. Cái gì chứ, đã về hưu nhiều năm rồi, còn gì dùng được nữa sao? Phùng Vũ Mẫn nói đến đây thì mở miệng dặn dò, anh nhất định phải đến, tinh thần của chúng em đều do anh chống đỡ. Phùng Vũ Trách cúp điện thoại của em gái mà không khỏi lắc đầu, em gái của mình là như vậy, hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tham gia bữa tiệc tối nay của cháu gái mà thôi. Trước khi tan tầm thì Vương Tử Quân để cho Triệu Hiểu Bạch đưa Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đến trước. Lần này hắn mở tiệc chiêu đãi người nhà của Triệu Quân Huy, căn bản là bữa tiệc gia đình, người ta đã là một người ông, nếu mình đến một mình thì có chút lãnh đạm,
thế nên để cho Mạc Tiểu Bắc đến xem như có thêm không khí gia đình. Tuy Vương Tử Quân rất muốn đến sớm thế nhưng chủ nhiệm của Ủy ban Cải cách tỉnh lại đến báo cáo, mãi đến hơn 7 giờ mới xong. Vị chủ nhiệm Lôi này báo cáo các vấn đề liên quan đến hạng mục bất động sản đã được phê duyệt của thành phố Linh Long. Vương Tử Quân đối với điều này có ý nghĩ của riêng mình, chỉ cần không phù hợp với trình tự pháp luật thì tuyệt đối không phê chuẩn. Nhưng những ngày qua phía thành phố Linh Long không những tìm đến Ủy ban Cải cách tỉnh, còn kéo cả Sầm Vật Cương đi ra, hỏi Sầm Vật Cương về điều này. Tuy Sầm Vật Cương cũng không có nói gì đặc biệt, thế nhưng ý nghĩa chính là nhất định giúp đỡ cho các thành phố phát triển. Điều này làm cho vị chủ nhiệm Ủy ban Cải cách khó xử như con chuột chạy vào ống tre, thế nên đi đến chỗ của Vương Tử Quân chủ yếu là kể khổ mà thôi. Vương Tử Quân tiễn chân vị chủ nhiệm Ủy ban Cải cách thì trời đã tối đen, hắn nghĩ đến chuyện mình sắp xếp đưa Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đến trước, thế là vội vàng đi xuống dưới lầu. Hiểu Bạch, Tiểu Bắc đến lâu chưa? Vương Tử Quân vừa xuống lầu vừa hỏi Triệu Hiểu Bạch. Chủ tịch, chị Tiểu Bắc đã đi qua đó từ lúc 5 giờ rưỡi. Triệu Hiểu Bạch vừa giúp đỡ Vương Tử Quân mở cửa xe vừa khẽ trả lời. Đi qua lúc 5 rưỡi, bây giờ là 7 giờ, bên kia biết đâu đang chờ đợi gấp gáp lắm rồi. Chương 1664-2, khai phá tài nguyên cho tôi sử dụng. Vương Tử Quân đoán không lầm, bên kia thật sự đang rất sốt ruột. Một thành viên cảm thấy gấp gáp nhất trong Triệu gia chính là Triệu Thắng Hạo, hắn đã bị bạn gái kéo ra ngoài hành lang. Chỉ có một vấn đề cần hỏi, đó là khi nào thức ăn được dâng lên. Đến lúc dùng cơm thì ông nội của Triệu Thắng Hạo lại sắp xếp cho gia đình bố mẹ vợ tương lai cùng dùng cơm với ông Vương, tuy hắn có ý kiến nhưng lại bị ông dùng quyền uy để bỏ qua. Tuy bây giờ ông đã về hưu, thế nhưng ông vẫn là người nhất ngôn cửu đỉnh. Cho đến bây giờ bố của Triệu Thắng Hạo cũng chưa từng phạm vào chỉ thị của ông nội, mẹ hắn cũng không dám nói một lời. Nhà anh định làm gì vậy? Bác của em đã đến, các anh sao còn chưa dâng thức ăn lên? Còn ông nội của anh nữa, giữ lại vị trí chính giữa, không cho bác của em ngồi, có phải là xem thường nhà em không? Bạn gái Thành Tiểu Linh của Triệu Thắng Hạo trừng mắt hạnh lên, giống như sắp khóc đến nơi. Triệu Thắng Hạo tranh thủ thời gian khuyên bạn gái, Tiểu Linh, anh đã giải thích rồi, ông nội được một người bạn đồng sự mời cả nhà dùng cơm, được định là vào tối nay. Ông của anh cảm thấy một nhà không nên phân ra vài chỗ, thế cho nên mới cùng tụ tập ở đây. Nhưng người đồng sự kia của ông anh còn chưa đến, mà ông nội của anh lại đang có ý muốn chờ. Còn phải chờ nữa sao? Anh không nhìn vẻ mặt của mẹ em xem. Thành Tiểu Linh nghĩ đến bộ dạng phản đối của mẹ với chuyện mình và Triệu Thắng Hạo, thế là không khỏi chảy nước mắt, hai người chúng ta ở bên nhau dễ dàng lắm sao? Mẹ của em căn bản là không đồng ý. Anh nói xem nên làm sao bây giờ. Triệu Thắng Hạo an ủi bạn gái một phen, lúc này mới làm cho Thành Tiểu Linh nín khóc và mỉm cười. Triệu Thắng Hạo cũng cực kỳ nén giận, căn bản có vài phần oán hận ông của mình. Hai người quay vào trong phòng, lúc này bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị. Tuy bác của Tiểu Linh vẫn bình tĩnh ngồi bên kia, thế nhưng người mẹ vợ của Triệu Thắng Hạo lúc này đã chĩa mũi dùi sang người Mạc Tiểu Bắc đang ngồi kia như một đóa hoa. Này em gái, em có thể gọi điện thoại cho chồng mình được không? Để anh ấy đến sớm một chút. Phùng Vũ Mẫn nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc thì đã có chút tự ti, cảm giác tự ti này càng lớn khi mà Mạc Tiểu Bắc thì không quan tâm đến mình, còn Tiểu Bảo Nhi thì chỉ một mình loay hoay món đồ chơi trong tay mà thôi. Theo lời giới thiệu thì Phùng Vũ Mẫn biết Mạc Tiểu Bắc chính là vợ của người đồng sự của Triệu Quân Huy, đồng sự của ông Triệu công tác ở Mật Đông, có lẽ là người được ông Triệu nhờ đến chống đỡ thể diện. Khi anh của mình còn chưa đến thì Phùng Vũ Mẫn còn có thể cố gắng áp chế cảm giác bực mình, thế nhưng sau khi anh đến thì ông Triệu bên kia không nhường ghế chủ tọa, điều này càng làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Không dâng thức ăn lên, lại bắt phải chờ, không hiểu người kia đang làm cái quái quỷ gì. Phùng Vũ Mẫn xem ra đây là một hành vi bất kính với gia đình mình, sau đó người phụ nữ xinh đẹp kia đi đến, càng làm cho nàng cảm thấy không vừa mắt. Không cần thúc giục. Nếu anh ấy bây giờ còn chưa đến thì có việc bận gì đó. Mạc Tiểu Bắc nhìn thoáng qua Phùng Vũ Mẫn rồi dùng giọng thản nhiên nói. Phùng Vũ Mẫn thiếu chút nữa thì tức giận lệch cả mũi, thầm nghĩ chồng cô là ai? Sao lại có cái giá lớn như vậy? Mọi người đã chờ hơn một giờ, còn không cần phải thúc giục sao? Nàng càng cảm thấy không thoải mái, thế là có tâm tư muốn trêu chọc Mạc Tiểu Bắc vài câu.
Lúc này người chồng bên cạnh khẽ kéo Phùng Vũ Mẫn một cái, tỏ ý làm cho nàng không nên quá gấp gáp. Nhưng tính tình của Phùng Vũ Mẫn căn bản không phải là chồng có thể khuyên được, nàng trừng mắt nhìn chồng, sau đó trầm giọng nói, anh làm gì vậy? Em nói nhỏ thôi, hôm nay là hai bên lần đầu tiên gặp mặt, đừng làm cho con gái khó xử. Thành Phi trước kia luôn đối đãi cẩn thận với Phùng Vũ Mẫn, thế nhưng lúc này giọng nói của hắn lại có vài phần nghiêm khắc. Phùng Vũ Mẫn nhìn vào vẻ mặt của chồng, lại nhìn bộ dạng vội vàng của con gái, thế là cố gắng áp chế không nổi giận, không nói ra những lời chua ngoa. Nàng quay sang nói với mẹ của Triệu Thắng Hạo, chị, công tác của Tiểu Linh nhà chúng tôi căn bản đã được xác định sau khi tốt nghiệp, đang chuẩn bị đi làm phóng viên đài truyền hình, nhà chị có sắp xếp thế nào cho Thắng Hạo vậy? Triệu gia thật sự có không ít cách để sắp xếp cho Triệu Thắng Hạo, chẳng qua Triệu Quân Huy có lực ảnh hưởng không nhỏ ở huyện Lô Bắc, thế nhưng lực ảnh hưởng này căn bản không linh nghiệm ở tỉnh Mật Đông. Trước đó căn bản là sắp xếp cho Triệu Thắng Hạo về công tác ở huyện Lô Bắc, thế nhưng bây giờ con trai mình và con gái người ta yêu nhau, cũng không thể nói quay về huyện thành được. À, sẽ cho Tiểu Hạo công tác ở thành phố rừng mật. Mẹ của Triệu Thắng Hạo nhìn thoáng qua chồng mình rồi đề cao tinh thần nói. Phùng Vũ Mẫn là người miệng mồm nhanh nhạy, sao không nghe và hiểu hai ông bàn bên kia căn bản còn chưa chuẩn bị gì, thế là không khỏi nổi giận. Thầm nghĩ, phải làm sao quấy nhiễu chuyện hôn sự này, con mình còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu chuyện mà thôi. Lúc này chỉ sợ chị còn không biết tình hình ở thành phố rừng mật, bây giờ sống ở nơi này căn bản là khá khó khăn. Nhà của chúng tôi cũng không mấy dư giả, cũng không muốn con gái phải sống kiếp thuê nhà. Hơn nữa Tiểu Hạo nếu còn không có công tác chính xác, như vậy hai đứa cũng không nên quá qua lại với nhau, chị nói xem có đúng không? Triệu Quân Huy là một lão già thành tinh, căn bản hiểu rõ biểu hiện của thông gia bên kia là gì. Lão càng thêm đắc ý vì sắp xếp hai gia đình cùng dùng cơm với Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ nếu như không phải hôm nay Chủ tịch Vương mời cơm, căn bản còn không biết đối phó với người phụ nữ kia như thế nào. Sau này cháu của mình có sống ở thành phố rừng mật cũng chịu khổ với người ta mà thôi. Khi trong đầu Triệu Quân Huy lóe lên vài ý nghĩ thì mẹ của Triệu Thắng Hạo bên kia chợt nói một câu không quá hay, có thể nhờ bác của Tiểu Linh giúp đỡ một chút, à. Cần thứ gì chúng tôi nhất định có thể cho ra được. Muốn nhờ cậy bác của Tiểu Linh mà lại để cho người ta phải ngồi chờ nơi này, nhà kia đúng là quá thấp kém. Phùng Vũ Mẫn nghĩ như vậy và càng thêm khinh thường Triệu gia. Phùng Vũ Mẫn đã đạt được mục đích của mình, ánh mắt của nàng rơi lên người Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Mạc Tiểu Bắc giống như đang chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, chỉ ngẫu nhiên nói vài câu với Triệu Quân Huy, thế nhưng lại là Triệu Quân Huy chủ động hỏi. Này em gái, nghe nói em cũng là trưởng bối của Thắng Hạo, lại đang công tác ở rừng mật, em có thể giúp đỡ Thắng Hạo tìm được một công tác phù hợp không? Phùng Vũ Mẫn nhìn Mạc Tiểu Bắc, khóe miệng chợt vểnh lên. Chương 1665, quan hệ phải nhìn vào thực lực. Mạc Tiểu Bắc thực tế cũng không muốn tham gia bữa tiệc gia đình này, thế nhưng đó là yêu cầu của Vương Tử Quân, thế nên nàng không từ chối. Dù sao Vương Tử Quân có nói Triệu Quân Huy là người bạn cũ của mình. Mạc Tiểu Bắc ngồi đây đại biểu cho sự coi trọng của Vương Tử Quân với Triệu gia, còn với những người khác thì nàng chỉ lễ phép cho qua. Nếu như với tình thật sự của nàng, nàng căn bản không cần quan tâm đến người ta. Mạc Tiểu Bắc cũng nghe được những lời của Phùng Vũ Mẫn với mẹ của Triệu Thắng Hạo, thế nhưng nàng không quan tâm đến sự lục đục của hai gia đình này. Nhưng không ngờ người ta lại tìm đến mình, Mạc Tiểu Bắc có hơi trầm ngâm rồi cười nói, thư viện của chúng tôi cũng không cần thêm người. Thì ra em gái này công tác ở thư viện, anh Lý công tác ở thư viện luôn mời chúng tôi đi qua chơi, thế nhưng tôi lại quá bận, anh Lý chính là Lý Thành Chu. Phùng Vũ Mẫn nghe nói đến đơn vị công tác của Mạc Tiểu Bắc thì càng tỏ ra hăng say. Anh Lý trong miệng Phùng Vũ Mẫn chính là phó giám đốc thư viện thành phố rừng mật, người này muốn thông qua nàng để có quan hệ với anh trai Phùng Vũ Trách. Tôi không biết anh ấy. Mạc Tiểu Bắc trầm tư giây lát rồi khẽ nói. Lại không biết, cô nàng này đúng là giỏi giả vờ. Phùng Vũ Mẫn cười hì hì nói, Lý Thành Chu là phó giám đốc thư viện thành phố rừng mật, sao cô không biết? À, tôi công tác ở thư viện tỉnh, Mạc Tiểu Bắc nói rồi sờ lên đầu Tiểu Bảo Nhi, tỏ ý nó không được quấy. Làm nhân viên thư viện cũng rất tốt, công tác thanh nhàn, không có việc gì lo lắng.
Chồng của Phùng Vũ Mẫn là Thành Phi thấy vợ mình nói vài câu thì tiếp tục bộc phát bản tính không hay, lại tìm một người chưa quen để đả kích, thế nên không khỏi đổ mồ hôi hột. Tuy Thành Phi căn bản không thỏa mãn với tình hình tiếp đãi của Triệu gia, thế nhưng dù thế nào cũng không nên gây họa. Hơn nữa người phụ nữ bên kia căn bản là quá xinh đẹp, nói ra những lời như vợ mình căn bản là có chút quá mức. Bố của cháu nói, nhân viên thư viện quản lý sách báo là một nghề nghiệp lợi hại nhất, có được những bộ sách báo tốt nhất. Tiểu Bảo Nhi là một người nhàm chán nhất nơi đây, tuy Triệu Quân Huy luôn trò chuyện với nó, thế nhưng nó lại không có hứng trò chuyện với Triệu Quân Huy. Lúc này có người động đến công tác của mẹ Tiểu Bảo Nhi, thế là nó nhanh chóng nhắc đến câu nói đùa của bố mình. Nhân viên của thư viện căn bản là rất tốt, câu nói này được Tiểu Bảo Nhi nói ra với bộ dạng khá vui vẻ. Không ít tiếng cười vang lên, bầu không khí quỷ dị có chút dễ dàng hơn. Trước nay Triệu Quân Huy dùng giọng không mặn không nhạt nói chuyện với Phùng Vũ Trách, bây giờ càng không nhịn được cười, nhân viên quản lý thư viện thật sự rất lợi hại, năm xưa cũng có vị lãnh đạo từng làm nhân viên thư viện. Triệu Quân Huy dù không nói rõ thế nhưng không ít người hiểu nội dung của nó. Phùng Vũ Mẫn mặc dù chĩa vào người Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng nàng vẫn phải nở nụ cười vì Tiểu Bảo Nhi, nàng cười cười nói với Tiểu Bảo Nhi, cháu này, bác cảm thấy bố cháu nhất định là người yêu sách, nếu không sao lại sợ mẹ của cháu như vậy. À, bố cháu rất thích đọc sách, Tiểu Bảo Nhi sờ lên đầu dùng giọng thật thà nói. Tiếng cười càng vang lên trong phòng, ngay cả Phùng Vũ Trách cũng có ý nghĩ muốn trêu đùa Tiểu Bảo Nhi. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó cửa phòng mở ra, có người đi vào. Thật sự xin lỗi các vị, tôi có chút việc nên đến hơi chậm. Vương Tử Quân nhìn mọi người vây quanh chiếc bàn trống thì không khỏi lên tiếng xin lỗi. Ngài bận rộn nhân sự, chúng tôi cũng không phải chờ đợi ngài, thế nhưng tôi cũng phải nhắc nhở ngài một câu, để cho người ta chờ đợi quá dài cũng không phải lễ phép. Phùng Vũ Mẫn thấy một người đàn ông trẻ tuổi phong độ đi vào chợt cảm thấy có vài phần giật mình. Phùng Vũ Mẫn vừa nói ra khỏi miệng thì thấy anh của mình đã đứng lên, hơn nữa lại dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi nói, chào Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương, ba chữ này làm cho bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Những người như Thành Phi và Triệu Thắng Hạo thường xuyên sống ở mật đông, lúc này bọn họ chợt phát hiện người đi vào chính là Chủ tịch tỉnh Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Phùng, thật sự không ngờ gặp được anh ở chỗ này. Vương Tử Quân vừa bắt tay Phùng Vũ Trách vừa cười nói, tôi vẫn luôn cảm thấy thế giới này rất nhỏ, xem ra cảm giác của tôi là không sai. Vương Tử Quân nói rồi đi đến bắt tay với Triệu Quân Huy, lão lãnh đạo, tôi mời ngài dùng cơm không đúng cách, đã đến muộn. Tử Quân, bây giờ công tác của một tỉnh đều đặt lên người anh, đến chậm một chút cũng là bình thường. Triệu Quân Huy vừa rồi có chút uất nghẹn, đang chờ hiệu quả như thế này. Bây giờ Vương Tử Quân đi vào thì người anh của nhà Thông gia bên kia đã thay đổi gương mặt, làm cho lão cảm thấy mình rất có thể diện. Vương Tử Quân nhìn tình hình trong phòng và hiểu tính toán nhỏ nhặt của Triệu Quân Huy, nhưng hắn cũng không vì vậy mà nổi giận, ngược lại còn cảm thấy có chút ấm áp. Năm xưa khi còn công tác ở huyện Lô Bắc thì Triệu Quân Huy căn bản là một người cáo già, bây giờ tuy đã về hưu thế nhưng phương diện này vẫn không kém. Sau khi ngồi xuống vị trí chủ vị, Vương Tử Quân cười giới thiệu với Phùng Vũ Trách, Chủ tịch Triệu năm xưa là lãnh đạo của tôi ở huyện Lô Bắc, anh ấy rất giúp đỡ công tác của tôi. Tôi nghe nói anh ấy đến gặp mặt Thông gia, thế nên hẹn anh ấy cùng dùng cơm, cũng không ngờ lại đến chậm. Chủ tịch, ngài cũng đừng nên nói như vậy, ngay cả tôi cũng nhiều khi là thân bất do kỷ. Căn bản là cũng muốn đến cho sớm, thế nhưng vì một số việc không thể phân thân được, đây căn bản là quá bình thường. Phùng Vũ Trách thấy Vương Tử Quân tỏ ra khiêm tốn thì tranh thủ giải thích hộ. Vương Tử Quân cười cười nhìn nhóm người Triệu Thắng Hạo, sau đó nói, được rồi, cũng không có người ngoài, chúng ta cũng không nên nói những lời khách khí, lát nữa thức ăn dọn lên thì mọi người cùng uống vài ly cho vui. Phùng Vũ Trách nhìn gương mặt ôn hòa của Vương Tử Quân, trái tim chợt ra tốc mạnh mẽ. Đối với hắn thì Chủ tịch Vương căn bản là một vị lãnh đạo tuyệt đối xứng đáng để đầu tư. Trước kia hắn còn có chút do dự, cảm thấy mình không có tình cảm quá sâu với Vương Tử Quân, rất sợ Chủ tịch Vương không thu nhận mình. Thế nên trước nay hắn chỉ dám đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Bây giờ thì khác, có mối quan hệ với Triệu Quân Huy, hắn có vài lời có thể mở miệng, mà Vương Tử Quân tiếp nhận hắn cũng càng thêm dễ dàng hơn.
Vì vậy sau khi nghe xong lời đề nghị của Vương Tử Quân, hắn cũng nhanh chóng lên tiếng, tôi cũng đã sớm muốn mời ngài vài ly, xem như hôm nay tìm được cơ hội. So sánh với anh của mình thì Phùng Vũ Mẫn càng không dám nói nửa lời. Nàng nghĩ đến những lời của mình khi mà Vương Tử Quân vừa đến, thế là thậm chí sinh ra cảm giác muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Mình làm gì vậy chứ? Sao nói ra những lời như vậy? Chủ tịch Vương không để ý thì không sao, nếu như chủ tịch Vương so đo chuyện này, như vậy anh trai có oán trách mình không? Thắng Hạo và Tiểu Linh có thể ở cùng một chỗ căn bản là duyên phận, chúng ta bây giờ ngồi cùng một bàn cũng xem như là duyên phận, mọi người cùng uống một ly để chúc phúc hai cô cậu thanh niên. Vương Tử Quân đã nhanh chóng nắm giữ tiết tấu của bàn tiệc. Vương Tử Quân nói thì mọi người đều nâng ly lên, bầu không khí trong phòng càng ngày càng đạt đến trình độ cao. Lúc này Triệu Thắng Hạo căn bản là rất kích động, nhưng hắn kích động chủ yếu là được ở cùng người mình yêu. Trước khi đi dùng cơm lần này thì hắn đã lĩnh giáo qua nhiều sự lợi hại của cha mẹ vợ, vì vậy có thể nói là rất kính sợ. Tuy đã coi như có hơn một nửa thành công thế nhưng Triệu Thắng Hạo vẫn sợ sinh ra nhiễu loạn, nếu như ông nội của hắn và mẹ vợ nói chuyện không vui, lại không đồng ý chuyện lần này, như vậy sẽ là rất khó chịu. Nhưng Triệu Thắng Hạo cũng không ngờ ông của mình lại có giao tình với Chủ tịch Vương, xem ra ông nội thật sự rất có lực lượng. Chương 1666, một đạo bất đồng bất tương mưu. Vương Tử Quân lấy lý do ngày mai có công tác để rời khỏi bàn tiệc, sau đó đưa theo Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi rời khỏi khách sạn. Ngày mai hắn thật sự có việc thế nhưng cũng không thiếu chút thời gian như thế, sở dĩ hắn rời đi cũng là vì cảm thấy mình không nên ở lại quá lâu. Dù sao hai nhà người ta còn phải bàn bạc nhiều thứ. Nhưng trước khi đi thì Vương Tử Quân vẫn nhanh chóng trả tiền cơm, Phùng Vũ Trách vội vàng ngăn cản, nhưng lại bị Vương Tử Quân đẩy ngược về. Sau khi Vương Tử Quân đi thì Phùng Vũ Trách nói với Triệu Quân Huy, chú Triệu, hai người chúng ta tìm một chỗ uống trà, chuyện của con trẻ cứ để bọn chúng tự thương lượng. Mặc dù ngay từ đầu Phùng Vũ Trách đã gọi Triệu Quân Huy là chú Triệu, thế nhưng bây giờ căn bản là có thêm vài phần nhiệt tình. Có lẽ đường ranh giới kia bị phá bỏ sau khi Vương Tử Quân đi đến. Thái độ của Phùng Vũ Trách làm cho Triệu Quân Huy rất hài lòng, hơn nữa điều này cũng nằm trong dự đoán của lão, thế nên lão cười nói, tôi thấy bên cạnh khách sạn có một quán trà, chúng ta đến đó ngồi một chút. Hai người chậm rãi đi về phía quán trà ở cách không quá xa, bọn họ cũng không quan tâm đến những người còn lại. Phùng Vũ Trách hàn huyên với Triệu Quân Huy vài câu, sau đó thay đổi chủ đề nói, chú Triệu. Cháu đã ở trên vị trí chủ tịch thành phố được 4 năm, cảm thấy đã làm khá nhiều công tác thế nhưng tình trạng vẫn không được như ý. Ngài và chủ tịch Vương là cộng sự nhiều năm, lại là cán bộ lão thành, ngài có thể cho tôi một lời khuyên, làm sao để có được sự coi trọng của chủ tịch Vương không? Chủ tịch Vương là một người rất khoáng đạt, từ trong kết giao thì tôi biết chủ tịch Vương coi trọng nhất là những người chung chí hướng với mình. Triệu Quân Huy đã sớm chờ Phùng Vũ Trách hỏi câu này. Vì vậy vừa uống một ngụm trà vừa trải chuốt kinh nghiệm kết giao với Vương Tử Quân, sau đó nói ra như thế. Coi trọng người cùng chung chí hướng, Phùng Vũ Trách có hơi cau mày, một loạt ý nghĩ bắt đầu lóe lên trong đầu. Chào Bí Thư Thành, một người đàn ông hơn 30 tuổi với tướng mạo giống như nhân viên công tác cung kính cúi đầu chào hỏi Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ tuy không biết cô gái này, thế nhưng cũng biết nàng là nhân viên công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế nên khẽ gật đầu với nàng. Trên con đường này có rất nhiều người chào hỏi hắn, động tác như vậy lặp lại vô số lần. Văn Thành Đồ đi xuyên qua một hành lang, sau đó hắn đi vào phòng nói với Triệu Hiểu Bạch đang ghi tài liệu, Hiểu Bạch, Chủ tịch Vương có trong phòng không? Triệu Hiểu Bạch không ngờ Văn Thành Đồ lại xuất hiện nơi này, hắn có chút sững sốt, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên nói, chào Bí Thư, Chủ tịch Vương đang ở trong phòng. Chủ tịch Vương có thời gian rảnh không? Tôi có chuyện cần liên hệ với Chủ tịch Vương một chút. Văn Thành Đồ tự nhiên ngồi xuống đối diện với Triệu Hiểu Bạch rồi khẽ nói. Triệu Hiểu Bạch vừa rót nước cho Văn Thành Đồ vừa cười nói, Bí Thư, ngài chờ chút, tôi sẽ đi vào phòng xem thế nào. Sau khi dâng trà cho Văn Thành Đồ thì Triệu Hiểu Bạch cất bước đi ra ngoài. Văn Thành Đồ ngồi uống nước rồi chậm rãi đánh giá tình huống phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch. Phòng này chỉ có một gian, tuy không phải rất lớn thế nhưng lại quét dọn sạch sẽ, dựa lưng vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, có rất nhiều tư liệu và tài liệu.
Đây là lần thứ hai Văn Thành Đồ đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, lần đầu tiên là cách thời điểm nhận chức không quá lâu, sau khi đến chào hỏi bí thư Sầm theo đúng nghi lễ, hắn phải sang chào hỏi Chủ tịch Vương. Lần đó hắn đến mà không có bất kỳ ý đồ gì, thế nhưng lần này lại khác. Lúc này Văn Thành Đồ đi vào trong phòng của Vương Tử Quân, ngoài thăm hỏi còn có một vấn đề cần liên hệ. Nhưng nếu so với mục đích của hắn thì chuyện này căn bản không quá quan trọng như vậy. Văn Thành Đồ chỉ muốn liên hệ với Vương Tử Quân về vấn đề vài hạng mục của thành phố Linh Long bị kẹt ở Ủy ban Cải cách tỉnh. Đặc biệt là đàm phán tốt với Vương Tử Quân về việc thành phố Linh Long chuẩn bị xây dựng một hạng mục nhà cao tầng. Vì sự kiên trì của Vương Tử Quân, thế nên tuy thành phố Linh Long cố gắng chạy nhưng Ủy ban Cải cách bên kia căn bản không thông qua. Hạng mục không được tuyến tỉnh phê duyệt, căn bản không biết khi nào mới được khởi công. Những chuyện này không có gì liên quan đến Văn Thành Đồ, thế nhưng trước đó Sầm Vật Cương từng đặc biệt tìm hắn, nói về vài hạng mục này, cũng giao cho hắn một nhiệm vụ, đó chính là thuyết phục Vương Tử Quân thông qua cho thành phố Linh Long. Bản tính của Vương Tử Quân căn bản không dễ thuyết phục, nhưng Văn Thành Đồ cảm thấy Vương Tử Quân cũng không phải là người không biết thức thời, đến khi hắn ý thức được sự việc không thể làm, ít nhất cũng phải thay đổi tư tưởng. Những ngày tiếp nhận công tác vừa qua làm cho Văn Thành Đồ phát hiện ra nhiều thứ, tuy Vương Tử Quân có một nhóm người ủng hộ, thế nhưng vẫn chỉ là một phái số ít trong tỉnh. Quyết nghị chỉnh đốn khu quy hoạch trong tỉnh tuy được Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua, thế nhưng lúc này vẫn chưa có dấu hiệu được đưa ra nghiên cứu xem xét ở Hội nghị Thường ủy. Người ngăn cản Vương Tử Quân chỉ có một mình Sầm Vật Cương. Văn Thành Đồ luôn chờ Vương Tử Quân đến tìm mình. Thế nhưng đáng tiếc là Vương Tử Quân không có động tác gì. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng về Vương Tử Quân, hắn cảm thấy Vương Tử Quân là người hành động theo cảm tình, dù sao cũng chỉ là cán bộ trẻ tuổi. Văn Thành Đồ là một vị phó bí thư tỉnh ủy đến Mật Đông chưa được bao lâu, hắn bức thiết đứng vững bàn chân, cũng muốn tạo nên lực ảnh hưởng của mình. Nếu một người không có lực ảnh hưởng thì căn bản không ra thể thống gì. Hắn muốn đến Mật Đông để tạo điều kiện cho tương lai phát triển sau này, cớ sao lại không cố gắng tạo nên lực ảnh hưởng cho mình. Vương Tử Quân đã nhìn không rõ, như vậy mình sẽ làm cho người ta giật mình hiểu ra, cho đối phương biết chỉ có hợp tác với mình mới là lựa chọn tốt nhất. Khi Văn Thành Đồ đang suy nghĩ như vậy thì cửa phòng mở ra, không những Triệu Hiểu Bạch đi đến, Vương Tử Quân cũng xuất hiện với nụ cười vui vẻ, bí thư, thật sự là khách quý. Khi thấy Vương Tử Quân duỗi hai tay ra thì Văn Thành Đồ càng cảm thấy yên tâm hơn. Vương Tử Quân có thể khách khí như vậy, có thể nói chuyện với mình như thế, căn bản là mình cũng không khó thực hiện suy nghĩ của mình. Văn Thành Đồ nhiệt tình bắt tay với Vương Tử Quân, sau đó hắn cười nói, đã vài ngày không đến chỗ của Chủ tịch, hôm nay đặc biệt đến báo cáo công tác một chút. Nếu nói đến phương diện báo cáo công tác thì Hà Kiến Trương căn bản là có lý do quang minh chính đại hơn Văn Thành Đồ. Dù sao thì Phó Chủ tịch Thường vụ đến báo cáo với Chủ tịch tỉnh cũng là bình thường, thế nhưng Phó Bí Thư đến báo cáo cho Chủ tịch tỉnh thì căn bản không quá phù hợp. Vương Tử Quân biết Văn Thành Đồ nhất định có chuyện cần bàn, vì vậy sau khi khách khí nói vài câu thì mời Văn Thành Đồ đến phòng làm việc của mình. Sau khi cùng Văn Thành Đồ ngồi xuống ghế salon, hắn cười nói, Bí Thư, cũng đã lâu hai người chúng ta chưa ngồi cùng một chỗ, thế nào, ngài có thích ứng với nơi này chưa? Mật Đông căn bản rất tốt, các đồng chí đều rất nhiệt tình, Bí Thư Sầm cũng rất quan tâm đến công tác của tôi, tuy tình hình còn chưa quá rõ ràng, thế nhưng cũng đã trải qua giai đoạn đầu tiếp nhận công tác. Văn Thành Đồ tiếp nhận ly trà Triệu Hiểu Bạch đưa đến rồi cười ha hả nói. Chương 1666, 2, Đạo Bất Đồng Bất Tương Mưu. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tiêu sái của Văn Thành Đồ, hắn cười híp mắt nói, công tác cần phải tiến từng bước một. Tôi tin tưởng với năng lực của bí thư ngài, có thể xây dựng lên hình tượng to lớn của mình ở Mật Đông. Chủ tịch Tử Quân, nói đến xây dựng hình tượng, tôi cảm thấy thành phố Linh Long làm công tác khá tốt, đặc biệt là hạng mục thần thành viễn cổ. Hai ngày trước tôi có bàn với bí thư Sầm, đều cảm thấy hạng mục này khá tốt, vừa lợi dụng được truyền thuyết lịch sử của thành phố Linh Long, vừa định vị khả năng phát triển kinh tế. Nếu như có thể đẩy mạnh xây dựng hạng mục này, khẳng định sẽ là một điểm tăng trưởng mới cho thành phố Linh Long. Văn Thành Đồ mở miệng bằng giọng điệu du dương trầm bổng, thế nhưng khi nói đến bí thư Sầm thì có chút cường điệu, hắn tin tưởng Vương Tử Quân hiểu rõ ý mình. Vương Tử Quân nhíu mày,
Tuy hắn biết Văn Thành Đồ đến tìm mình tuyệt đối không phải là không có việc gì làm nên sang thăm hỏi. Lại không ngờ đối phương nhận được sự ủy thác của Sầm Vật Cương để đến tác động với mình. Vương Tử Quân căn bản không đồng ý với tình huống thành phố Linh Long đẩy mạnh xây dựng khu kinh tế mới và các hạng mục lớn khác, tuy điều này càng làm cho thành phố Linh Long khai phá triệt để tài nguyên của mình, thế nhưng tính ỷ lại kinh tế LEPA quá cao. Nếu xuất hiện bất kỳ tình huống gió thổi cỏ lay nào khác, như vậy Linh Long sẽ rơi vào khốn cảnh. Vương Tử Quân căn bản không xem trọng thần thành viễn cổ, tuy khách du lịch bây giờ ngày càng có xu thế phát triển, thế nhưng phương diện xây dựng một thành phố du lịch cũng không phải chỉ có một thần thành viễn cổ là đủ. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt khẽ nói, bí thư, tôi cảm thấy nên thận trọng với hạng mục viễn cổ thần thành. Dù sao bây giờ thành phố Linh Long cũng đang xây dựng 40 hạng mục, số lượng nhà cửa đang được xây dựng đã tiến lên con số hơn 10.000. Nếu tiếp tục xây dựng thêm viễn cổ thần thành, như vậy chỉ sợ tài chính sẽ không chống đỡ được, tốt nhất là nên ổn và vững. Văn Thành Đồ không mở miệng, hắn uống một ngụm trà rồi mới nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy bí thư Sầm rất cố ý, thành phố Linh Long lại rất quyết tâm với hạng mục này. Nếu ngài chống đỡ một mình, sau đó hội nghị thường ủy lại thông qua, tôi cảm thấy ảnh hưởng của nó là không tốt. Sau khi nghe xong câu nói của Văn Thành Đồ, Vương Tử Quân trầm mặc giây lát, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù Văn Thành Đồ nói rất ẩn giấu, thế nhưng bên trong cũng không thiếu vài phần uy hiếp. Nếu như Sầm Vật Cương quyết định dùng hội nghị thường ủy để thông qua hạng mục kia, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho Vương Tử Quân. Lúc này tuy Vương Tử Quân nhận được không ít sự giúp đỡ, thế nhưng một khi hạng mục bị hắn cực lực ngăn cản lại được hội nghị thường ủy thông qua, như vậy sẽ là đả kích lớn với quyền uy của hắn. Tuy ý kiến của tôi không chính xác, thế nhưng tôi vẫn kiên trì ý kiến của mình. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Văn Thành Đồ rồi thản nhiên nói. Sự kiên trì của Vương Tử Quân giống như nằm trong dự đoán của Văn Thành Đồ, hắn chợt cười cười nói, tôi đồng ý với những lời của Chủ tịch Vương, trên nhiều phương diện chúng ta cần kiên trì phải kiên trì, nhưng một người kế ngắn hai người kế dài, cần phải tiến hành liên hệ trao đổi nhiều hơn, như vậy mới có thể tìm được thêm nhiều người đồng đạo. À, liên hệ với nhau cũng có thể giảm bớt những lập trường bất đồng giữa hai bên. Vương Tử Quân nói một câu hàm hồ rồi khẽ mở miệng cười. Vương Tử Quân cười làm cho Văn Thành Đồ cũng cười theo. Tuy bây giờ Vương Tử Quân cho ra lời đề nghị không nằm trong sự chờ mong của Văn Thành Đồ, thế nhưng hắn cũng không nóng vội, thời gian càng lâu thì áp lực của Vương Tử Quân sẽ càng lớn. Nếu Vương Tử Quân đã quyết định chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh, nhưng quyết sách này không được thông qua và chứng thực, như vậy sẽ đả kích nặng nề vào uy vọng của chính mình. Nếu Vương Tử Quân muốn chống lại Sầm Vật Cương, ý kiến của mình là rất quan trọng. Sau khi nói thêm vài câu thì Văn Thành Đồ chuẩn bị cáo từ. Khi hắn đứng lên thì điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân vang lên, Vương Tử Quân nở nụ cười xin lỗi, sau đó đi đến tiếp điện thoại. Chào Bí Thư Sầm, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sau khi nghe máy thì trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Văn Thành Đồ lúc này đang muốn cáo từ lại có chút bất ngờ. Hắn không rõ Sầm Vật Cương yêu cầu mình đến liên hệ với Vương Tử Quân, bây giờ lại gọi điện thoại cho Vương Tử Quân làm gì. Chẳng lẽ Bí Thư Sầm đang diễn trò? Văn Thành Đồ nghĩ như vậy mà cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Sầm Vật Cương vì sao lại làm như vậy? Khoảnh khắc này hắn chợt hoài nghi Sầm Vật Cương có phải đang muốn thiết lập cạm bẫy cho mình không? Sầm Vật Cương là Bí Thư Tỉnh ủy, tất nhiên không thể để cho hai vị lãnh đạo thứ hai và thứ ba bắt tay nhau chặt như thép. Chỉ có thể là Văn Thành Đồ và Vương Tử Quân có chút hoài nghi và nghi kỵ lẫn nhau, như vậy mới có lợi. À, được, tôi sẽ đi đến phòng làm việc của ngài một chuyến. Vương Tử Quân nói vài câu rồi cúp điện thoại. Văn Thành Đồ nhìn Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn rất muốn hỏi xem Bí Thư Sầm tìm Vương Tử Quân là có chuyện gì, thế nhưng lại căn bản không dễ mở miệng. Cũng may Vương Tử Quân cũng không muốn giấu Văn Thành Đồ. Hắn cười nói, Bí Thư Sầm muốn tôi đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến, thế nên sau này sẽ tìm cơ hội thảo luận với anh sau. Có việc gì gấp sao? Văn Thành Đồ giống như tùy ý nói với Vương Tử Quân. Bí Thư có lẽ còn chưa xem các văn kiện hôm nay, một tỉnh hàng xóm của chúng ta sinh chuyện, có vài khu quy hoạch đã được xây dựng lập quỹ đất nhưng không dùng mà lại để không nơi đó, thượng cấp đã cho ra chỉ thị yêu cầu bọn họ chỉnh đốn và cải cách.
Vương Tử Quân đứng lên khẽ nói với Văn Thành Đồ. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho đầu óc Văn Thành Đồ nổ ầm lên, lúc này hắn đã hiểu vì sao Sầm Vật Cương lại gọi điện thoại đến cho Vương Tử Quân. Hắn nhìn gương mặt nhàn nhạt của Vương Tử Quân, chút cảm giác ưu việt của hắn với Vương Tử Quân chợt tan biến không còn. Văn Thành Đồ là một người chìm nổi quan trường vài chục năm, rất nhiều công tác hắn cảm thấy không nên nhìn vào mặt ngoài, đây cũng chính là một quy củ công tác của hắn. Rất nhiều chuyện không nên nhìn vào một mặt, lúc này Mật Đông chuẩn bị chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh, thế nhưng tỉnh hàng xóm lại bị lãnh đạo thượng cấp phê bình vì sử dụng quỹ đất cho khu quy hoạch không mang lại hiệu quả. Hai sự kiện giống như cách nhau khá xa, thế nhưng lại cùng một tuyến không khỏi làm cho người ta phải liên hệ với nhau. Có sự kiện xảy ra ở tỉnh hàng xóm, cho dù Sầm Vật Cương có cố gắng ngăn cản Vương Tử Quân thì cũng không thể không cúi đầu. Dù sao thì đó cũng là chiều hướng phát triển mà Trung ương cần, cũng không ai muốn vi phạm. Văn Thành Đồ đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với nụ cười sáng lạn trên môi, thế nhưng lúc này trong lòng hắn lại bùng sóng mạnh mẽ không chút hiên tĩnh. Văn Thành Đồ tình nguyện ngồi trên đài ung dung bình tĩnh buông cần câu cá, chẳng lẽ Vương Tử Quân không nhìn ra được. Văn Thành Đồ không tin, hắn biết rõ trình độ của Vương Tử Quân, chỉ là cố gắng che giấu mà thôi. Vương Tử Quân sở dĩ không tìm mình, không phải là mình không có chỗ hữu dụng, chỉ là người ta không cần. Chuyện này càng dùng một sự thật trần trụi nói cho Văn Thành Đồ biết, lúc này trong bàn cờ ở Mật Đông đã có đủ quân, chỉ có Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương, mình căn bản còn chưa có tư cách làm quân cờ. Tuy Văn Thành Đồ đã rèn luyện tâm trí của mình cứng rắn như sắt thép, thế nhưng lúc này hắn không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Có một loại sự thật mà hắn còn chưa ý thức được, đó là chính mình có nên chỉ điểm cho Vương Tử Quân ở phương diện liên minh hay không, thế nhưng xem ra chỉ là vẽ rắn thêm chân. Chương 1667, một tôi không ký điều ước bất đắc dĩ. Sau khi chia tay Văn Thành Đồ ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Vương Tử Quân cũng không lập tức bỏ đi ngay. Sau những ngày Văn Thành Đồ đến Mật Đông, Vương Tử Quân luôn quan sát người này, hắn tuy không thích hành vi của Văn Thành Đồ, thế nhưng cũng không phải là đối địch. Cũng không phải không thể hợp tác với Văn Thành Đồ, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không muốn ký một hiệp ước bất đắc dĩ. Văn Thành Đồ tự cho rằng đã nhìn thấy nhược điểm của mình, cũng chuẩn bị chờ lúc mình yếu thế để tiến lên, tính toán này của Văn Thành Đồ thì sao Vương Tử Quân có thể để cho đối phương dễ dàng thực hiện được. Làm người đôi khi cũng phải nhìn cho đủ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Vương Tử Quân đẩy cửa phòng, Sầm Vật Cương đang ngồi chờ bên trong, khi thấy hắn đi đến thì trầm giọng nói, Chủ tịch Tử Quân, thượng cấp rất xem trọng phương diện quỹ đất để đó không được sử dụng đúng mục đích, chúng ta cần phải dẫn đầu mở rộng và khai triển công tác truy cứu, cần phải điều tra thật nghiêm không nuông chiều những hành vi kia. Đồng thời tôi cũng đã nhìn qua báo cáo về phương diện chỉnh đốn khu quy hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản là rất tốt. Cứ dựa theo trình tự mà chấp hành. Sầm Vật Cương giống như tăng thêm độ nặng trong lời nói của mình. Phương án chỉnh đốn đầu tiên của Ủy ban Nhân dân tỉnh chính là tự kiểm tra và truy cứu, giai đoạn này có thời gian 20 ngày, để cho các thành phố trong tỉnh có cơ hội sửa đổi. 20 ngày trôi qua rất nhanh, đến ngày cuối cùng đã có báo cáo của các thành phố trong tỉnh. Sáng sớm Triệu Hiểu Bạch đã thông báo cho văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thu đủ những tài liệu kia, sau đó đưa đến phòng làm việc của mình. Nhưng khi Triệu Hiểu Bạch xem xong tư liệu thì lại hít vào một hơi thật sâu. Tuy trong báo cáo của các thành phố thì đều xảy ra không ít vấn đề, thế nhưng đây chỉ là vấn đề thông thường, rất khó tránh khỏi. Còn đối với các vấn đề chủ yếu của khu quy hoạch, hơn nữa còn có phương diện chỉnh đốn và sửa đổi như thế nào, căn bản không được đề cập đến phương diện thu hồi lại quỹ đất. Nếu chỉ là một thành phố như vậy thì không có gì là kỳ quái, thế nhưng hầu như các địa phương đều là như vậy. Điều này là một điểm báo không tốt. Điều này nói rõ một việc, đó là các thành phố trong tỉnh căn bản có tâm tình mâu thuẫn với công tác này. Triệu Hiểu Bạch lúc này đã có thói quen tự suy xét vấn đề, đứng trên vị trí của các vị lãnh đạo thành phố, khu quy hoạch căn bản là trọng điểm công tác của bọn họ, cũng có thể là địa phương làm nổi bật thành tích của chính mình. Tất nhiên sự việc này diễn ra, bọn họ căn bản không muốn ngay lập tức ném đi thành tích của mình, thế nên đại đa số đều chỉ đứng nhìn mà thôi. Nếu như tuyến trên thả lỏng một chút, như vậy bọn họ sẽ thoải mái vượt qua kiểm tra.
nhưng Chủ tịch Vương căn bản phí nhiều tâm lực để thúc đẩy sự kiện này, bây giờ gặp phải cục diện như vậy, căn bản là trở ngại công tác của Chủ tịch Vương. Nếu như có người mở miệng nói ra điều gì đó, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Triệu Hiểu Bạch nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó cầm theo các tài liệu trên bàn đi ra ngoài. Dù thế nào thì cũng phải báo cáo cho Chủ tịch Vương rồi nói sau. Vương Tử Quân đang đọc văn kiện chợt thấy Triệu Hiểu Bạch đi vào, hắn cười nói, Hiểu Bạch, lần trước cậu còn xin tôi được nghỉ một ngày để đi dạo cùng vợ, sao đã lâu như vậy còn chưa chịu xuất hành. Triệu Hiểu Bạch thật ra đã rất muốn xin nghỉ, thế nhưng vì Vương Tử Quân quá bận, thế nên hắn cũng không có ý xin nghỉ. Cũng vì chuyện này mà hắn căn bản bị vợ oán trách. Nếu như là lúc khác thì Triệu Hiểu Bạch sẽ vui mừng như điên, thế nhưng bây giờ hắn nhìn những tài liệu trong tay rồi khẽ nói, Chủ tịch Vương, tôi đã sớm chuẩn bị xong, nhưng dạo này đơn vị của vợ tôi có hơi bận. Chủ tịch Vương, đây là báo cáo tình huống của các thành phố. Triệu Hiểu Bạch nói rồi đưa tài liệu trong tay đến cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu đặt lên mặt bàn, sau đó hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi nói, cậu đã xem qua chưa? Tôi đã xem qua rồi. Vẻ mặt Triệu Hiểu Bạch dần trở nên nghiêm túc. Có phải tất cả các tài liệu đều dài liên miên bất tận, nhìn qua giống như kiểm tra được không ít vấn đề, thế nhưng thực tế căn bản không có chuyện chỉnh hợp và xử lý các vấn đề gân cốt hay không? Vương Tử Quân chợt nở nụ cười lạnh. Triệu Hiểu Bạch gật đầu nói, Chủ tịch Vương, căn bản là những tài liệu kia đều là như vậy. Cậu cảm thấy vấn đề này như thế nào? Vương Tử Quân đã sớm có dự đoán về phương diện này, hắn nghe xong câu trả lời của Triệu Hiểu Bạch, thế là muốn sinh ra ý nghĩ thăm dò thư ký của mình. Bây giờ Triệu Hiểu Bạch đã là đối tượng được hắn bồi dưỡng, rất nhiều chuyện cũng cần phải nhắc nhở một chút. Khi Triệu Hiểu Bạch xem ra những tài liệu kia cũng có suy nghĩ về vấn đề này, vì vậy cũng không quá sợ hãi với câu hỏi của Vương Tử Quân. Hắn suy nghĩ giây lát rồi mới nói, Chủ tịch Vương, phía dưới như vậy thì tôi cảm thấy bọn họ đang tự lo nghĩ cho chuyện của mình. Dù sao thì khu quy hoạch căn bản rất quan trọng đối với các thành phố, có liên quan trực tiếp đến thành tích của bọn họ cũng không muốn xóa bỏ. Tôi cảm thấy lúc này tuyến tỉnh cần làm chính là chứng thực công tác này, phải điều động tổ điều tra, căn bản tiến hành điều tra rõ ràng, dùng những căn cứ chính xác và thiết thực để tiến hành chỉnh đốn triệt để những vấn đề lớn đang tồn tại trong các khu quy hoạch. Nên điều tra như thế nào? Ai là người điều tra? Vương Tử Quân hỏi đến nước này thì Triệu Hiểu Bạch hiểu rõ lãnh đạo đang khảo nghiệm mình. Hắn do dự giây lát, sau đó mới nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy tổ điều tra phải là liên hợp giữa Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng nhau xuống địa phương kiểm tra xử lý. Chúng ta cần xâm nhập đến tất cả thành phố trong tỉnh, chỉ cần mục tiêu rõ ràng và có biện pháp đắc lực thì nhất định sẽ có hiệu quả. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Triệu Hiểu Bạch, thế là hắn khẽ cười, thế nhưng cũng không có lời bình về câu nói của Triệu Hiểu Bạch là đúng hay sai. Triệu Hiểu Bạch đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy rất nghi vấn, đó là những lời vừa rồi của mình có làm cho Chủ tịch Vương thỏa mãn hay không. Khi Vương Tử Quân đang xem báo cáo từ các thành phố gửi lên cho tuyến tỉnh, lúc này Sầm Vật Cương cũng nhận được báo cáo này từ trong tay Phương Anh Hồ. Sau khi xem xong hai trang giấy thì hai hàng chân mày của Sầm Vật Cương không khỏi cau lại. Thư ký trưởng, bọn họ thật sự rất biết cách báo cáo. Sầm Vật Cương đặt tài liệu lên mặt bàn rồi lạnh giọng nói. Chương 1667, một tôi không ký điều ước bất đắc dĩ. Sau khi chia tay Văn Thành Đồ ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Vương Tử Quân cũng không lập tức bỏ đi ngay. Sau những ngày Văn Thành Đồ đến Mật Đông, Vương Tử Quân luôn quan sát người này, hắn tuy không thích hành vi của Văn Thành Đồ, thế nhưng cũng không phải là đối địch. Cũng không phải không thể hợp tác với Văn Thành Đồ, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không muốn ký một hiệp ước bất đắc dĩ. Văn Thành Đồ tự cho rằng đã nhìn thấy nhược điểm của mình, cũng chuẩn bị chờ lúc mình yếu thế để tiến lên, tính toán này của Văn Thành Đồ thì sao Vương Tử Quân có thể để cho đối phương dễ dàng thực hiện được. Làm người đôi khi cũng phải nhìn cho đủ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Vương Tử Quân đẩy cửa phòng, Sầm Vật Cương đang ngồi chờ bên trong, khi thấy hắn đi đến thì trầm giọng nói, Chủ tịch Tử Quân, thượng cấp rất xem trọng phương diện quỹ đất để đó không được sử dụng đúng mục đích, chúng ta cần phải dẫn đầu mở rộng và khai triển công tác truy cứu,
cần phải điều tra thật nghiêm không nuông chiều những hành vi kia. Đồng thời tôi cũng đã nhìn qua báo cáo về phương diện chỉnh đốn khu quy hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản là rất tốt. Cứ dựa theo trình tự mà chấp hành, Sầm Vật Cương giống như tăng thêm độ nặng trong lời nói của mình. Phương án chỉnh đốn đầu tiên của Ủy ban Nhân dân tỉnh chính là tự kiểm tra và truy cứu, giai đoạn này có thời gian 20 ngày, để cho các thành phố trong tỉnh có cơ hội sửa đổi. 20 ngày trôi qua rất nhanh, đến ngày cuối cùng đã có báo cáo của các thành phố trong tỉnh. Sáng sớm Triệu Hiểu Bạch đã thông báo cho văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thu đủ những tài liệu kia, sau đó đưa đến phòng làm việc của mình. Nhưng khi Triệu Hiểu Bạch xem xong tư liệu thì lại hít vào một hơi thật sâu. Tuy trong báo cáo của các thành phố thì đều xảy ra không ít vấn đề, thế nhưng đây chỉ là vấn đề thông thường, rất khó tránh khỏi. Còn đối với các vấn đề chủ yếu của khu quy hoạch, hơn nữa còn có phương diện chỉnh đốn và sửa đổi như thế nào, căn bản không được đề cập đến phương diện thu hồi lại quỹ đất. Nếu chỉ là một thành phố như vậy thì không có gì là kỳ quái, thế nhưng hầu như các địa phương đều là như vậy, điều này là một điềm báo không tốt. Điều này nói rõ một việc. Đó là các thành phố trong tỉnh căn bản có tâm tình mâu thuẫn với công tác này. Triệu Hiểu Bạch lúc này đã có thói quen tự suy xét vấn đề, đứng trên vị trí của các vị lãnh đạo thành phố, khu quy hoạch căn bản là trọng điểm công tác của bọn họ, cũng có thể là địa phương làm nổi bật thành tích của chính mình. Tất nhiên sự việc này diễn ra, bọn họ căn bản không muốn ngay lập tức ném đi thành tích của mình, thế nên đại đa số đều chỉ đứng nhìn mà thôi. Nếu như tuyến trên thả lỏng một chút, như vậy bọn họ sẽ thoải mái vượt qua kiểm tra. Nhưng Chủ tịch Vương căn bản phí nhiều tâm lực để thúc đẩy sự kiện này, bây giờ gặp phải cục diện như vậy, căn bản là trở ngại công tác của Chủ tịch Vương. Nếu như có người mở miệng nói ra điều gì đó, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Triệu Hiểu Bạch nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó cầm theo các tài liệu trên bàn đi ra ngoài. Dù thế nào thì cũng phải báo cáo cho Chủ tịch Vương rồi nói sau. Vương Tử Quân đang đọc văn kiện chợt thấy Triệu Hiểu Bạch đi vào, hắn cười nói, Hiểu Bạch, lần trước cậu còn xin tôi được nghỉ một ngày để đi dạo cùng vợ, sao đã lâu như vậy còn chưa chịu xuất hành. Triệu Hiểu Bạch thật ra đã rất muốn xin nghỉ, thế nhưng vì Vương Tử Quân quá bận, thế nên hắn cũng không có ý xin nghỉ. Cũng vì chuyện này mà hắn căn bản bị vợ oán trách. Nếu như là lúc khác thì Triệu Hiểu Bạch sẽ vui mừng như điên. Thế nhưng bây giờ hắn nhìn những tài liệu trong tay rồi khẽ nói, Chủ tịch Vương, tôi đã sớm chuẩn bị xong, nhưng dạo này đơn vị của vợ tôi có hơi bận. Chủ tịch Vương, đây là báo cáo tình huống của các thành phố. Triệu Hiểu Bạch nói rồi đưa tài liệu trong tay đến cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu đặt lên mặt bàn, sau đó hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi nói, cậu đã xem qua chưa? Tôi đã xem qua rồi. Vẻ mặt Triệu Hiểu Bạch dần trở nên nghiêm túc. Có phải tất cả các tài liệu đều dài liên miên bất tận, nhìn qua giống như kiểm tra được không ít vấn đề, thế nhưng thực tế căn bản không có chuyện chỉnh hợp và xử lý các vấn đề gân cốt hay không? Vương Tử Quân chợt nở nụ cười lạnh. Triệu Hiểu Bạch gật đầu nói, Chủ tịch Vương, căn bản là những tài liệu kia đều là như vậy. Cậu cảm thấy vấn đề này như thế nào? Vương Tử Quân đã sớm có dự đoán về phương diện này, hắn nghe xong câu trả lời của Triệu Hiểu Bạch. Thế là muốn sinh ra ý nghĩ thăm dò thư ký của mình. Bây giờ Triệu Hiểu Bạch đã là đối tượng được hắn bồi dưỡng, rất nhiều chuyện cũng cần phải nhắc nhở một chút. Khi Triệu Hiểu Bạch xem ra những tài liệu kia cũng có suy nghĩ về vấn đề này, vì vậy cũng không quá sợ hãi với câu hỏi của Vương Tử Quân. Hắn suy nghĩ giây lát rồi mới nói, Chủ tịch Vương, phía dưới như vậy thì tôi cảm thấy bọn họ đang tự lo nghĩ cho chuyện của mình. Dù sao thì khu quy hoạch căn bản rất quan trọng đối với các thành phố, có liên quan trực tiếp đến thành tích của bọn họ cũng không muốn xóa bỏ. Tôi cảm thấy lúc này tuyến tỉnh cần làm chính là chứng thực công tác này, phải điều động tổ điều tra, căn bản tiến hành điều tra rõ ràng, dùng những căn cứ chính xác và thiết thực để tiến hành chỉnh đốn triệt để những vấn đề lớn đang tồn tại trong các khu quy hoạch. Nên điều tra như thế nào? Ai là người điều tra? Vương Tử Quân hỏi đến nước này thì Triệu Hiểu Bạch hiểu rõ lãnh đạo đang khảo nghiệm mình. Hắn do dự giây lát, sau đó mới nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy tổ điều tra phải là liên hợp giữa văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng nhau xuống địa phương kiểm tra xử lý. Chúng ta cần xâm nhập đến tất cả thành phố trong tỉnh, chỉ cần mục tiêu rõ ràng và có biện pháp đắc lực thì nhất định sẽ có hiệu quả.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Triệu Hiểu Bạch, thế là hắn khẽ cười, thế nhưng cũng không có lời bình về câu nói của Triệu Hiểu Bạch là đúng hay sai. Triệu Hiểu Bạch đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy rất nghi vấn, đó là những lời vừa rồi của mình có làm cho Chủ tịch Vương thỏa mãn hay không? Khi Vương Tử Quân đang xem báo cáo từ các thành phố gửi lên cho tuyến tỉnh, lúc này Sầm Vật Cương cũng nhận được báo cáo này từ trong tay Phương Anh Hồ. Sau khi xem xong hai trang giấy thì hai hàng chân mày của Sầm Vật Cương không khỏi cau lại. Thư ký trưởng, bọn họ thật sự rất biết cách báo cáo. Sầm Vật Cương đặt tài liệu lên mặt bàn rồi lạnh giọng nói. Chương 1667, 2, tôi không ký điều ước bất đắc dĩ. Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng của bí thư Sầm thì cười cười nói, bí thư, ngài cần gì phải tức giận vì chuyện này. Khi Chủ tịch Vương chuẩn bị thúc đẩy chỉnh đốn các khu quy hoạch, không phải ngài đã biết sự kiện này không đơn giản sao? Lúc này phản ứng của các thành phố trong tỉnh phải nằm trong dự liệu của ngài mới đúng. Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ rồi nhìn không được phải cười một tiếng, anh Hồ nói đúng, phản ứng của bọn họ nằm trong dự liệu của tôi, nhưng bọn họ cũng quá lớn mật, đây không phải là làm cho người ta tức giận sao? Bí thư, ngài cũng không phải không hiểu tâm tư của người bên dưới, mặc dù có một vài khu quy hoạch không phát huy được tác dụng, thế nhưng ít nhất thì khắp nơi cũng có thái độ tốt. Nếu như chúng ta chặt đứt tay bọn họ sẽ không còn gì để trông cậy vào nữa. Phương Anh Hồ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Sầm Vật Cương rồi nói. Sầm Vật Cương là cán bộ từ cơ sở đi lên, lão căn bản hiểu rõ tâm tư của cán bộ địa phương, thế nên khẽ gật đầu xem như thừa nhận lời nói của Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ nói tiếp, bí thư, tôi cảm thấy chuyện này cứ để cho Ủy ban Nhân dân bên kia ra tay, dù sao thì người phụ trách công tác này vẫn là Chủ tịch Vương. Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi dùng ánh mắt đầy ý nghĩa nhìn Phương Anh Hồ, sau đó mới hỏi ngược lại, nếu như Chủ tịch Vương bên kia cho ra điều tra không phù hợp với toan tính của mọi người thì sao? Bí thư, công tác này là do Chủ tịch Vương thúc đẩy, thế nhưng đối với tỉnh Mật Đông là cực kỳ có lợi. Tôi cảm thấy đến lúc đó ngài nên ra mặt giải quyết tất cả thì hay nhất. Phương Anh Hồ bị ánh mắt của Sầm Vật Cương nhìn vào mà sinh ra cảm giác sợ hãi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nghĩ đến tính nết của Sầm Vật Cương, trong lòng không khỏi kinh hoàng, thế nên vội vàng chỉnh sửa lại lời nói của mình. Phương Anh Hồ nhìn nụ cười trên mặt Sầm Vật Cương mà không khỏi nở nụ cười. Nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ hôm nay mình thật sự hồ đồ. Sao lại quên đi tính cách của bí thư Sầm? Tuy bí thư Sầm là người rất cố chấp ở nhiều phương diện, thế nhưng thái độ lại luôn là nghiêm túc. Thư ký trưởng anh Hồ, anh cần chú ý nhiều đến hướng đi của Ủy ban Nhân dân bên kia. Sầm Vật Cương nói xong thì thay đổi chủ đề, gần đây bí thư thành phố Thanh Chuyên đã sắp đến tuổi về hưu, anh nên cùng trưởng phòng Thanh Minh phối hợp sắp xếp hướng đi của anh ấy. Đồng chí này tuy không cho ra cống hiến gì lớn cho thành phố Thanh Chuyên, thế nhưng không có công lao thì có khổ lao, không thể cho đồng chí của chúng ta có chút uất ức nào được. Bí thư ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cùng trưởng phòng Thanh Minh bàn bạc tốt chuyện này. Phương Anh Hồ chợt cảm thấy thoải mái, nói chuyện cũng ôn hòa dễ chịu hơn. Phương Anh Hồ rời khỏi phòng, Sầm Vật Cương lại cầm văn kiện lên xem. Lão nhìn những gì được các thành phố bên dưới ghi vào báo cáo, thế là khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy lão cảm thấy có không ít khu quy hoạch đang gây nguy hại, thế nhưng lão cũng thấy điều này căn bản không ảnh hưởng đến đại cục, đối với tỉnh Mật Đông thì quan trọng nhất chính là tiến thêm một bước đẩy mạnh phát triển kinh tế. Vương Tử Quân mặc dù có thủ đoạn ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng ở phương diện chiến lược phát triển rõ ràng là có ánh mắt thiển cận. Chẳng lẽ Vương Tử Quân không biết những hành vi như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến tính chủ động phát triển của các địa phương bên dưới sao? Từ trước Tết thì Sầm Vật Cương đã cho ra thái độ muốn kéo dài sự kiện này, nhưng Vương Tử Quân mượn chuyện của tỉnh hàng xóm để quyết định ra tay nhanh gọn, thế nhưng Sầm Vật Cương lại không cho là đúng. Nếu phái tổ điều tra xuống xem xét, như vậy sẽ khó nói được kết quả cuối cùng là gì. Hơn nữa tình huống của tổ điều tra cũng có sự khác biệt, biết đâu vì nguyên nhân tình cảm nhân tình mà có vài thành phố may mắn vượt qua kiểm tra. Như vậy còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu tranh cãi. Thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy sự kiện như vậy là không ra gì, Vương Tử Quân căn bản sẽ bị lún sâu trong vũng bùn. Người trẻ tuổi căn bản là làm việc luôn thiếu suy xét. Sầm Vật Cương lắc đầu, lão cần văn kiện lên xem.
Đây là thứ mà bí thư Đồ phấn đấu của thành phố Linh Long đưa đến, chủ yếu là liên quan đến phương án xây dựng viễn cổ thần thành và những luận chứng có liên quan của chuyên gia. Sầm Vật Cương căn bản có kỳ vọng khá lớn với hạng mục viễn cổ thần thành. Trước kia lời nói của lão căn bản là nhất ngôn cửu đỉnh ở Mật Đông, chỉ cần gật đầu thì tất cả sẽ được thông qua. Nhưng sau khi Vương Tử Quân tiến lên làm chủ tịch tỉnh Mật Đông, cục diện trước kia một đi không quay lại, điều này làm cho lão sinh ra cảm giác có vài phần ràng buộc. Sầm Vật Cương buông văn kiện xuống, hai mắt có chút lạnh lùng. Chủ tịch Cố, lúc này hầu như tất cả hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao đã hoàn công, bây giờ có thể quan tâm đến phương diện thi đấu được rồi. Miêu Dược Hổ đứng ở bên cạnh Cố Tắc Phiêm rồi dùng giọng tự đắc nói. Cố Tắc Phiêm tương đối thỏa mãn với những thành tích mà thành phố Linh Long có được khi xây dựng các hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao. Hắn gật đầu nói, Chủ tịch Dược Hổ làm việc thì lãnh đạo đều yên tâm, nếu không thì Bí thư Sầm cũng không sắp xếp anh ở nơi này. Ha ha ha, còn cần cảm tạ sự coi trọng của Bí thư Sầm và Chủ tịch Cố với tôi. Cố Tắc Phiêm nói vài lời làm cho Miêu Dược Hổ cảm thấy rất vui. Thế là mở miệng với gương mặt đầy hào quang. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, sau lưng hai người chính là nhân viên công tác đi cùng Cố Tắc Phiêm và của ban ngành thành phố Linh Long. Đám người kia đều chăm chú đi theo sau lưng hai vị lãnh đạo, giống như những ánh sao sáng quanh trăng. Chủ tịch Cố, bây giờ vẫn còn dư chút thời gian, hay là ngài đến viễn cổ thần thành nhìn qua một chút, cũng chỉ đạo một chút công tác của chúng tôi. Lần này Cố Tắc Phiêm đi kiểm tra công tác liên quan đến các hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao của các thành phố trong tỉnh, nhưng vì Miêu Dược Hổ có quan hệ khá tốt với Cố Tắc Phiêm, thế nên lúc này mở miệng cũng không có nhiều cố kỵ. Cố Tắc Phiêm cũng biết thành phố Linh Long đang chuẩn bị xây dựng hạng mục viễn cổ thần thành, hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói, hạng mục viễn cổ thần thành còn chưa được phê duyệt, các anh nên nắm chắc chừng mực trong sự kiện này. Điều này thì Chủ tịch Cố cứ yên tâm, tôi biết rồi. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì dùng giọng có chút tức giận nói, lúc này sản nghiệp bất động sản cực kỳ nóng, hơn nữa với vị trí địa lý và xu thế phát triển của thành phố Linh Long, sau này lực ảnh hưởng của Linh Long ở trong tỉnh sẽ là càng lúc càng lớn. Dưới tình huống này xây dựng thêm nhiều hạng mục một chút là chiều hướng phát triển tất yếu, thật sự cũng không biết lãnh đạo đang suy nghĩ điều gì, rõ ràng cho ra biện pháp hạn chế với các hạng mục của thành phố chúng tôi, đây không phải là buộc dây vào cổ chúng tôi sao? Chương 1668, anh đấu tranh anh dũng, tôi ở tại chỗ chờ lệnh. Cố Tắc Phiêm căn bản hiểu rõ luận điệu của Miêu Dược Hổ, người này không phải là hạng người kín miệng, lúc này mở miệng phàn nàn chính sách tàn bạo của Vương Tử Quân, căn bản là bụng dạ khó lường. Nếu như nói theo lời của Miêu Dược Hổ, căn bản sẽ đi vào trong mê hồn trận của người này. Cố Tắc Phiêm đến là muốn lợi dụng khả năng nhìn chung quanh nghe tám hướng của Miêu Dược Hổ để hiểu rõ động thái chân thật của cơ sở. Bây giờ xem ra Miêu Dược Hổ luôn làm cho hắn thất vọng. Người này căn bản không thể trông cậy vào được. Vì vậy Cố Tắc Phiêm trừng mắt ngăn cản lời nói của Miêu Dược Hổ, anh nên chấp hành các chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp, anh rõ ràng là không chịu chấp hành, còn cào nhau này nọ thì được cái gì? Miêu Dược Hổ mở đầu chuyện này nhìn qua có chút lỗ mãng thế nhưng thực tế có nhiều phương diện là thật lòng. Nếu như hắn không biết mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Cố Tắc Phiêm, sẽ không dám nói lung tung. Lúc này Miêu Dược Hổ nghe lời trách cứ của Cố Tắc Phiêm thì không những không sợ, ngược lại còn nói, Chủ tịch Cố, nếu ngài là chủ tịch tỉnh thì hay quá, nếu ngài là chủ tịch tỉnh thì thành phố Linh Long chúng tôi nào phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đúng rồi, những ngày trước tôi có ngồi cùng các vị lãnh đạo của thành phố Tử Quang, tôi còn nói đến chuyện này. Cố Tắc Phiêm trầm mặt không nói lời nào, chỉ tiến lên phía trước. Sau khi đi được một đoạn đường thì hắn mới nói, các anh cũng nên suy xét cho Chủ tịch Vương, anh ấy sở dĩ hạn chế hạng mục của Linh Long, cũng không phải là chĩa vào đại cục phát triển của Linh Long, chủ yếu là vì đại cục toàn tỉnh. Những ngày qua anh cũng không biết đấy thôi, tuyến tỉnh đang gấp rút phương án chỉnh đốn các khu quy hoạch. Hi hi, thành phố Linh Long chúng tôi hoan nghênh công tác chỉnh đốn các khu quy hoạch, thế nhưng các khu quy hoạch của thành phố chúng tôi đều vượt qua tiêu chuẩn. Lần này người khổ sở phải là những địa phương kinh tế không phát triển, có lẽ bọn họ căn bản không thể ngủ yên được. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì có chút dương dương tự đắc, những năm qua thành phố Linh Long phát triển từng ngày, vài khu quy hoạch căn bản có thứ tự khá cao trong tỉnh. Khu quy hoạch ở thành phố các anh không có vấn đề, chẳng lẽ khu quy hoạch dưới huyện lại không có vấn đề sao?
Cố Tắc Phiêm ngồi xuống ghế salon rồi dùng giọng nghiêm túc nói với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ thấy Cố Tắc Phiêm đen mặt thì cũng có vài phần kiêng kỵ. Trước khi hắn còn chưa biết rõ ý đồ của Cố Tắc Phiêm, hắn cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể ưỡn mặt nhìn Cố Tắc Phiêm, chờ đối phương biểu đạt tâm tư của mình ra. 2 phút sau Cố Tắc Phiêm mới nói, thành phố Linh Long các anh căn bản là đối tượng của tôi có cảm tình với tốc độ phát triển của Linh Long, tôi nói cho các anh biết, tôi không hy vọng Linh Long xảy ra vấn đề gì, thế nên mong anh chuyển ý kiến của tôi cho bí thư phấn đấu. Chủ tịch Cố, tôi và bí thư phấn đấu đều ghi nhớ trong lòng sự giúp đỡ của ngài với thành phố Linh Long. Không phải ngài nói tốt cho thành phố Linh Long chúng tôi trước mặt bí thư Sầm, căn bản thành phố Linh Long chúng tôi không có ngày phát triển như hôm nay. Miêu Dược Hổ nghe thấy giọng nói của Cố Tắc Phiêm đã ôn hòa hơn, thế là lá gan lại lớn hơn không ít. Chủ tịch Cố cứ yên tâm, khi tuyến tỉnh đến kiểm tra, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác nghênh đón. Miêu Dược Hổ cân nhắc giây lát rồi nói tiếp, 2 ngày trước chúng tôi đã đi đến Ủy ban Cải cách xem xét, có lẽ không có vấn đề gì. Cố Tắc Phiêm gật đầu cười cười, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Miêu Dược Hổ. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Miêu Dược Hổ, nghĩ đến 2 thành phố mà mình vừa đi qua, thế là cảm thấy rất sảng khoái. Cố Tắc Phiêm là cán bộ từ cơ sở đi lên, hắn căn bản hiểu rõ một chuyện, đó là dù bên trên có thiên la địa võng thế nào, vẫn còn có lỗ để chui qua. Dù sao thì chế độ chặt chẽ cũng phải có người thực hiện. Thành phố các nơi đều là chư hầu một phương. Bọn họ có mối liên hệ cực kỳ chặt với những người bên trên và bên dưới. Mặc dù tỉnh Mật Đông căn bản là không nhỏ trong mắt người ngoài, thế nhưng thực tế đối với nhiều người căn bản lại là không lớn. Nếu như phái tổ điều tra đến các tỉnh, như vậy kết quả sẽ làm cho người ta cực kỳ chờ mong. Cố Tắc Phiêm đã tính toán tốt nước cờ tiếp theo của Vương Tử Quân, thế nên không khỏi khẽ cười một tiếng. Tuy Vương Tử Quân làm chủ tịch tỉnh căn bản rất uy phong, thế nhưng một khi đến cơ sở thì có một số việc anh không thể thích làm gì thì làm. Đáng tiếc thật, cuối cùng bí thư Sầm sẽ phải đứng ra giải cứu đại cục, điều này căn bản là không quá tốt với Vương Tử Quân. Cố Tắc Phiêm nghĩ đến thái độ của Sầm Vật Cương ở sự kiện này mà có chút không thoải mái, nhưng hắn chỉ có thể ảnh hưởng một chút đến bí thư Sầm, căn bản không còn cách tác động nào khác. Khi Cố Tắc Phiêm đang trầm ngâm thì chợt nghe Miêu Dược Hổ cười nói, Chủ tịch Cố, công tác ngày hôm qua đã gần như hoàn thành, chúng ta đi sang một khu vực săn bắn, ngài có muốn kiểm tra khả năng của mình hay không, vừa vặn có thể thả lỏng một chút. Đi săn, 2 mắt Cố Tắc Phiêm chợt sáng lên, nhưng hắn lại khoát tay áo nói, thôi bỏ đi, chuyện này để sau hắn nói. Miêu Dược Hổ thấy không mời được Cố Tắc Phiêm thì có chút thất vọng, thế nhưng hắn vẫn không nản chí mà tiếp tục thuyết phục, Chủ tịch Cố, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Như vậy mới hợp cách. Được rồi, Dược Hổ cũng không nên cổ động tôi nữa. Thế này đi, chúng ta đi câu cá, đã vài ngày không câu cá, bây giờ đi một chút xem như nghỉ ngơi. Cố Tắc Phiêm căn bản không có cách nào khá ứng phó với Miêu Dược Hổ, thế nên chỉ có thể gật đầu nói. Dù là đi săn hay câu cá, đối với Miêu Dược Hổ thì chỉ cần Cố Tắc Phiêm có tham gia là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhanh chóng phân phó thư ký trưởng bên cạnh thông báo cho phía hồ cá chuẩn bị sẵn sàng, sau đó cùng Cố Tắc Phiêm đi ra bên ngoài. Bí thư Cố, thời tiết này câu cá rất tốt, không bằng chúng ta so tài một chút, xem ai câu được nhiều cá hơn. Cố Tắc Phiêm khoát tay áo nói, được rồi, anh thành thật câu cá đi. Đoàn xe được xe cảnh sát mở đường chạy về phía trước, đến một ngã tư đường thì rẽ vào, sau đó dừng lại một bãi đất trống. Miêu Dược Hổ đang nói đùa vài câu với Miêu Dược Hổ, đột nhiên lái xe dừng lại. Cố Tắc Phiêm đã từng đi đến địa điểm câu cá, biết rõ còn chưa đi đến nơi, lúc này xe chợt dừng lại thì không khỏi đưa mắt nhìn Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ xuống xe xem xét rồi đi lên nói, Chủ tịch Cố, bí thư Đồ vừa mới chạy đến, đang ở bên ngoài nghênh đón ngài. Cố Tắc Phiêm nhìn nụ cười của Miêu Dược Hổ, hắn biết rõ tuyệt đối không trùng hợp như vậy. Hắn đi xuống xe, thấy Đồ Phấn Đấu đang cung kính đứng nơi đó, khi thấy mình thì đối phương nhanh chóng tiến lên nghênh đón, Chủ tịch Cố, buổi sáng tôi có chút chuyện, bây giờ vừa mới xử lý xong. Sự việc bây giờ là khá nhiều, kính mong Chủ tịch Cố lượng thứ cho. Cũng là vì công tác mà thôi, có gì mà tha thứ hay không? Nếu anh vứt bỏ công tác thì tôi mới phải phê bình. Cố Tắc Phiêm dừng lại bắt tay Đồ Phấn Đấu rồi cười ha hả nói.
Hai người trò chuyện với nhau, Đồ Phấn Đấu chợt cười nói, Chủ tịch Cố, khu vực này chính là nơi thành phố Linh Long chúng tôi định xây dựng viễn cổ thần thành. Theo các chuyên gia khảo cổ thì khu vực này vài ngàn năm trước chính là đô thành cũ của nước Diệp Thiềm, vì có nhiều lần xuất hiện và biến mất nên được gọi là viễn cổ thần thành. Thành phố chúng tôi vì chấp hành chỉ thị tìm đường mới để phát triển kinh tế, thế nên quyết định đầu tư trùng kiến tòa thành này. Tôi tin tưởng sau khi tòa thành này được xây dựng xong, nhất định sẽ mang đến cho thành phố Linh Long nhiều lợi ích xã hội và hiệu quả lớn. Cố Tắc Phiêm nhìn tiếng máy móc vang lên ầm ầm trong khu đất trống, hắn không khỏi thầm nghĩ dã tâm của thành phố Linh Long là quá lớn. Thành phố Linh Long của bọn họ đã có quá nhiều hạng mục, nếu như bây giờ tiếp tục xây dựng viễn cổ thần thành, như vậy sẽ tuyệt đối là một món quà lớn. Cố Tắc Phiêm cũng không muốn đến xem hạng mục còn chưa được phê duyệt, thế nhưng bây giờ căn bản không thể không xem qua một chút. Sau khi đi một vòng quanh khu vực chuẩn bị xây dựng viễn cổ thần thành thì Cố Tắc Phiêm trầm giọng nói, phương án của hai người các anh là rất tốt, nhưng sự việc gì cũng phải cần tuyến trên có lời phúc đáp, sau đó mới nên tiếp tục hành động. Đồ Phấn Đấu đưa mắt nhìn Miêu Dược Hổ, sau đó hai người đều cười nói, mong Chủ tịch Cố cứ yên tâm, nếu chúng ta không làm tốt giai đoạn phê duyệt, sẽ không khởi công ngay. Cố Tắc Phiêm rời khỏi viễn cổ thần thành mà không khỏi sinh ra vài ý nghĩ, thế nhưng ý nghĩ này chợt bình tĩnh lại sau khi Đồ Phấn Đấu nói đến chuyện sáp nhập khu quy hoạch. Chỉnh đốn khu quy hoạch căn bản không phải dễ dàng, nếu không có sự phối hợp của bên dưới, rất có thể sẽ hình thành một vũng bùn. Vương Tử Quân nếu đi xuống cảm thấy không dễ dàng, biết đâu khi đi lên sẽ cảm thấy chung quanh rối như tơ nhện. Cố Tắc Phiêm nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân cảm thấy sự việc nghiêm trọng nhưng phải báo cáo cực kỳ tốt đẹp trong hội nghị thường ủy, thế là khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 1669, một kiểm tra truy cứu lẫn nhau. Hà Kiến Trương đi ra khỏi phòng làm việc của mình, hắn đang suy xét về những tài liệu vừa rồi. Những tài liệu kia căn bản đều khua môi múa mép nói rõ ràng những biện pháp giải quyết, thế nhưng trên thực tế căn bản luôn tỏ ra đau khổ và đạo mạo. Trong suy nghĩ của hắn thì Vương Tử Quân căn bản là một người cơ trí, chẳng lẽ không nhìn thấy những thứ kia căn bản là giả dối. Căn bản là che giấu không cho người ta nhìn rõ cục diện bên trong. Vì sao Chủ tịch Vương đến bây giờ vẫn bình chân như vậy? Thậm chí còn chuẩn bị tiến hành phương án thứ hai. Hà Kiến Trương là người công tác lâu năm ở Mật Đông, biết rõ những tệ đoan tồn tại trong tỉnh. Ví dụ như việc giám sát toàn cục, cuối cùng kết quả chỉ là cực kỳ tốt đẹp mà thôi. Dù sao thì con người không phải sống một mình trên không trung, đám quan viên có hàng ngàn vạn mối liên hệ với nhau, số người chấp pháp bất vị thân căn bản là không có nhiều. Lần này Hà Kiến Trương đi gặp mặt Vương Tử Quân, chỉ là muốn nói về chuyện điều tra. Hắn muốn khuyên Chủ tịch Vương một chút, để cho Chủ tịch Vương thận trọng xử lý, dù sao thì bứt dây động rừng cắt xương nối gân cũng không phải chuyện tốt. Hắn là Phó Chủ tịch Thường vụ được Vương Tử Quân đề cử tiến lên, hắn cũng không hy vọng Vương Tử Quân té ngã trong sự kiện này. Chủ tịch, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Sau khi được Vương Tử Quân khách khí mời ngồi xuống ghế salon, Hà Kiến Trương không khỏi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ cười với Hà Kiến Trương rồi mới nói, Chủ tịch Hà, anh đến vừa đúng lúc, tôi có một số chuyện cần thương lượng với anh. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng rót trà cho Hà Kiến Trương, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đóng cửa lại thì Hà Kiến Trương khẽ nói, Chủ tịch ngài có chuyện gì sao? Mặc dù lớn tuổi nhưng Hà Kiến Trương đối mặt với Vương Tử Quân vẫn phải bảo trì thái độ cực kỳ cẩn thận và khiêm tốn. Căn bản không dám vì mình lớn tuổi hơn mà cậy già lên mặt. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ tán thưởng thái độ này của Hà Kiến Trương, điều này nói rõ Hà Kiến Trương cực kỳ biết làm người. Lúc này hắn mới cười nói Chủ tịch Hà, anh nói trước thì hay hơn. Hà Kiến Trương thấy Vương Tử Quân mở miệng quyết định thì trầm giọng nói, Chủ tịch, tôi tin ngài đã xem qua báo cáo của các thành phố trong tỉnh. Tuy những tài liệu báo cáo kia căn bản không có chút cầu thị, thế nhưng phương hướng của bọn họ cũng không sai, chúng ta nên đốc thúc chỉnh đốn và cải cách những vấn đề bọn họ đưa ra là được. Vương Tử Quân cầm lấy gói thuốc, định rút ra một điếu, thế nhưng lại đặt gói thuốc lên bàn rồi nói, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, tôi cũng nên giảm bớt là vừa. Bây giờ đang có đề xướng văn phòng không khói thuốc, chúng ta nên làm gương tốt thì hơn. Chủ tịch Vương nói rất đúng, thế nhưng đối với một kẻ nghiện thuốc, muốn giảm bớt đi cũng cực kỳ khó khăn. Hà Kiến Trương nở nụ cười tự giễu nói,
vợ tôi cũng đã phê bình nhiều lần, thế nhưng tính tự chủ của tôi lại quá kém. Hai người nói giỡn vài câu, Vương Tử Quân nhanh chóng đi vào vấn đề chính, Chủ tịch Hà, tôi chuẩn bị tìm anh để nói chuyện này. Lúc này sắp đến thời điểm khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao, mặc dù lúc này đa số các hạng mục nhà thi đấu đã được hoàn công, thế nhưng vẫn có không ít công tác cần chúng ta quan tâm. Nếu như lúc nào giao công tác này cho anh, căn bản là quá bận rộn. Hà Kiến Trương có chút sững sốt, hắn không hiểu Vương Tử Quân suy xét từ phương diện gì mà lại chuyển công tác trên vai mình ra. Đối với Hà Kiến Trương thì bỏ qua công tác này rất thoải mái, nhưng nhìn từ góc độ khác thì rõ ràng mất đi sự tín nhiệm của Chủ tịch Vương. Hà Kiến Trương cảm thấy công tác giống như một trung tâm giải trí, nếu như mình làm cả ngày không có động tĩnh gì, người ta nhận lấy lại giống như cá gặp nước, phát triển sinh động và đẹp đẽ, như vậy chẳng khác nào lãnh đạo bôi thuốc vào mắt mình, chính mình là phế vật. Trong đầu Hà Kiến Trương lóe lên vài ý nghĩ, hắn định giải thích cho mình vài câu, nhưng còn chưa mở miệng thì Vương Tử Quân đã nói, Chủ tịch Hà, tôi không phải không tin vào năng lực của anh, đây không phải là đang làm anh thêm phiền sao. Vương Tử Quân nói rồi đưa một phần văn kiện viết tay cho Hà Kiến Trương, anh xem phương án tôi chuẩn bị sử dụng, sau đó cho ra ý kiến. Hà Kiến Trương nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì tâm tư yên ổn hơn một chút, hắn tiếp nhận văn kiện trong tay Vương Tử Quân, sau khi đưa mắt nhìn qua thì vẻ mặt nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Phương án của Vương Tử Quân không phải phức tạp, Hà Kiến Trương xem qua vài trang thì hiểu ngay Chủ tịch Vương chuẩn bị làm như thế nào. Sau khi xem xong phương án thì Hà Kiến Trương chuyển ánh mắt lên người Vương Tử Quân, lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là thủ đoạn hiện tại của Vương Tử Quân quá độc ác. Căn bản không phải chỉ là hung ác mà thôi. Dựa theo phương án của Vương Tử Quân thì tất cả các huyện thị căn bản có tồn tại nhiều khu quy hoạch, hai thành phố ở bên cạnh nhau căn bản biết rõ cấp thành phố có bao nhiêu khu quy hoạch, cấp huyện có bao nhiêu khu quy hoạch. Yêu cầu các thành phố và quận huyện cho ra con số khu quy hoạch của mình. Sau khi xác định rõ con số, sẽ cho hai thành phố điều tra kiểm tra lẫn nhau, sau khi xác định tiêu chuẩn thì tiến hành sắp xếp theo khảo sát. Nếu anh có vị trí cao, căn bản không có vấn đề, nếu anh có vị trí thấp, như vậy thì xin lỗi anh không cần phải lãng phí sức lực nhiều làm gì. Tuyến dưới tất nhiên có thể liên hợp cùng nhau phản ứng với kiểm tra của tuyến tỉnh, thế nhưng nếu hai thành phố cạnh nhau mà kiểm tra lẫn nhau, vì nó có liên quan đến tương lai của mình. Thế nên hai bên có ai không đỏ mắt. Đừng nói là có thủ đoạn gì tốt, cho dù anh muốn lừa gạt cũng không dễ dàng gì. Hà Kiến Trương hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói, Chủ tịch, như vậy sẽ có chút không công bằng với các thành phố phát triển kém. Hơn nữa nếu chấp hành theo phương án này, chỉ sợ sẽ có nhiều thành phố gặp phải vấn đề. Vương Tử Quân cười cười rồi mới nói, nhiều thì nhiều, chúng ta cần phải nắm giữ chặt tình huống, mặt khác anh cứ yên tâm. Chưa đến giai đoạn cuối cùng, phương diện phối hợp chủ tính thế nào không phải là tuyến tỉnh quyết định sao? Hà Kiến Trương nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân thì mới thở dài một hơi, thầm nghĩ ngài thật sự là quá mạnh tay rồi. Đồng thời hắn lại sinh ra cảm giác chính mình đang vui buồn vô cớ, Chủ tịch Vương là một vị cán bộ lãnh đạo đi từ cơ sở lên trên, căn bản nắm giữ rất nhiều tình huống và kinh nghiệm, căn bản sẽ suy nghĩ thật kỹ khi cho ra phương án kiểm tra. Tất nhiên chủ trì công tác này căn bản là làm việc đắc tội với người, Chủ tịch Vương căn bản đưa mình ra khỏi công tác này, cũng là bảo vệ chính mình. Lúc này công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao càng thêm khẩn trương, lý do này rất đúng lúc, khi thời gian trôi qua thì Đại hội Thể dục Thể thao ngày càng đến gần. Chủ tịch ngài chuẩn bị cho ai chủ trì hạng mục công tác này? Hà Kiến Trương tuy cảm thấy mình không cần phải hỏi, thế nhưng cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi cười nói, Chủ tịch Cố những ngày qua không quá bận rộn, lại là thường ủy tỉnh ủy, để anh ấy ra mặt mới chân áp được thế cục. Anh yên tâm, công tác này tôi làm tổ trưởng, Chủ tịch chỉ là phó tổ trưởng mà thôi. Chương 1669, hai kiểm tra truy cứu lẫn nhau. Sắp xếp công tác này cho Cố Tắc Phiêm căn bản là nằm trong suy đoán của Hà Kiến Trương. Cố Tắc Phiêm là người bằng mặt không bằng lòng với Vương Tử Quân. Rất nhiều chuyện căn bản là có ý nghĩ trái ngược và liên hệ khắp nơi. Lúc này Vương Tử Quân nghĩ đến Cố Tắc Phiêm, xem ra khi mà Chủ tịch Vương cần ra tay thì căn bản không nương tay với bất kỳ kẻ nào. Sau khi bàn thêm vài hạng mục công tác với Vương Tử Quân, Hà Kiến Trương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi tiến chân Hà Kiến Trương,
Vương Tử Quân khẽ thở ra một hơi, hắn sở dĩ dùng biện pháp này vì căn bản không còn lựa chọn nào khác. Vương Tử Quân cảm thấy sau khi mình đi vào mật đông thì có thể chia ra làm ba giai đoạn, thứ nhất là nhìn. Trước đó hắn đơn thương độc mã đến mật đông, không có lấy một người để tín nhiệm, lại càng không nói đến quyền lực và lực khống chế, vì vậy hắn quyết tâm quan sát tình thế, giai đoạn thứ hai chính là phá. Trước khi nhận chức chủ tịch tỉnh, hắn cần phải bỏ công sức để phá vỡ thế cục hiện tại ở mật đông, thành lập cục diện quyền lực cân đối, để tạo điều kiện thuận lợi cho mình thành công trong tuyển cử tiến lên làm chủ tịch tỉnh trong hội nghị của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bây giờ tất cả đã bình ổn, Vương Tử Quân cần áp dụng giai đoạn thứ ba, trình là làm. Hắn muốn kéo tất cả mọi người ở bên mình vào trong hành động, cố gắng tạo nên xu hướng phát triển mới của mật đông. Mặc dù lúc này Vương Tử Quân đã vững vàng trên vị trí chủ tịch tỉnh, thế nhưng dù thế nào thì vẫn là một người mới. Hắn căn bản còn chưa hình thành nên cơ sở thâm hậu của mình ở mật đông. Ví dụ như cấp bậc thành phố bên dưới, số người mà Vương Tử Quân có thể sử dụng được là không quá nhiều, hữu dụng nhất bây giờ chỉ có thể là bí thư Lôi Hợp Tuấn của thành phố Rồng Lục, còn có một Phùng Vũ Trách đang tích cực dựa vào mình. Hai người kia tuy là chư hầu thống lĩnh một phương, thế nhưng vẫn chỉ là muối bỏ biển ở mật đông, căn bản quá yếu đuối. Nếu như là Sầm Vật Cương thúc đẩy chuyện này, chỉ sợ không cần dùng thủ đoạn như của mình. Vấn đề là Sầm Vật Cương không làm, thế nên tạo điều kiện cho Vương Tử Quân hắn ra tay. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn khẽ hít vào một hơi. Nếu như hắn muốn tăng lực ảnh hưởng của mình ở mật đông, căn bản vẫn là gánh nặng đường xa. Vương Tử Quân đi vào trong phòng và cũng không lập tức ngồi lên ghế làm việc của mình, hắn chỉ khẽ đi lại hoạt động gân cốt. Tuy bây giờ tinh lực của hắn đã đứng đầu trong số nhóm bạn cùng độ tuổi, thế nhưng khi năm tháng trôi qua thì cảm giác mỏi mệt cũng xuất hiện. Sầm Vật Cương lớn tuổi như vậy mà mỗi ngày đều rất phấn chấn tinh thần, cũng không biết người này làm sao được như vậy. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như thế, hắn nghĩ đến bộ dạng mỗi ngày đi làm đều cực kỳ phấn chấn của Sầm Vật Cương. Thế là không khỏi có vài phần bội phục. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Triệu Hiểu Bạch đi vào, Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hăng hái của Triệu Hiểu Bạch thì cười nói, có chuyện gì vậy? Chủ tịch Vương, vừa rồi có một vị cán bộ tên là Trần Chính Mai của thành phố Đồng Lục gọi điện thoại đến nói là có chuyện muốn báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch nói xong thì giống như sợ Vương Tử Quân còn không hiểu, hắn nhanh chóng giải thích, chị ấy nói mình là cán bộ từ Nam Giang đến Mật Đông tạm giữ chức. Cán bộ tạm giữ chức đến từ Nam Giang, tâm tư của Vương Tử Quân khẽ chuyển động, năm ngoái tỉnh Nam Giang và Mật Đông chú trọng liên kết và kết nghĩa cùng phát triển kinh tế giữa các thành phố, có một nhóm cán bộ được đưa từ Nam Giang đến Mật Đông tạm giữ chức. Tình huống rèn luyện thế này căn bản là tiện nghi lớn nhất thuộc về Mật Đông, dù sao thì nhìn vào phương diện phát triển kinh tế hay bất kỳ thứ gì khác, Mật Đông căn bản khó thể so sánh với Nam Giang. Nhưng khi đó vì có sự hạn chế về cấp bậc nên chỉ có vài chục cán bộ từ Nam Giang đến Mật Đông, tối đa cũng chỉ là cán bộ cấp chính cục mà thôi. Khi các cán bộ từ Nam Giang đến Mật Đông nhận công tác thì Vương Tử Quân có tham gia hội nghị tiếp đãi, hắn nhớ rõ trong số đó có một người là nữ đồng chí. Nhưng Vương Tử Quân thật sự không thể nhớ rõ tên của các vị đồng chí kia, chẳng qua lại có chút ấn tượng với những đồng chí có khả năng công tác tốt. Nhưng trong số những người có năng lực mạnh mẽ đó cũng không có mặt Trần Chính Mai. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn chợt nói với Triệu Hiểu Bạch, cậu lấy điện thoại ra đây. Dù thế nào thì Trần Chính Mai cũng là cán bộ mà Vương Tử Quân tiến cử từ Nam Giang vào Mật Đông công tác, nhân tình này hắn căn bản vẫn ghi trong lòng. Sau khi nhận điện thoại thì Vương Tử Quân chợt nghe bên kia vang lên một giọng nói rất rõ ràng, xin hỏi có phải là Chủ tịch Vương không? Chào đồng chí Chính Mai, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa chào hỏi vừa nói, đồng chí Chính Mai, chị chuyển công tác từ Nam Giang đến Mật Đông có cảm thấy thích ứng không? Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Vương, sau khi tôi đến Mật Đông thì luôn chấp hành các yêu cầu của ngài với cán bộ, luôn hòa mình với các đồng chí tỉnh Mật Đông. Lúc này đã căn bản thích ứng với tình hình Mật Đông. Các đồng chí trong đơn vị đối đãi với tôi rất tốt, lãnh đạo cũng cực kỳ giúp đỡ. Bây giờ tôi đang là Cục trưởng Cục Công Thương thành phố Đồng Lục. Tuy giọng nói của Trần Chính Mai đã bình tĩnh trở lại thế nhưng vẫn còn vài phần kích động. Vương Tử Quân nghe lời nói của Trần Chính Mai thì khẽ cười, có thể làm cho một vị cán bộ đến từ bên ngoài như Trần Chính Mai làm Cục trưởng Cục Công Thương,
điều này nói rõ thành phố Đồng Lục căn bản tương đối coi trọng công tác của nàng. Sau khi Vương Tử Quân nói vài câu khuyến khích thì chợt nghe Trần Chính Mai khẽ nói, Chủ tịch Vương, tôi gọi điện thoại cho ngài là có việc cần báo cáo. Chị cứ nói đi, Vương Tử Quân chợt không hiểu rõ vì sao Trần Chính Mai lại gọi điện thoại cho mình, thế nên sảng khoái nói. Chủ tịch Vương, các đồng chí đến Mật Đông tạm giữ chức muốn thừa dịp cuối tuần này tụ họp ở thành phố rừng mật, mọi người rất kính ngưỡng ngài, ngài là lãnh đạo tỉnh Nam Giang, chúng tôi muốn mời ngài tham gia được không? Trần Chính Mai tuy cố gắng lấy dũng khí nhưng giọng điệu vẫn không khỏi có chút run rẩy. Trần Chính Mai là một người phụ nữ có bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn quyến rũ, thế nhưng nàng làm việc rất lớn gan mạnh mẽ, khôn khéo giỏi giang. Đám cán bộ Nam Giang sau khi đến Mật Đông nhận công tác thì đã tụ họp vài lần ở rừng mật, lần tụ hội trước đó có người đề nghị mời Chủ tịch Vương tham gia, đề nghị này được mọi người ủng hộ tán thành. Nhưng nói thì dễ dàng mà làm lại khó, vấn đề trước mắt chính là ai sẽ lên tiếng mời Chủ tịch Vương. Dù sao trước kia Chủ tịch Vương là trưởng phòng tổ chức Nam Giang, bây giờ là Chủ tịch tỉnh Mật Đông, uy nghiêm càng thêm nặng nề. Sau khi mọi người cùng nhau thảo luận thì căn bản nhất trí ý kiến cho một nữ đồng chí ra mặt. Dù sao thì nữ đồng chí nói chuyện cũng dễ dàng hơn nam, hơn nữa dù lãnh đạo có ý nghĩ khác cũng khó lòng từ chối. Khi nhận được nhiệm vụ này thì Trần Chính Mai còn cảm thấy cực kỳ hào khí, cảm thấy không có gì khó giải quyết, đơn giản là mời Chủ tịch Vương tham gia mà thôi, cũng không phải chạy xuống tiếp kiến Diêm Vương. Nhưng ngày họp mặt càng đến gần thì Trần Chính Mai càng thêm căng thẳng. Đến nỗi gọi một cuộc điện thoại mà bàn tay vã đầy mồ hôi. Khi nào thế, giọng nói của Vương Tử Quân làm cho Trần Chính Mai cảm thấy rất hy vọng, nàng lên tiếng, Chủ tịch Vương, là tối thứ bảy. Tôi xem tình hình thế nào đã, nhưng trước khi họp mặt thì chỉ nên gọi điện thoại cho Hiểu Bạch, để cậu ấy nhắc nhở tôi. Giọng nói ôn hòa trầm ấm của Vương Tử Quân vang lên bên tai Trần Chính Mai. Trần Chính Mai đặt điện thoại xuống mà thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Lúc này nàng cực kỳ hưng phấn. Chương 1670, 14 thông 8 đạt. Cố Tắc Phiêm đi ra khỏi phòng mà cảm thấy phẫn nộ, hắn tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại ném chuyện khó giải quyết này cho mình. Còn Hà Kiến Trương kia sao lại cứ đẩy sang cho mình. Nhưng hắn không thể nào mở miệng phản bác, vì sắp tới sẽ tiến hành Đại hội Thể dục Thể thao, Hà Kiến Trương căn bản là cực kỳ bận rộn, thật sự là không thể kiêm nhiệm được công tác này. Dù nhìn từ bất kỳ phương diện nào cũng cực kỳ quang minh chính đại. Hơn nữa Vương Tử Quân còn là một người làm tổ trưởng, căn bản càng chặn xít sao con đường lui của Cố Tắc Phiêm. Điều này căn bản còn chưa là thứ làm cho Cố Tắc Phiêm phẫn nộ nhất, hắn cực kỳ phẫn nộ với phương án mà Vương Tử Quân chuẩn bị áp dụng. Một khi chấp hành phương án này thì các thành phố bên dưới sẽ bị ép vào lửa nóng, nếu không cho ra những món hoa quả khô thì không được. Cố Tắc Phiêm là phó tổ trưởng chủ đạo công tác lần này, hắn căn bản là người trực tiếp phải nghe những lời oán hận của tuyến địa phương bên dưới. Cố Tắc Phiêm thật sự cảm thấy bốc hỏa, hắn trầm ngâm giây lát rồi đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Chuyện này có liên quan trọng đại, hắn cần phải báo cáo với Bí thư Sầm, không thể để cho Vương Tử Quân thích làm gì thì làm. Sau khi mở cửa phòng làm việc của Sầm Vật Hương, Cố Tắc Phiêm chợt cảm thấy mình có chút quá mức xúc động. Hơn nữa cũng không nên đi vào trong phòng làm việc của Bí thư Sầm vào lúc này. Dù sao thì hắn cũng không quá che giấu biểu hiện của mình, thế nhưng bất đắc dĩ đã mở cửa, hắn cũng không còn đường lui. Bí thư Sầm, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Sau khi ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương thì Cố Tắc Phiêm trầm giọng báo cáo. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt của Cố Tắc Phiêm rồi cười cười nói, Tắc Phiêm, trước tiên uống ngụm trà cái đã, có gì từ từ nói. Cố Tắc Phiêm nhận trà từ tay thư ký của Sầm Vật Cương, sau khi uống một ngụm thì mới trầm giọng nói, Bí thư Sầm, tôi vừa tham gia hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, đây là phương án hành động của Chủ tịch Vương truyền đạt trong hội nghị, mong ngài xem qua. Sầm Vật Cương tiếp nhận xem xét, hai mắt nhanh chóng ngưng trọng. Tuy bên trong không ghi chép quá nhiều, thế nhưng nội dung của nó lại làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy lạnh cả người. Phương án này của Vương Tử Quân căn bản vượt ra khỏi sự dự đoán của lão. Sầm Vật Cương cảm thấy bất ngờ và cũng cực kỳ cảm xúc, nếu như hành động dựa theo lời của Vương Tử Quân, như vậy tất cả các tình huống của các thành phố trong tỉnh sẽ rõ ràng. Các nơi vì bảo vệ khu quy hoạch của mình nên sẽ không khách khí với khu quy hoạch của người khác. Dù sao thì tai vạ cũng phải kéo đến,
Điều này dù là ai cũng khó tránh được, khi đối mặt với người láng giềng bên cạnh thì đừng mong có người nào nói lời đạo nghĩa. Phương án này rất tốt, tôi cảm thấy nó có thể chấp hành. Sầm Vật Cương đặt văn kiện xuống rồi khẽ ho khan một tiếng, sau đó mới thản nhiên nói. Cố Tắc Phiêm nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương mà không khỏi cảm thấy rét run, hắn chợt cảm thấy hôm nay mình giống như đến nhầm phòng. Dù sao thì chuyện này Vương Tử Quân cũng làm cực kỳ quang minh chính đại, Chủ tịch Vương đã chủ đạo chuyện này, Sầm Vật Cương căn bản còn nói gì được nữa. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy nếu theo phương án như vậy thì rất có thể làm cho tuyến dưới cực kỳ phức tạp. Cố Tắc Phiêm đã đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương thì chỉ có thể kiên trì nói như vậy mà thôi. Phải vậy không? Sầm Vật Cương nhìn Cố Tắc Phiêm rồi thản nhiên nói. Cố Tắc Phiêm biết rõ bây giờ không nên nói thêm điều gì, chỉ có thể nói hai câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Cố Tắc Phiêm đi ra khỏi khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy thì điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó có chút do dự, cuối cùng mới nghe máy, Chủ tịch Dược Hổ, có chuyện gì sao? Chủ tịch Cố, tôi có nghe qua về phương án, thành phố chúng tôi cùng thành phố rừng mật kiểm tra lẫn nhau sao? Giọng nói của Miêu Dược Hổ có vài phần tức giận. À, thật sự là như vậy. Cố Tắc Phiêm hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Miêu Dược Hổ bên kia trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng nói, Chủ tịch Cố, ngài cũng không phải không biết mối quan hệ giữa thành phố chúng tôi và rừng mật, nếu để cho bọn họ đến kiểm tra chúng tôi, như vậy sao chúng tôi có thể tốt được? Cố Tắc Phiêm vừa rồi ăn quả đắng trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, căn bản có chút tức giận, lúc này nghe thấy Miêu Dược Hổ chất vấn mình, thế là hắn trầm giọng nói, Chủ tịch Dược Hổ, đây là quyết nghị của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, các anh chỉ cần chấp hành là được. Cố Tắc Phiêm nói xong thì cũng không thèm quan tâm Miêu Dược Hổ có nói gì khác, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn vừa đi về khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa thầm nghĩ đến những lời phản ánh của Miêu Dược Hổ, sau đó lại càng cảm thấy không yên. Thành phố Linh Long chính là vị trí số một trong phương diện phát triển kinh tế tỉnh Mật Đông, tình hình của thành phố Linh Long là như vậy, các thành phố khác trong tỉnh lại càng quá rõ ràng. Thủ đoạn của Vương Tử Quân căn bản là quá cao. Thế nhưng cao tay nhất là đẩy mình ra sân khấu. Khi Cố Tắc Phiêm đang suy nghĩ lung tung thì có người chào hỏi, chào Chủ tịch Cố. Khi Cố Tắc Phiêm có chút sững sốt, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đây chính là Chủ tịch Phùng Vũ Trách của thành phố Thanh Chuyên, đối phương đang cười ha hả nhìn mình. Cố Tắc Phiêm trước kia không coi trọng Phùng Vũ Trách, nhưng bây giờ nghe nói người này đi rất gần với Vương Tử Quân, thế nên trong đầu lóe lên vài ý nghĩ. Hắn cười ha hả nói với Phùng Vũ Trách, chào Chủ tịch Phùng, gần đây anh bận rộn gì vậy? Phùng Vũ Trách nở nụ cười sáng lạn, hắn vừa mời thuốc Cố Tắc Phiêm vừa cười nói, Chủ tịch Cố, ngài cũng không phải không biết tình huống của thành phố chúng tôi luôn đội sổ ở trong tỉnh, thế nên ai cũng không ngóc đầu lên được. À, bây giờ chúng tôi đang bận rộn xây dựng đường cao tốc. Phùng Vũ Trách kể khổ rồi cười nói, Chủ tịch Cố. Nếu có thời gian thì mời ngài đến thành phố Thanh Chuyên chỉ đạo công tác. Nếu như là trước kia thì Cố Tắc Phiêm có lẽ sẽ đồng ý không chút do dự, thế nhưng bây giờ Phùng Vũ Trách đi khá gần với Vương Tử Quân, hắn không còn tùy ý như xưa. Hắn cười cười rồi nói, tôi biết rồi, sau này có thời gian sẽ đến thành phố Thanh Chuyên một chuyến. Khi hai người chuẩn bị tách ra thì Cố Tắc Phiêm chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn kéo Phùng Vũ Trách rồi nói, Chủ tịch Phùng. Bí thư của thành phố các anh đã đến tuổi về hưu, anh nên chuẩn bị sẵn sàng, tôi thấy anh rất phù hợp. Chương 1670-24 thông tám đạt. Cố Tắc Phiêm nói xong những lời này cũng không chờ nghe phản ánh của Phùng Vũ Trách, hắn khẽ rời đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có vài phần không thoải mái vì hành vi vừa rồi của mình. Mình dù thế nào cũng mạnh hơn Phùng Vũ Trách rất nhiều lại nói ra những lời không có phẩm chất như vậy. Không phải là vì bực bội vì bị Vương Tử Quân áp chế những ngày qua sao? Khi Cố Tắc Phiêm suy nghĩ miên man thì Phùng Vũ Trách càng suy nghĩ rối loạn hơn. Có câu nói thế này, Chủ tịch không muốn làm bí thư thì không phải là Chủ tịch tốt. Tuy điều kiện của thành phố Thanh Chuyên là không tốt, thế nhưng cũng không thể ngăn cản tâm tư cầu tiến của Phùng Vũ Trách. Hắn căn bản đã có tâm tư từ lâu với vị trí bí thư thị ủy, bây giờ Cố Tắc Phiêm nói một câu như vậy càng làm lòng hắn chao đảo. Cố Tắc Phiêm là ai? Là thường ủy tỉnh ủy, có quan hệ không phải bình thường với bí thư Sầm. Người này nhìn chúng mình, thật sự làm cho chính mình sinh ra nhiều hương vị khác thường.
Nhưng Phùng Vũ Trách nghĩ đến chuyện mình sắp gặp mặt Vương Tử Quân, thế là cố gắng lắc đầu đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Chủ tịch Phùng đến đấy à, mời anh ngồi. Triệu Hiểu Bạch thấy Phùng Vũ Trách đi đến thì nhanh chóng đón chào. Sau sự kiện Phùng Vũ Trách thông qua Triệu Quân Huy mà kéo quan hệ với Vương Tử Quân, thái độ của Triệu Hiểu Bạch với Phùng Vũ Trách căn bản là nhiệt tình hơn khá nhiều. Phùng Vũ Trách là người thông minh, hắn biết rõ Triệu Hiểu Bạch bây giờ là người có địa vị ngày càng nặng bên cạnh Vương Tử Quân, thế nên trước nay đối với Triệu Hiểu Bạch đều rất khách khí. Sau khi mỉm cười bắt tay Triệu Hiểu Bạch thì hắn cười nói, Hiểu Bạch, giữa anh em chúng ta cũng không nên khách khí như vậy. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, khi có người thì gọi tôi là Chủ tịch Phùng, nhưng khi không có ai thì cứ gọi là anh Phùng, anh em chúng ta mà xưng hô chức vụ thì có vẻ xa lạ. Triệu Hiểu Bạch cười cười, cũng không nói theo lời của Phùng Vũ Trách. Hắn rót cho Phùng Vũ Trách một ly trà, sau đó mới nói, Bí thư Lôi đã báo cáo trong phòng làm việc của Chủ tịch Vương được nửa giờ, tôi thấy chỉ vài phút nữa là xong, anh Phùng chờ một chút. Trong tỉnh có nhiều chuyện. Chủ tịch Vương bây giờ khá bận rộn. Phùng Vũ Trách uống một hớp trà rồi nói tiếp, cậu Hiểu Bạch, tôi nghe nói lần này Chủ tịch Vương đang chuẩn bị cho các thành phố kiểm tra lẫn nhau để xác định số lượng và các vấn đề của khu quy hoạch sao. Vì đây không phải là bí mật gì nên Triệu Hiểu Bạch gật đầu nói, đã được thông qua ở hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, có lẽ ngày mai ngài sẽ có được văn kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Không giấu gì cậu. Thành phố Thanh Chuyên chúng tôi căn bản là có tình hình kém cỏi nhất tỉnh, nói đến phương diện kinh tế thì vì thành phố có giao thông không tiện lợi, thế nên cũng không ai tình nguyện đến đầu tư. Phùng Vũ Trách mở miệng tuy có mang theo hương vị kể khổ, thế nhưng đó lại là tình hình thực tế, điều này làm cho một người làm chủ tịch như hắn cảm thấy rất xấu hổ. Ví dụ như hôm nay Phùng Vũ Trách phải mất 5 giờ ngồi xe mới đến thành phố rừng mật, xuất phát lúc 10 giờ sáng mà 2 giờ chiều mới đến nơi. Phùng Vũ Trách kể khổ, Triệu Hiểu Bạch cũng không có biện pháp gì giải quyết, nhưng hắn khẽ mở miệng để lộ ra vài thông tin, anh không nên quá lo lắng, vài ngày nữa Chủ tịch Vương sẽ về thủ đô, anh ấy đã hẹn với ban ngành giao thông, định nói đến chuyện của các anh. Tin tức này rõ ràng giống như cho Phùng Vũ Trách một ly nước mát giữa lúc trời nóng. Hắn công tác ở thành phố Thanh Chuyên nhiều năm, căn bản có cảm tình với thành phố của mình, xây dựng đường cao tốc căn bản là chuyện lớn của thành phố Thanh Chuyên. Sau đó một người làm chủ tịch như hắn sẽ để lại tiếng thơm rất lớn. Nếu là thật thì thật sự quá tốt. Phùng Vũ Trách nói rồi xoa xoa hai bàn tay, cậu Hiểu Bạch, tối nay Chủ tịch Vương có bận gì không? Nếu không thì tôi sẽ mời Chủ tịch Vương đi nếm thử món đặc sản của thành phố Thanh Chuyên. Triệu Hiểu Bạch căn bản rất nghiêm túc với vấn đề này, tôi căn bản không nắm chính xác chuyện của chủ tịch, dù sao thì cũng không thể biết khi nào có tiếp đãi. Nhưng hôm nay anh vào báo cáo công tác với Chủ tịch Vương, anh cũng có thể nói với Chủ tịch vài câu. Khi hai người trò chuyện với nhau thì bên kia vang lên âm thanh mở cửa. Hiểu Bạch, Chủ tịch Vương nói cậu đi vào một chút. Lôi Hợp Tuấn đứng trước cửa phòng của Triệu Hiểu Bạch rồi lớn tiếng nói. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng chuẩn bị đi vào trong phòng của Vương Tử Quân. Lúc này Lôi Hợp Tuấn cũng thấy Phùng Vũ Trách đang chờ trong phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch. Hắn có chút sững sốt, sau đó tươi cười tiến lên nói, Chủ tịch Phùng, đã lâu không gặp anh đến báo cáo công tác với Chủ tịch Vương à. Phùng Vũ Trách cũng nhiệt tình bắt tay Lôi Hợp Tuấn rồi nói, chào Bí thư Lôi, hai người chúng ta cũng đã lâu không ngồi cùng một chỗ, tối nay anh có rảnh không? Tôi mời anh vài ly. Chủ tịch Phùng nên tha cho tôi đi, người nào không biết ngài uống rượu ngàn ly chưa say, tôi cũng không dám liều mạng với anh. Lôi Hợp Tuấn vừa cười ha hả vừa nói. Sau khi hàn huyên hai câu thì Lôi Hợp Tuấn lấy cớ bỏ đi. Phùng Vũ Trách nhìn hình bóng rời đi của Lôi Hợp Tuấn, hắn chợt cảm thấy nghi vấn. Hắn là một người giỏi nhìn mặt nói chuyện, vừa rồi nhìn vào vẻ mặt của Lôi Hợp Tuấn, hắn giống như cảm nhận được đối phương có tâm sự. Lôi Hợp Tuấn vừa ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Vương, không phải biểu hiện của người này có liên quan đến chỉ thị của Chủ tịch Vương đấy chứ. Trong đầu Phùng Vũ Trách lóe lên vài ý nghĩ, hắn chợt sinh ra cảm giác giống như hiểu Chủ tịch Vương tìm mình vì chuyện gì. Nếu NS Chủ tịch Vương thật sự sắp xếp như vậy với mình, chính mình nên làm hay không? Nếu như không có mối quan hệ với Triệu Quân Huy, Phùng Vũ Trách trước kia sẽ có khuynh hướng không làm. Nhưng bây giờ hắn thông qua Triệu Quân Huy và mang trên người thanh danh dòng chính của Vương Tử Quân, nếu như bỏ qua cơ hội này thì không biết đến khi nào mới có được.
Phùng Vũ Trạch cắn răng và trong lòng đã cho ra đáp án. Chủ tịch Phùng, Chủ tịch Vương mời anh vào. Triệu Hiểu Bạch khẽ đi đến bên cạnh Phùng Vũ Trạch rồi lớn tiếng nói. Phùng Vũ Trạch đi theo Triệu Hiểu Bạch vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang đọc sách, khi thấy Phùng Vũ Trạch đi vào thì khoát tay nói, mời Chủ tịch Vũ Trạch ngồi. Chủ tịch, hai ngày trước tôi có mời anh Triệu đến thành phố chúng tôi xem xét, anh Triệu là người có kinh nghiệm công tác phong phú, đã cho ra nhiều ý kiến quý giá với sự phát triển của thành phố Thanh Chuyên, căn bản cho tôi có được nhiều lợi ích không nhỏ. Khi tôi đang nói ra những lời cực kỳ kính ngưỡng, anh ấy mới nói đây chính là những kinh nghiệm của ngài phổ biến ở huyện Lô Bắc. Phùng Vũ Trạch vừa tiếp nhận ly trà Triệu Hiểu Bạch đưa đến vừa dùng giọng có vẻ không phải là người ngoài nói với Vương Tử Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.